thì nó cả nhà ai đang coi cho em xin một nút chấm tương tác nha cả nhà. Em chào chị Xuyên Lê nha. Cả nhà ai coi chấm chấm bài lên giúp em nha. Em chào chị Hoài Thu. Trời, hôm nay đồ đẹp quá trời luôn này. Cái coi chấm chấm bài lên giúp em nha cả nhà. Chiều nay bắt đầu đầm áo cả nhà ơi. Bộ. Cảm ơn Hồng Út nhiều nha. Em chào chị Vân Nguyễn nha. Em chào chị Nguyệt Lê. Rồi cả nhà mình coi chấm chấm bài tương tác lên giúp em nhé. Chút xíu nữa có cái hàng bộ bé về. Có hàng bộ bé đó cả nhà ơi. Em có về hàng bộ bé. Tối sáng chị nào hỏi em có hàng bộ bé mà size to á, nên là chiều có hàng nha các chị. Em chào chị Hạnh Mai nha. Có đồ vest cho các chị nữa nha. Em nên mấy cái hàng nẻ nẻ trước đi. Chào chị Khánh Nguyễn Huỳnh Khánh Quyên nha. Rồi em nên từ từ cho cả nhà mình trước nha. Đây đâu đầu đây. À đây 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 cái hồng. Dạ bạn bên mới nhìn được cái bình luận các chị. Rồi lên hồng giúp em. Cái này là áo nem tăm. Trong khi chờ các bé soạn size đồ vest cho các chị á thì em nên mấy cái hàng nẻ trước nha mọi người. Rồi khi nào lấy comment giùm em Hồng size để size dưới 55kg 20 năm tiền. Trời ơi cái áo len này nó đẹp lắm các cô ơi. Đây này, áo len này của mình nó sẽ cài khuy nhá. Đây này, nó sẽ cài khuy như vậy này các chị này. Đẹp lắm, size này size dưới 55kg. Dạ có. Bộ vest có size 60 65kg đó chị ạ. Tại vì cái hàng đấy vừa em coi sơ bộ có cái size L88 luôn á. To lắm. Bé đang soạn size ra để bán cho dễ các chị. Tại lộn xộn size, có size to, có size bé. Nên là chút xíu nữa em mới lên. Rồi cái nào lấy comment dùm em Hồng 20 năm tiền. Cái này của em là áo len tăm nha mọi người nhá. Đó, các chị mình lên quần jean rất là đẹp. Em sale các chị mình 25.000 thôi. Rồi cái nào lấy comment dùm em Hồng nhá. Hồng size 55kg 25 tiền. Rồi cái nào lấy comment dùm em áo màu hồng. Áo màu hồng size dưới 5kg mắc vừa. Nên Hồng giúp em nha. Đây cái áo len tăm này màu vàng. Đấy, vàng này len tâm size dưới 60kg. Ôi áo này xuất sắc rồi mọi người ơi. Áo len tâm này size dưới 60kg mặc vừa. Rồi sale có chị 25.000 cái mẫu này ha. Size này của em là size dưới 60kg. Cái này là áo len này. Len sợi tâm rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Co giãn, trời ơi quá xinh luôn. Rồi lên màu vàng giúp em size dưới 60kg mặc vừa. 25.000 một áo. Đó em sale có 25.000 thôi. Rồi khách nào lấy comment dùm em cái màu vàng nha các chị ha. Màu vàng size 60kg vừa. Cái nào lấy vàng chốt vàng luôn dùm em nha mọi người. Màu vàng. Cái này của em là khoác hồng này. Khoác hồng này của em là size dưới 52kg mặc vừa. Có khách nào lấy comment dùm em hồng. Trời cái này cắt trúng vải rồi. Bỏ ra giúp chị này. Cắt trúng cái vải rồi. Chào Đức Phát Keo nha. Rồi cái này của em là cái chân váy nha mọi người. Size 60kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em chân váy size dưới 60kg. Nên là em còn được một cái duy nhất. Sale cả nhà mình 30.000. Đó. Chân váy size to luôn á. Cái này rớt lại cái size to này 30. Chân váy bông nha các chị ha. Đó. Size này size 60kg này. Đây còn cái sale luôn 30.000. Rồi lên chân váy giúp em mọi người. Chân váy 30. Chân váy. Có quần len gân không em? Quần len gân như lúc sáng em còn rớt lại cái hay sao ta? Phải không? Còn quần nê có một cái đúng không? Em có quần len gân. À em về cho các chị thêm màu. À quần 75.000 á. Chắc là chị hỏi cái quần đó đấy. Có nha chị xin lên nha, chút xíu âm lên. Rồi ô cái này của em còn hai cái nông vũ này, hai cái màu, một cái vàng. Chị Nguyễn Huyền chốt cho em áo vàng kia ấy kìa. Rồi hello Quỳnh Tố nha. Rồi cái này của em là áo màu kem. Cái này em còn một cái kem, một cái đỏ xinh xỉu luôn. Cái này dưới 48kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy em sale 15 tiền. Em sale 15 tiền còn đúng hai cái nữa mọi người nha, còn đúng hai cái thôi. À, chị nào mình khoảng 40 đến 47, 48 ký chốt liền tay nha. Mẫu này quá xinh rồi.
Đó, mua 2 dây đẹp lắm. Này mình men lên cái quần của jean rất là xinh nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ, màu kem. Cái này em có màu đỏ, màu kem 15 ngàn một áo. Đây này, nó có tăng đơn cho mọi người được nhá. Nó có tăng đơn cho các chị được. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, màu đỏ, màu kem hai cái. Trời ơi, tính ra 30 ngàn được hai cái áo, xinh quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ kem. Màu đỏ, màu kem, màu đỏ, màu kem. Khách nào lấy comment giùm em đỏ kem nha các chị ha. Rồi đây, cái này của em là cái áo màu xanh bơ. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Nên xanh bơ giúp em 25 tiền, áo len tăm. Em sale cho cả nhà 25 ngàn thôi. Ủa, cái áo đẹp lắm, cái áo này thường bán 4-5 ngàn đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh bơ nhá. Màu xanh bơ 25 ngàn. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Rồi lên xanh bơ giúp em cả nhà mình ơi, nó có nhúng hơn trước này. Rất là đẹp nha, size 60kg 25 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em xanh bơ. Áo đen sau lưng em nhiêu ký? À cái đó của em là cái áo khoác. Đây này em có. Em về sáng nhìn được mấy chục áo khoác nên đó mọi người. Đây này em nên cho các chị đâu. Ôm giúp chị qua đây cái. Áo khoác nem đẹp lắm cả nhà mình ơi. Bữa trước các chị hỏi em khả hàng áo khoác nè. Hôm nay bên xưởng á, cái họ còn sót mấy chục cái. Họ kêu em xả dùm. Đây. Đẹp lắm luôn mọi người ơi. Đây áo khoác 65 ngàn cái, áo khoác nem tăm, đẹp cực kỳ. Cái này hàng Quảng Châu nha. Cái này giá Tết là rất là cao luôn á. Cái này hàng Tết á, đẹp lắm. Đây này, đó một cái áo Quảng Châu màu đen. Chị Sunê có lấy thì chốt. Size này 60-63kg mặc thoải mái luôn nha các chị nha. Có 65 ngàn một cái rồi, đẹp lắm. Đó, rồi, mẫu nó có một cái à. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Chất nen này của em là nen tăm xịn nha. Đó chứ không phải chất nen mà là dày để mình mặc ấm nha các chị nha. Nên là những chị em nào mình ở thời tiết mình Sài Gòn á là ok la mình mặc được, rất là đẹp luôn. Đó, chứ không phải mấy cái hàng Tết mà giống đợt em về cho các chị là nó dài qua gối. Là hàng nen ấm nó khác nha các chị nha. Ở đem chốt chị xin lên 65 ngàn này. Rồi, em có cái hồng nữa này các chị ơi. Còn hơn chục cái à. Có hơn chục cái, chị em nào lấy thì chốt nhanh nhé. Màu hồng 60kg, đẹp lắm. Trời ơi, đây là các chị toàn phong ngắn ngắn dễ thương không à. Đem hết hồng út ơi, lấy cái hồng đi em ơi. Hồng đẹp lắm luôn nè. Đó, size dưới 60kg. Trời ơi, bán cho các chị mình có 65 ngàn thôi các chị ơi. Chứ cái hàng này thường thường mà Tết, hồi Tết mà có là phải bán 99 ngàn á. Tại vì giá nó cao. Đó, khách nào lấy comment dùm em này màu hồng. Hồng này size dưới 60kg. Nên là hàng nem này thường thường á là Tết mới có thôi. Chứ còn bình thường là cái hàng mùa hè này là mình không có hàng nem này đâu các chị. Rồi khách nào lấy comment dùm em hồng nha. Em chào chị Tiên Hoa nha. Ồ khoác này đẹp quá trường luôn. 50-60kg. Rồi lên hồng giúp em 65 ngàn nha. Không bốc máy nghe xong cũng mang nồng xe á em. Alo. Em chào chị Nguyễn Nam nha. Dạ. Tới chưa anh? Anh đang đâu? Đang đứng rồi. Rồi em chào chị Lê Thanh nha. Đây màu xám ghi. Chị Nguyễn Nam chốt áo khoác này đẹp lắm chị Nguyễn Nam ơi. Dễ thương. Rồi lên màu xám giùm em nhé. Cái nen này của em là nen là mình mặc được hè. Có nghĩa là trong Sài Gòn, thời tiết Sài Gòn mình mặc ok na vừa. Chứ không phải là các chị mình mặc mấy cái nen mà hồi Tết em bán nó dày cui đâu nha các chị nhá. Nen này nó mắc tiền lắm á các chị. Rồi lên màu xám giúp em này. Áo nen này mặc 4 mùa được hết luôn. Đây này. Đó rất là đẹp ha. Màu xám giúp em nha. Em chào chị Minh Trí nha. Thấy đâu? Không, đứng ở ngoài này nè em. Tại vì nó định vị sai á. Em thấy cái xe xa chút xíu á. Nó đứng ở số 13, 12 á. Thấy không? Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám nha. Màu xám đó chị Hồng Yến Đào Thị. 65 ngàn. Màu xám chị Hồng Yến Đào Thị. Màu xám. Sao không tạo được đơn ta? Không thấy. Chị Hồng Yến Đào Thị chắc có rồi. Chưa mà đúng không? Bây giờ mới có mà đúng không? Là màu xám đằng sau em kìa. Rồi, cái này của em là màu vàng nha mọi người nhá. Đó, màu vàng. Trời ơi, các chị thấy cái nền đẹp chưa? Không một chút bụi luôn. Tại vì cái hàng này là hàng nem tuyển, nó đẹp lắm. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu vàng nha. Trời ơi, sáng như em bán hai mấy 30 cái rồi. Còn có mấy cái rớt lại à mọi người. Còn mấy cái em chưa kịp bán này. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu vàng ha. Ngắn vừa tầm, rất là đẹp luôn. 60-65kg ok nào vừa hết. Có 65 tiền à. Trời ơi, cái áo nen đẹp quá trời luôn. Rồi lên màu vàng giúp em nha khách ơi, màu vàng. Rồi, cái này của em là màu đen kiểu này. Đây màu đen, cái kiểu này nó làm kiểu nên rách rách ở chỗ vai rất là đẹp luôn. Vàng em chốt chị Đào Yến Hồng Yến Đào Thị nha. Đây màu đen. Đen này là đen rách kiểu nha mọi người nhá. Rồi đen này của em 60-65kg. Đấy. Cái này của em thì nó sẽ là cái khuy cài. Cái này của em nó sẽ là khuy cài như này nha mọi người nha, khoác khuy cài á.
đó, rồi lên màu đen giúp em này, đẹp chưa? Đó, trời ơi nó ngắn vừa tầm chứ nó không có dài quá đâu mọi người, đẹp lắm đó. Rồi lên màu đen giúp em nhá, màu đen đấy có 65 tiền này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen ha. Rồi cái này của em là sọc này, đẹp, trời ơi hú hồn luôn. Sọc này size dưới 60kg nên tầm mịn lắm các chị. Rồi lên sọc giúp em này đó. Rồi khách nào lấy sọc chứ sọc giùm em có 65.000 một áo thôi. Không thấy hả em? Không. Cái tao mở dao mà dao mà lại không thấy. Đứng ở ngoài không thấy hai đầu luôn đấy. Hay là em gọi em nói là hay bây giờ mới đi. Ông nói đang đứng ở nhà chị nhưng mà đứng ra không thấy. Bảo của anh đứng ở đâu hỏi và anh đứng ở chỗ nào mà xem không thấy đây anh vậy. Khoác đỏ treo bao nhiêu? Dạ 65.000 chị Nguyễn Hương ơi. Đây 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 đây. Em lên đi anh cha. Bằng giá. Đây 65 tiền. Đây đẹp lắm luôn nha. Đây cái phong dáng cái này là giống như khoác tay cánh rơi á, đẹp lắm. Chị Nguyễn Hương lấy thì chốt liền tay giúp em nha. Cái này của em là mình mặc suông như vậy thôi nha các chị nhá. Đó. Còn khách nào lấy comment giùm em khoác đỏ này 65.000. Khoác đỏ 65.000 bảo ông đứng ở đâu vậy cha? Hay định vị qua bên kia nữa thì tôi mắc cười. Rồi ok, em chốt chị Nguyễn Hương cái đỏ. Trời ơi, cái nào nó cũng dễ thương hết rồi các chị ơi. Rồi, cái sọc này em máng lên cho các chị coi kiểu nó đẹp vậy mà sao các chị không lấy cái sọc ấy đẹp kinh khủng luôn á. Đây. Nó vừa tầm mà các chị ơi. Rồi, cái nào lấy comment giùm em sọc này cưng xỉu luôn. Đó. Trời ơi, nó dài chấm mông đẹp lắm luôn đó các chị. Rồi cái nen tâm này các chị thấy cái thớ nen này. Thấy chưa? Dễ thương quá trời, có 65.000 cái. Chứ mua là 200.000 đó các chị. Rồi, khách nào lấy comment sọc cho Hồng Út nha. Đây này sọc này, sọc qua chị Hồng Út này. Đây đây đây, đây cho chị Hồng Út này. Rồi cái này của em là cái vàng nha. Rồi cái này của em là màu vàng. Màu vàng, màu vàng. Ai? Màu vàng, khách nào lấy comment giùm em. Bà là bà chắc bấm nhầm địa chỉ đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng nha. Sơ mi treo bao nhiêu? Dạ sơ mi đó cũng 65.000, cái đó cũng là khoét luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu vàng này. Đó. Size dưới 60kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment vàng chị Hồng Yến Đào Thị. Trời ơi em treo lên các chị mới thấy. Trời ơi. Em móc lên các chị mới thấy kiểu hả các chị. Đây. Trời ơi nó dễ thương lắm. Đây. Rồi con màu đen. Con màu đen. Đấy. Đen này size dưới 60kg nha. Đây 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 đây. Đằng sau của nó sẽ cột cái dây như vậy. Đó các chị tưởng tượng ra chưa hả cả nhà ơi. Rồi lên đem giúp em nha, dưới 60kg. Rồi 65 tiền còn có mấy cái à, chốt mỗi chị một cái thì các chị ơi đẹp quá trời luôn. Trời chứ hàng khoát nên là cuối năm em mới có hàng. Chị nên xếp hết chưa, chuẩn bị nha Huỳnh Ngân ơi. Rồi lên đem giúp em này, đen khách ơi, màu đen. Màu đen, màu đen. Trời ơi, có 65.000 cái khoát thôi khách ơi. Rồi lên đem giúp em nha, màu đen được cuối cùng ổng đang đâu. Đang số xẹt 36. Cũ hả? À. Và trời người ta có cái định vị rồi. Rồi cái này của em là màu xám, cái gì cái này là cho đúng mà đi tùm lum. Rồi cái này của em màu xám. Rồi khách nào lấy comment giùm em đằng sau có cái nón nè mọi người. Đằng sau này của em có cái nón nha, nên màu xám giúp em nha. Đây ở đây mình cột cái dây, anh em thấy họ cột đây này. Đó, cái này voan nhá. Size dưới 60kg rồi lên xám giúp em, chị nào thích có nón thì lấy nè. Còn mấy cái thì các chị ơi 65.000. Rồi lên màu xám giúp em đi mọi người ơi, màu xám. Với chị nào hỏi cái sơ mi đằng sau ta. Cái này nó cũng là khoác nha các chị nha, màu kem. Đó. Với chị nào hỏi em cái sơ mi này đây, kem đây, vừa làm áo vừa làm khoác luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu kem. Màu kem, màu kem. Size dưới 60kg. Rồi lên kem giúp em nha. Đây, cái này là phối sơ mi kate ở dưới đẹp quá trời luôn này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu kem. Màu kem, màu kem khách ơi, màu kem này. Đó, 65.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu kem này, kem 65.000. Rồi cái này của em là màu kem. Còn có 2-3 cái các chị ơi, cam size dưới 60kg này. Đó. Cái này của em là màu đỏ cam nha các chị nha, màu đỏ cam. Cái này nó bo ngắn ngắn dễ thương lắm. Đó, màu đỏ cam này size dưới 60kg này, đẹp quá chừng luôn. Đấy còn có 2-3 cái hết rồi các chị ơi. Nên đỏ cam giúp em nhá, màu đỏ cam treo móc giúp chị để treo lên đây này. Rồi lên đỏ cam 65 tiền. Cái nào lấy comment giùm em đỏ cam. Rồi em có màu hồng ruốc 60kg. Đây, màu hồng ruốc đây. Đẹp quá chừng chưa các chị. Đó. Cái này của mình nó sẽ là cái khuy bấm. Khoác khuy bấm nha các chị nha. Đây, khuy bấm ở đây này. Đó, size dưới 60kg nó có 3 hàng khuy cho các chị luôn.
màu hồng này màu theo kiểu hồng thuốc á. Đó, 50-60 kg mặc vừa, cưng quá trời, khoác nen nha các chị nhá. Cái tay của nó sẽ là tay bo như vậy này các chị. Đó, 65.000 thôi. Rồi mình lên hồng ruốc giúp em nha. Màu hồng ruốc, đó, đấy lên mắt đây. Rồi, cái con này của em là con màu đen. Đây, cái này của em là màu đen. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen này. Đen cũng đẹp quá trời luôn khách ơi. Đó, đen size dưới 60 kg. Nói chung những cái mẫu này nó chỉ dài qua eo của các chị thôi, nên là mình mặc nó rất là dễ nha mọi người nhá. Đó, rồi lên màu đen giúp em này. Đó, đen xinh quá trời, có 65.000 thôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Còn 3 cái nữa này. Rồi lên đen giúp em nha các chị nhá. Màu đen, màu đen. Cái này của em là màu màu xanh đậu này. Đó, xanh đậu dễ thương. Dễ thương quá trời, có kết hạt ở đây này các chị ơi, màu xanh đậu nha. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh đậu cả nhà mình ơi, còn 3 4 cái nữa. Ồ các chị mình nhiều khi mình đi buổi tối mình đi chơi á các chị ơi, hoặc đi cà phê sương sương mình khoác mấy cái mẫu này, áo khoác này đẹp lắm. Màu xanh cho chị Hồng Yến ạ. À. Rồi, cái này xanh đậu hết Nguyễn Hoa ơi. Còn cái màu hồng ruốc này. Đó, hồng ruốc 57 kg quay đầu giúp em nhé, khuy cài. Khoác khuy cài màu hồng ruốc size 57 kg. Đúng, còn có một cái nữa là hết rồi này. Rồi lên màu hồng ruốc giúp em đi cả nhà mình ơi, hồng ruốc. Size 57 kg vừa. Rồi lên hồng ruốc giùm em nhé. Ồ dễ thương quá trời, có đất luôn. Đó, cái này cứ 4 mấy đến 57 kg. Cái màu hồng ruốc này nó màu nó nhu này. Đó chị Hồng Yến á. Hồng Yến mà hồng ruốc. Rồi em còn cái cuối cùng là màu kem. Cái màu kem các chị nhìn thấy đường gân nem nó rất là đẹp luôn ha mọi người. Đó, rồi nó phối caro caro này, rất là đẹp luôn. Đó, rồi khách nào lấy màu kem. Ồ em bán có 65.000 nó thật đó, rẻ quá các chị ơi. Hết rồi đó, đâu còn nó đâu hết rồi. Có khách nào lấy comment giùm em màu kem nhé, màu kem. Ờ mấy cái form ngắn này dễ mặc ạ. Em chào chị Dung Mai nha. Rồi lên màu kem giúp em, còn đúng một con kem duy nhất này. Đó, rồi lên kem giúp em nha. Ấy có 65 tiền rẻ quá trời của đất luôn. Còn cái móc đây nữa này. Chút cái kem đi, để xem sao cái đen cũng được để các chị phân biệt màu. Rồi, em lên mẫu khác nha. Rồi cái này mẫu gì đây? Chờ em chút xíu, nát chút xíu em lên vét, tại bé nó đang soạn size cho các chị á, tại vì cái hàng vét về mà nó có size hàng rất là đẹp luôn. Rồi cái đó 350 một set á các chị. Mà các chị coi các chị mình hết hồn luôn á, đẹp lắm. Nhưng mà phải em phải soạn size ra đã. Rồi cái này của em là màu hồng khách ơi, màu hồng ren. Size này của em là cho các chị mình size dưới 60 kg mặc vừa nha mọi người. Size này của em là size dưới 60 kg mặc vừa. Có khi nào lấy hồng chút hồng giùm em, 99.000 đầm ren cao cấp. Đó. Rồi lên màu hồng giúp em. Size này của em là size dưới 60 kg nha các chị ha. Size dưới 60 kg. Cái đầm ren này đó, em sợ rất là đẹp luôn. Cái này là form đầm xòe, size 60 kg vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng nha mọi người nhé. Màu hồng. Size đó của em là size dưới 60 kg. Rồi lên hồng giúp em nha. Cái cột đôi lại, cột lấy cái dây cột lại thôi. Các chị nào hỏi chưa. Rồi cái này của em là đầm bông size dưới 60 kg mặc vừa, 60-65 kg. Ờ, có chị nào mình thích chuẩn bị mình đi biển, các chị em mình mặc đi cà phê, thích mấy bông này thì mình chốt nha. 59.000 khách ơi, đẹp quá trời luôn. À, bông này của em là bông van, đằng sau có cột eo, rất là xinh. Size 60-65 kg vừa. Rồi mình lên bông giúp em nha, bông có 59 tiền thôi khách ơi. Bông có 59 tiền thôi, lên bông liền giúp em nhé. Cái đầm đó là vải van, van đó các chị. Rồi, cái đầm này của em là cái đầm nhũ bông, em chốt chị Nguyễn Hương 59 tiền. Hết bông rồi chị Mười Dư ơi. Rồi cái nhũ này của em là size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi mình lên nhũ giúp em nha. Rồi 70.000 cái nhũ này khách ơi. Nhũ 70, đẹp chưa? À, có khoác nên có nón không chứ? Có một cái vừa lấy có cái một cái không con à, con nón đó. Màu xám xám gì đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhũ hồng này của em 70.000 nha khách nha. Nhũ hồng này 70. Size này của em là size dưới 60 kg mặc vừa. Rồi lên nhũ hồng giúp em 70.000. Rồi khi nào lấy comment dùm em nhũ hồng nha, 70. Nhũ hồng 70, đây cái xám này được không? À, dạ chưa, em chưa lên chị Mỹ Loan này, bé đang soạn size ở ngoài á. Đang soạn size tại vì cái hàng đến nó có size. Đó, để bán cho dễ thì em soạn size cho các chị nát chút xíu, các chị lấy size gì nó dễ. Đây cái khoác này có nón nha. Anh Minh có lấy thì chốt, có một cái duy nhất là có nón thôi. Đó, em lấy thì chốt nha, 75.000, à 65.000 à. Đó, rồi lên này, khoác dễ thương lắm. Đây nó có dây cột này, đó. Mình nhúng cái eo lại rất là đẹp ha. Đó, em có lấy thì chốt, có một cái duy nhất là có nón thôi. Đây con cái này, đó. Em lấy thì chốt nha. Cái đầm nhũ vàng này, khách nào lấy comment dùm em size dưới 65 kg mọi người ơi. Ôi ôi, cái mẫu này thì quá sang rồi.
Lên nhũ vàng giúp em. Size này size dưới 65kg, 75 tiền. Trời ơi, có 75 ngàn cái đầm nhũ đẹp quá trời, quá đất luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em nhũ vàng. Size này của em là size dưới 65kg mặc vừa. Rồi, lên nhũ vàng giúp em nha, nhũ vàng. Đây, đầm đẹp xỉu luôn mọi người, đầm đẹp xỉu luôn. Có size không em? Có hả? Cái này size bự luôn hả? Đâu, cái này con bộ lẻ, cái đó lẻ. Em đem đưa chị mà. Cái đó là em quăng vào đây cho chị nè. Màu xám mà chị Nguyễn Hương. Cái gì đó, xám này gì á? À, cái áo khoác không chị? Dạ rồi rồi. Ai biết đâu, thì tụi em vứt ở đây, có nghĩa là em bảo chia hàng rồi thì lên đi. Chưa, cái đó là của áo. Là bây giờ đã xong chưa? Chưa chị. Mày bê vô đây chi cha. Trời ơi, nó chưa xong, nó bê như thật đấy. Hơi mệt đấy mắt nha. Rồi, đỏ này size dưới 60kg, đỏ u mì nha các chị nha. Chờ 5-10 phút giùm em nha các chị nha. Con mình bé nó soạn ngoài á. Size nó tùm lum bổ vét, nó size nhiều quá. Con nó có dây kéo form nhỏ nha. À không, hết rồi em. Áo khoác nem bây giờ kiếm không ra rồi em ơi. Rồi đỏ chị 10 dư này 75 ngàn. Rồi cái này của em, cái mẫu đó nó còn màu gì, nó cà phê hay gì đấy em, đúng không? Đó, cái form đó mình bán cục đó. Ừ, lấy giúp chị màu cà phê. Rồi cái này của em là mã 1, 65kg mặc vừa. Mã 1 này size dưới 65kg. Bộ vừa cầm là size bé đó em. Đây đợi chị lên cho. Rồi lên mã 1 giúp em size dưới 65kg, 75 tiền khách ơi. Rồi lên mã 1 giúp em nha. Mã 1 75 ngàn. Cái này vải tuyết mưa chị 10 dư đẹp lắm. Cho chị 10 dư mã 1 này. Đó giúp màu ra giúp chị đi. Ở sale cho các chị đi. Rồi đây cái này của em là màu cà phê. Cà phê 60kg. Rồi lên cà phê giúp em nhé, 60kg đầm u mì, 75 ngàn. Đầm xòe, nói chung em thấy đầm xòe là dễ mặc hơn đầm ôm á các chị. Tuyệt, tại nhiều khi các chị mình có bụng á, mình mặc mấy cái đầm xòe coi vậy mà nó dễ mặc hơn. Đó, nó che bụng. Ở khi nào lấy comment dùm em cà phê nhá. Cái này giống cái màu đỏ này, 75 ngàn thôi. Em sale 75 ngàn. Ở khi nào lấy cà phê chị 10 dư, đây cà phê. Rồi, có màu kem. Em để gần bao vào gần em á. Ừ, ai ấy thì em để này đỡ phải chạy. Rồi cam này size dưới 60kg này. Rồi lên cam giúp em mọi người ơi. Đầm xòe vải u mì nha. Thun u mì, màu cam. Trời ơi, đầm 99 ngàn đó các chị. Theo các chị 75 ngàn á. Rồi lên màu cam giúp em nha. Màu cam 75 tiền. Rồi đây cái màu vàng xà cam chị 10 dư. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng nha. Đây có màu vàng, có màu vàng. Rồi lên vàng giúp em 75 tiền. Vàng 75 tiền. Rồi cái màu này của em là màu đất nha. Nói chung nó có 5-6 màu á. Vàng chị 10 dư này. Rồi cái này của em là màu đất này. Đó, màu đất. Chị nào mình mua cái hàng này nhà em là biết rồi. Trời ơi, cái vải thun u mì nó đẹp, nó dày lắm. Rất là đẹp luôn mọi người. Đằng trước này, nó có dập đi cho các chị này, thấy không? Rồi, nên vét cho chị. Đang soạn hàng em ơi. Nên cà phê giúp em, trời hôm nay các chị hỏi vét quá trời luôn. Rồi, lên cà phê. À, màu đất giúp em nha mọi người. Màu đất và có màu hồng thuốc là màu cuối cùng. Màu đất cho chị Tuyết Hạnh, màu đất cho chị Hoa Dã Quỳ còn đúng không em? Còn chị. À rồi, cho chị Hoa Dã Quỳ một cái. Chị Mười Dư có lấy màu đất không chị ơi? Rồi cái này của em là màu hồng ruốc, em còn cái màu hồng ruốc nữa này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng ruốc 75 ngàn nha. Hồng ruốc cho chị Mười Dư này, đây bỏ cho chị Mười Dư cả. Rồi. Màu ruốc chị Tuyết Hạnh nữa. Thế là vừa lấy ruốc và màu đất luôn. Ừ, vừa ruốc vừa đất rồi đó, đúng rồi. Đâu có sẵn này. Đâu có sẵn nữa. Rồi khách nào lấy comment dùm em mẫu màu đỏ này nha cả nhà mình ơi. Đỏ này của em là size cho các chị mình size dưới 65kg tay bồng. Như em còn một cái. Khách nào lấy comment dùm em màu đỏ dưới 65kg vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nha. Đỏ là 65 ngàn. Đỏ 65 ngàn tuyết mưa. Rồi khách nào lấy comment dùm em đỏ xong rồi hả? Rồi. Rồi đây vét đây. Rồi đây. Trời ơi cái vải. Ôi nó đẹp dã man các chị ơi. Màu đỏ chị 10 dư. Cái này bộ vét nha các chị nha. Đẹp dã man đẹp. Ôi ôi. Xuất sắc luôn. Mấy size em ơi? Trời ơi size. Đọc size đi. Đọc size đi. Đọc size đi. SM hay là 1X hay là 2X gì. Đọc size cho các chị chốt cho dễ. MXL với 2X. Có size M. Size 1X và 2X. Rồi 3 size đúng không? Rồi cái này của em có 3 size. Đấy phải hỏi size các chị chốt cho dễ. Nó to lắm nha. 99.000 set vest. Trời ơi các chị ơi, set mấy trăm ngàn cái. Rồi khách nào lấy comment dùm em với set cam.
Vét là vải, ui vải nó đẹp lắm chị ơi, vải như vải tuyết mưa, vải tuyết mưa xịn luôn á. Đẹp quá trời. Nó có rồi cam 2X cho chị Kim Hà, to đùng. 2X là vào eo 88 đó nha, to lắm nha các chị nhá. Cái này khỏi 65kg vừa luôn hả? Được, rồi cho chị, em thử vừa hả? Được. Rồi cam 2X cho chị Kim Hà là 65kg á. Có to với chị Kim Hà quá không ta? Tại vì cái cam 2X là size 65kg á. Bé nhân viên được. Nhà em 65kg vừa. Tại vì eo 88 còn dư bụng á. Rồi em lên từng màu một trước nha các chị nhá. 99.000 bộ vest nha, đẹp xỉu luôn. Trời ơi cái vải nó đẹp dã man, đẹp luôn khách ơi. Có size M, có size 1X và có size 2X, 99.000 một bộ. Trời ơi bộ này mà không đẹp em không lấy tiền cho các chị luôn. Thiệt nó đẹp quá trời đẹp luôn. Cam size M cho chị Hoa Dã Quỳ, size nhỏ nhất. Rồi đây, có size M. L đó chị, có một cái size L. Có size L nha mọi người, size L là 55kg chị Xuân Lê. Ừ, đấy chị size L là size 55kg cho chị Xuân Lê là vừa rồi. Đấy chị Xuân Lê là cứ thế bỏ vô thôi. Cam 1X cho anh Xuân. 1X nha. Rồi, anh Xuân in bill. 2X cho chị Mười Dư, một bộ thôi. Rồi. Hay in lưu cũng được này. 2X chị Mười Dư, 5 cam 2X cho chị Thạch Xanh đủ không? Không đủ. Không đủ hả? Có 2 thôi hả? Ở đây chị Thạch cái Xanh lấy 2 bộ. Cầm lấy gì? Bộ chị đang cầm hả? Dạ. Cái này to lắm nè. Size á. Cái này size 1X chị đang cầm là size 1X đây. Hết rồi. Rồi, cam 1X chị Thạch Xanh đây, có 1 bộ thôi hả? Đúng rồi. Rồi, cam 1X cho chị Thạch Xanh. Rồi. Mình sẽ là cái sẽ là còn size L thôi phải không? Rồi đây đây này. Em còn size M và size L thôi mọi người nha. 1X còn không? Rồi khách nào lấy comment giùm em. Em còn size M và size L nha mọi người nha. To lắm. Trời ơi, size M là to là nhỏ nhất nhưng mà em mặc vừa đó. Tại vì size M cái eo của nó đã là 76 rồi, là các chị biết rồi, bộ này to lắm. 1X còn á chị. 1X em còn. Ơ đây cho chị 3 cam 1X chị Thạch Xanh hết luôn á. Đủ rồi đó, 3 cam 1X. Đủ chị Thạch Xanh luôn. Rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Rồi bây giờ em còn size M và size L nha mọi người nhá. Như em á, chị nào nhỏ con thì mặc size M thôi, là eo 74. Đó. Còn cái size L này của em là đây, eo này chắc gần 80 đó. Đo giúp chị cái eo size L coi. To thế. 3 cái L. Đây. Trời ơi, eo size L là eo 80 luôn đó mọi người ơi. Về cái này to dữ rồi ta. To. Rồi lấy cho chị 3 size L chị Thịt Xanh, 3 bộ. Rồi. Một. Đây 1 này, 2 này. Rồi. Rồi. Có 2 thôi hả? Có 2 size L thôi hả? Rồi, cái này. Rồi, hết rồi, đây còn em còn 2 bộ size M, size L hết rồi mọi người ơi. Em còn 2 size M thôi. Size 1X ạ, size L 1X là size tại eo 80 mấy luôn đó chị Huyền Lê nhưng mà hết rồi. Cái này là bộ như cái em còn 2 bộ size M. Size M của em là eo 74 76 mang vừa này. Rồi size M mà nó cũng bự lắm nha mọi người. Tại vì em eo của em 74 mặc hơi rộng. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá. Size M còn 2 bộ. Rồi lấy lên màu khác đi. 47kg chị mặc size M thôi. Chị Mộng Thường 47kg chị mặc size M được rồi nhá chị nhá. Eo 7 mấy thôi. Này lấy chị Mộng Thường đi. Size M thôi. Nó cùng màu mà em. Chị thấy nó cùng màu á. Nó cũng cam cam vậy mà đây. Em lên màu đen đi. Bỏ qua màu đi. Ừ lên màu đen cho các chị đi. Rồi đen có mấy size? Cái kiểu rồi đây mang đây. Chị Mộng Thường chị 47kg chị lấy size nhỏ nhất giúp em nhá. Rồi đây 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 màu đen. Ôi ôi màu đen. Đẹp dã man luôn. Đen là đen đùi nha. Không, đen là đen đùi mọi người ơi, đen là đen đùi nha. Rồi, 10 đen 1X cho chị Thạch Xanh. 1X có 1X không? Cái đó sẽ là cái này sao nè? L mà 4 cái L. Rồi, cái này của em là không có size 1X. Cái này đem của size M cho chị Hoa Giữa Quỳ 1X. À size M. Nhỏ nhất. Không có M, 4 cái L không mà. Cái kiểu đó là mày 4 đọc cái ngay từ đầu luôn chứ mệt ghê. Đọc ngay từ đầu đi. Rồi bây giờ màu đen này chị... Dạ, rồi thôi vậy thôi không lấy chị Thạch Xanh tại vì nó cũng không có 1X đâu. Rồi cái đen vest này của em là có một size size L thôi. Trời bé này nó nằng nhằng quá. Rồi đọc cái đo cái eo cho các chị coi. Phải đã soạn rồi lên cho các chị là không có khớp gì hết. Rồi cái này của em là eo 78, có một có một đùi này của em là có một size. Eo 78. Rồi, cái nào lấy thích màu đen vest này quần đùi á thì mình lấy nha. Cái này là eo 78. Rồi cho chị Thủy Nguyễn này. Rồi, cái này có 4 bộ thôi. Đặt kem, kem chị Kim Hà là không có rồi. Chị Kim Hà có một bộ size 2X là quần dài rồi. Chứ còn cái bộ này của em thì có màu đen là một size nha. Rồi cái này của em là có 4 bộ thôi đúng không? Cái này của em có 4 bộ, không có size M, không có size khác, có một size L duy nhất thôi. Và L là 78.
Đó, chị nào lấy thì comment nhanh giúp em. Eo 78 thì nhắm vào cho các chị có chắc khoảng 57 kg ha các chị. 57 58 kg ha. Tại eo 78 nó khá to đó. Em 52 kg mà em mặc eo có 74 à. Còn cái này là eo 78 này. Em thấy màu đen này cũng đẹp này các chị. Màu đen đùi này cũng dễ thương này. Rồi khách nào lấy comment giùm em đen đùi nhá. Đó, đây hai set chị Huỳnh Ngân. Rồi một set đây rồi. Rồi thêm một set nữa là có một set. Này. Giá bao nhiêu? Có 99.000 rồi chúc Thanh ơi chốt đi đẹp lắm. Trời ơi. Rồi đen đùi còn một đen đùi nữa đây, bỏ qua đây này. Đen đùi còn một set nữa, Huỳnh Ngân có lấy thêm không? Huỳnh Ngân ơi còn set cuối cùng này. Đùi ít lắm nha, đùi ít lắm. Rồi có màu trắng không? Nên màu khác cho các chị đi. Ừ, nên màu cho các chị rồi nát quẹo lại cái màu đó sau cho các chị đỡ nhầm. Đây đây đây, trắng dài đây. Không, cái đó ngắn. Ngắn hả em? Rồi, cái trắng này của em là có size em đọc lên. Trời ơi to quá trời luôn, màu trắng nó sang. Ôi, trắng cái quần đẹp quá. Ôi chết rồi, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, ôi, màu trắng sang thế nhờ. Có 2X không? Có 2X. Rồi, 2X lấy cho chị 10 dư 2 bộ trước đi. Rồi chị 10 dư 2 bộ 2X này. Ở đây 2X này. Vải tuyết mưa, chị cà phê Mộc Lan ơi, đẹp lắm. Trời ơi, các chị ơi, cái bộ đồ. Nói chung các chị nhận hàng là chỉ có mê thôi. Mê nha các chị nha. Trắng dài chị chưa biết là có không nha. Rồi, khách nào lấy comment dùm em này đó. Trắng này của em có size 2X và size gì? Size S và size 2X thôi mọi người ơi. Trắng 1X có không? Không luôn. Không có 1X. Trắng này của em là có 2X và size S thôi. Size S là cỡ size em mặc các mọi người. Đó. À, 2X nha cho Huỳnh Ngân một bộ này. Đó, chị Huỳnh Ngân này, một bộ này. Rồi. À, trắng dài, dạ trắng dài em chưa biết là có. Bé em đang lên từng trắng một size S cho Hoa Dã Quỳ này, chị Hoa Dã Quỳ này. Đây Hoa Dã Quỳ size S này. Rồi, thế nào lấy comment dùm em trắng. Cái này là quần chứ không phải váy đâu nha mọi người. Cái quần sẽ đẹp lắm. Trời ơi, trắng 2X chị Như Tô em ơi. Rồi, đây chị Như Tô này, chốt chị Như. Có 99.000 thôi chị Như Tô ơi, vải đẹp lắm, to đùng. Đấy, em đang coi từng mẫu một đó chị Thi Nhã ơi. Tại vì có size thì nó có 1X, 2X. Có size nó có 3X hay gì nữa. To lắm. Rồi, khi nào lấy comment em lên từng mẫu một đó các chị để đỡ nhầm hàng các chị thôi. Rồi, khi nào lấy comment dùm em màu trắng nha. Đây, màu trắng 2X. Màu trắng 2X và size S. Cái này thì màu trắng đùi này của em là có size. Cái này eo bao nhiêu em? Cái trắng 2X này size bao eo bao nhiêu đo giúp chị cái. To lắm luôn đó các chị. Rồi 2X. Rồi cái này của em là 2X này này, eo 86. Eo 86 vừa. Đó, rất là to nha các chị ha. Rồi có chị nào lấy size 2X nữa thì mình chốt liền giúp em. Em còn một S và size 2X thôi. Bộ S thì bộ size S là eo 74 nha mọi người nha, eo 74 thôi. Còn ba cái bộ trắng thì em có trắng đùi em có 3 bộ nữa là size 2X. Đó, rồi để riêng ra, rồi để đấy cho các chị. Rồi lên màu khác giúp chị đi cột nè. Đó cái màu dưới đây chị. Màu gì nữa không? Vàng không? Có vàng không? Có vàng. Ừ lên vàng trước đi. Trắng áo có túi không Minh? Trắng có túi không em? Có túi, có túi. Đây 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 đây. Đây có túi nè các chị này. Đây có túi nhá. Túi thiệt luôn á, đây nè. Đúng rồi, đâu phải túi giả đâu, túi thật nè. Ôi hàng này hàng cao cấp mà các chị. Đây này có túi nha các chị nhá. Đó. Rồi đây, rồi, màu vàng à, lên màu giúp chị đi. Đẹp quá trời quá đất luôn, trời ơi. Rồi màu vàng khách ơi, cả nhà mình ơi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu vàng đẹp xỉu luôn, rồi đọc size giúp chị đi. Trắng dài 2X này em chưa biết là có không nữa. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu vàng nha. Bộ này thôi siêu phẩm rồi khách ơi. Ôi ôi, vàng đọc sai đi. M, L, X, L, M, L, X, 1X. Rồi hết rồi. Rồi, 3 size, 3 size. Không có 2X nha chị Như Tô ơi. Cái này có 1X là to nhất rồi chị ơi. 1X này eo nó cũng to lắm. Vàng ơi chị Huỳnh Ngân một cái 1X đi. Ừ, chị Huỳnh Ngân nãy giờ chốt 1X không à. 1X, đây. Vàng 1X chị Thi Nhã bộ em ơi. Vàng 1X này. Rồi. Rồi, cái này của chị cầm. Đâu? Đây đâu? Cho 1X luôn à. Rồi, 1X cho chị Huỳnh cho chị từ cho chị Nguyễn Nam. Vậy là hết rồi. Rồi hết 1X rồi. Size M cho Hoa Dã Quỳ. M đây. Rồi là còn cái này chị Nguyễn Nam này, cần M cho Hoa Dã Quỳ này. Rồi. Rồi cho chị Như Tô một bộ này. Đây, chị Như Tô. Cái này là gì? Rồi. Rồi còn màu gì nữa không? Màu vàng nó nhạt thôi. Màu vàng nhạt hả? Dạ. Rồi vàng nhạt này có mấy size? Rồi cái này là màu vàng nhạt nhá. Cái này là vàng nhạt nhá. Vàng nhạt trắng 1X cho chị Nga Trần Thị Tố. Rồi, trắng 1X đây hả? Rồi chị Nga này. Nga Trần Thị Tố này. Rồi, cái này của em là mã 1 giúp em đi. Mã 1 này của em có 1X 2X luôn. Đây. Mã 1 này cái vàng sáng hơn nhá. Cái vàng này vàng nhạt đó mọi người. Đây bộ ở đây phải không em? Dạ. Yeah. Rồi, cái nào lấy comment giùm em mã 1 này của em có size 1X, có size 2X. Đó.
Rồi khách nào lấy comment giùm em nha, mã 1 kèm size giúp em. Mã 1 này size to này, cũng là màu vàng nhưng vàng nhạt. Vàng nhạt 1X, 2X cho chị Như Tô, thấy hai bộ rồi. 1X, 2X luôn, chị Như Tô. Từ từ ăn xếp cứ để đấy. Rồi em còn bộ 2X nữa nha mọi người nhá. Em còn một bộ 2X vàng nhạt nữa này. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng nhạt nha. 1X, 2X. Cái này à còn hai bộ 2X luôn. Cho Huỳnh Ngân này, chị Huỳnh Ngân 2X này. Rồi, 1X không có chị Thu Nhã ơi, hết rồi đúng không? Ồ ít vậy thôi hả? Rồi khách nào lấy comment giùm em, cái này em còn bộ 2X nữa, chị nào mình lấy ủng hộ em thêm này. Đó, đẹp quá trời của đất luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá. Để em coi cái xe nó coi. Cái đó làm chăng vậy? Mùi cục. Rồi khách nào lấy comment giùm em 2X em còn bộ nữa này. 2X em còn bộ nữa, chị nào lấy ủng hộ em thêm luôn nha. 2X nha, 2X nha. Rồi cái màu này màu gì em? Ô trời ơi, màu cà phê đẹp quá này. Ô cà phê đẹp quá. Rồi khách nào lấy comment giùm em cà phê nha mọi người nha. Đây 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 đây. Màu này đẹp này. Cái này tay ngắn. Đây cà phê giúp em. Ôi đẹp dã man. Cái quần dài màu trắng để chị nha em. Quần dài nhưng biết không, hình như không có hả em? Không có quần dài hả? Quần dài nha em đang về hàng. Mai về thêm, tại hàng đó là em đang đăng. Cà phê 1X chị Thi Nhã trước này. Rồi. Rồi cà phê 1X chị Nguyễn Nam này. Đó, 1X còn bộ nào 1X không? Đây, chị Nguyễn Nam bộ 1X này. Lào với 1X. Rồi bây giờ em còn cái này của em là có sang 2X, 2X không có chị Như Tô ơi, lấy 1X chị Như Tô. Rồi, chị Như Tô lấy 1X này. Rồi, cà phê 1X chị Trúc Thanh còn không? Đây của chị hả? Đây của chị. Của chị là size M, của chị là size M rồi em. Đây 1X này. Đây 1X cho chị Trúc Thanh. Rồi hết 1X. Còn rồi hết 1X nha. Size L. Rồi em còn size M và size LN thôi mọi người ơi. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em. Cái size M là size L 74 là cỡ của người em mặc á. Đó. Chị nào mình nhỏ con thì mình lấy L 74 thôi nha. Cho chị Hoa Dã Quỳ này. Đó. Size M. À 1X quần dài màu đen có không em? Màu đen quần dài vừa lấy hết rồi mà đúng không? Trời. Màu đen quần dài chưa kìa. Còn có bộ nào không? Ừ. Đen quần dài đâu? Không, nãy giờ còn sót bộ nào ở ngoài không á? Đen quần dài em có lên cho chị mà. Không hả? Bên kia có không chứ đây. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Vậy là em còn bộ vàng size 2X luôn mọi người ơi. Đó. Trời ơi, vậy là cái này phải chờ mai rồi. Rồi lên đầm cho chị đi, lên cái đầm kia đi. À đen chưa này, chưa lên hả? Cái kiểu đó chưa đó. À đây 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 đây. Trời ơi, đẹp quá. Kiểu khác đấy em. Rồi khách nào lấy comment giùm em có cái nào quần dài cho em với quần dài ở đây đây chị đang coi lại coi. Tại vì cái hàng này em cũng đang về, em đang về thêm. Cái này là hôm qua chốt. Trời ơi cái hàng này chốt mà tranh nhau luôn á các chị. Thôi đi đi lấy hàng á mà cái chỗ kia á trời ơi ai cũng đòi lấy mấy cái mẫu này nè. Đó nên thành thử là bên xưởng họ là phải chia đều cho khách sỉ. Đó họ không có đưa cho mình hết được. Đó phải về thêm, em phải đặt thêm mấy trăm bộ nữa. Hàng đẹp lắm. Rồi đen 2X chị Uyên Phạm. Không có, 1X thôi. 1X, cái này có 1X cả mọi người ơi, M có không? Không luôn, 1X. Rồi, đen này của em là có 1X thôi. Chị nào lấy đen, comment đen giùm em. Đen này của em là có 1X thôi nha khách nha. Đó. Ồ, khách nào lấy comment giùm em đen 1X này. Chị nào mình muốn đặt thêm vest. Chắc phải ngày mai em có về thêm. Nhưng mà các chị mình cứ coi cái kiểu đi. Chứ mà mai có về mà đúng cái size các chị cần á thì em bổ sung cho các chị được. Có dài không chị? Dài nó có một kiểu à. Dài vừa lấy là nên cái mẫu gì đó. Đó là màu kem mà. Rồi khách nào lấy comment giùm em đen 1X nhá. Đo giúp chị cái eo cho các chị luôn. Các chị mua cho chắc. Bộ này nói chung là bộ size to lắm. Rồi, đen đùi này 1X là em còn eo 84. Eo này eo 84 nha mọi người nhá. 1X mà cũng to quá trời luôn này. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em nhá. Màu đen. Màu đen chứ ơi, đen 1X eo 84 đổ về nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em. Còn cái bộ dài là em còn màu kem thôi. Kem thì còn sai đúng không? Kem với vàng. Đen 1X chị Thi Nhã. Rồi đấy bộ đen đấy em đang cầm á. Rồi khách nào lấy comment giùm em cam này, cam quần dài. Thôi tính ra bộ cam này có mỗi cam và quần dài thôi chứ. Cam với vàng. Đây này còn cam quần dài này khách ơi. Đó, cam thì còn sai gì em? Rồi khách nào lấy comment giùm em màu cam quần dài nhá. Đây cam 1X chị Thi Nhã. Cam 3 bộ chị Huỳnh Ngân. Đây rồi lấy chị Huỳnh Ngân đi. 3 bộ, chị Thi Nhã 1 bộ. 1X thôi chị. 1X cho chị Huỳnh Ngân 3 bộ đi. Cái này sao? Sale nào được không Huỳnh Ngân ơi?
Cái này của em là còn đây hết cho chị Huỳnh Ngân size 1X này, chị Huỳnh Ngân đâu có lấy size nhỏ đâu. Rồi cam size L cho chị Bích Liên này. Đen 1X cho chị Bích Đào, đen đùi. Bích Đào. Rồi em còn một bộ cam coi dùm chị cái này cái. Rồi em còn cam size M mọi người ơi. Em còn hai bộ size M. Rồi em không nói sớm chị chốt cho bên kia rồi. Tại nãy giờ em nói là em chốt cái size mà size 1X. Rồi để mai bổ sung cho Huỳnh Ngân nhá. Mai cái hàng đó còn về. Cam 1X 2X không có. Bây giờ em còn size M hiện tại ở đây này, em còn size M thôi. Đó các chị em nào mà mình muốn lấy thêm cái size á, để mai em về có đủ thì em chia cho các chị. Rồi khi nào lấy comment giùm em nhá. Cam size M nhá. Của em được 2 bộ, của em được 2 bộ Huỳnh Ngân đây. Em cái này size M rồi. 3 bộ size M rồi. Đây xem cái này phải size L không em ơi. Đây coi giúp chị bộ này coi. Là size gì đó? L. Size L hả? Ở đây cho Huỳnh Ngân. Đây chị Huỳnh Ngân được bộ size L này. Đó, một bộ M cho chị Huỳnh Ngân luôn. Đây cái này M luôn này. Đó rồi. Vậy là Huỳnh Ngân có 3 size nha. Rồi cái này vàng quần dài đây nè. Cam size L em hết rồi chị. Chị Nguyễn Nam thôi. Đây cái này size nhỏ mà đúng không? Size M đúng không? Size M. Ờ size M thôi. Rồi vàng. Vàng này size gì, đọc size giúp chị này. Đây vàng này quần dài 2X. À vàng này 2X nhưng mà là vàng đùi rồi Huỳnh Ngân ơi. Cái này vàng đùi 2X à, chứ không phải là vàng dài. Rồi cái này là vàng nhưng mà vàng size 2X là size ấy nhá, quần đùi nhá. Đó chị nào đấy. Vàng size nào hết rồi mọi người ơi. Đấy còn cái màu cà phê chị nào mình bổ sung thì nấy thôi. Nói chung các chị mình coi kiểu đi. Tại vì hàng này em đang về thêm. Đó nên là thành thử các chị mình lấy hôm mai chị nào mình thiếu thì em bỏ cà vô cho rồi. Các chị cứ coi cái kiểu đi ha. Đó đây này, cái này của em là màu cà phê này. Trời ơi dành cái hàng này á, chưa bao giờ đi lấy hàng mà cái hàng này phải dành giật luôn á các chị em, nó thực sự luôn, nó đẹp quá đó, thiệt đó. Mà họ sale mà em về em bán cho các chị có 99.000 đó. Rồi lên màu cà phê nó sang lắm nha mọi người nhá, màu này sang lắm. Rồi cà phê này còn mấy size này đó, rồi lên hàng khác cho các chị đi. Rồi cái này của em là cà phê này, em còn size L thôi mọi người nhá. Đó, cái nào lấy comment dùm em này. Áo thun cờ đỏ sao vàng không em? Ê, như còn nhỉ? Áo mấy ngàn đó? Áo 8 ngàn đó? Còn á. Rồi chị Minh Trí có gì chị inbox em đi. Mai mấy bé nó soạn cho chị, nhà áo đấy em còn ít á. Ừ đúng rồi, để đấy đi. Để có gì... cái gì mai chốt chị Minh Trí. Rồi đầm đâu, lên đầm giúp chị đi. Đây đầm đây mọi người, ôi mọi người. Trời ơi, cái đầm dạ hội nó đẹp, nó dài, dã man, đẹp luôn khách ơi, 99.000. Cái hàng này vừa em có úp lên trang cá nhân của em á. Rồi có size gì em ơi? Để em coi size nha. Rồi 99.000 đầm dài dạ hội có kết ngọc. Cái này em có cái hình á, đẹp lắm luôn mọi người. Vô cái hình giúp chị đi tâm chân này. Tâm. Đây này, đó vừa em mới úp vừa lấy này. Rồi đọc size đi. Size 2X với size M. Rồi cái này của em là size M và size 2X nha mọi người nha. Có size M và size 2X. 99.000 một đầm dài dạ hội. Ồ cái vải nó đẹp dã man, đẹp luôn đó mọi người ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá, màu hồng. 5 cái size 2X cho chị thạch xanh đủ không em? Đủ, có 2 cái. 2 cái thôi hả? Rồi đây cho chị thạch xanh. Rồi hết 2X rồi chị Kim Hà ơi. Mẫu đẹp lắm. Con xem màu. Đây cái mẫu này. Dã man đẹp luôn. Dễ thương ha. Đó. Mai chị nào mình muốn đặt vest thêm á, chị các chị mình vào hình em có úp này này các chị này. Đó thì mình lấy size gì thì con mấy bé nó soạn cho các chị nhá. Em chưa về kịp, chắc tối hôm nay mới về kịp á mọi người. Đó, màu đen này, đó. Đẹp lắm. Hồng 2X hết rồi. Cái này 2X là hết rồi có. Còn hồng size M thôi mọi người ơi. Em còn hồng size M thôi nha các chị nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em này, hồng size M này, đẹp quá trời của đất luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng size M 99.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá, đen cộng size giúp chị. Đen là 2 cái L. Hai cái L. Còn màu khác, 2X dạ đầm này không lấy đen. Dạ không, cái này của em là size L này. Hai cái. Đó, cái này của em là màu đen có hai cái size L nha. Chị thấy xanh lấy cũng được, tại vì cái size L nó cũng to lắm. Đây này. Đó. Rồi khách nào lấy màu đen có hai cái thôi hả? Dạ. Rồi đen này em có hai cái size L thôi mọi người ơi, đẹp quá trời của đất luôn này. Đó. Cái này được eo bao nhiêu ta? Đo giúp chị cái eo cho các chị lấy này. Cái này của em là eo 75 nha chị Thạch Xanh ơi, eo 74-75 nha. Đây này, đó, được đúng không? Eo 74-75 thì nhắm vào cũng năm mấy ký, 5 ký. Rồi đen có hai cái chị Thạch Xanh đi, có hai cái thôi, có hai cái. Rồi cái này của em là màu
màu gì đây? Màu này là màu gì ta? Rồi cái này của em là màu hồng hồng cam cam đó mọi người ơi. Rồi lên hồng giúp em nha. Màu hồng này của em là có hai cái size M. Một cái size M và một cái size L nha mọi người nhá. Đây em kêu đo cái hồng cho. Đo hồng này chắc eo 72 thôi à. Hồng này chắc eo 72. Hồng 2X không có à. Rồi 37 eo 74. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Hồng size L cho chị Như Tô. Đây. Eo 74. Có một cái 1X. Có một cái 1X cho chị Thạch Xanh. Này, đưa chị Thạch Xanh một cái 1X này. Rồi vậy là em còn cái màu hồng đỏ size M cho em nha. Hoa chị Hoa Dạ Quỳ có size M đó, màu đỏ em. Ừ, màu đỏ. Chị cầm không? Cái này hả? Ờ đây cái này size M này. Rồi cho Hoa Dạ Quỳ, chị Hoa Dạ Quỳ này. Rồi, cái này mã khác. Cái này mã khác kìa. Rồi, cái mẫu này của em là màu đỏ đọc size giúp chị này. À. Trời ơi, đỏ này đẹp quá. Rồi, đỏ này kết ngọc này. Đẹp ha các chị ha. Đó, đỏ này cũng có mấy cái à. Đỏ này mấy cái thôi. Rồi, khi nào lấy comment giùm em đỏ nha. Đọc size giúp chị S. SM. Có SM thôi hả? Không có size 1X, không có size 2X gì hết hả? Đỏ này của em thì có S với M thôi các chị ơi. Đỏ này có S với M thôi nha. Đó thì nó cũng size giống cái đầm dạ hội. Này eo cái S này thì size khoảng 74 cái kia 76. Đỏ M cho chị Thạch Xanh một cái đi em ơi. Đây. Mẫu này đẹp lắm. Mẫu này dễ thương. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ S đỏ M nha các chị nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em này. Trời ơi để em người ta xem cái hàng. À có L nữa chị. Tại vì em đang chờ người ta miếng mà về kịp á thì em chia cho các chị đồ vét này mà không biết có kịp không. Rồi, khách nào lấy comment giùm em nha, đỏ S đỏ M nha khách ơi. Đó, dễ thương quá. Chờ có một cái size L à. Đây đây đây. Rồi có một cái size L nè mọi người ơi. Đây rút ra đây cho chị đi. Có một cái size L nha mọi người, ai lấy thì chốt liền giúp em nhé, 99.000. Đó cái mẫu này đẹp quá trời của đất luôn. Ô cái vải nó xịn lắm các chị ơi. Ồ vải nó xịn quá trời, kết ngọc này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ size L nha mọi người nhá. Đó, dễ thương quá trời của đất luôn. Đây. Đây lấy. Đấy, em còn một cái size L này, chị nào lấy thì comment nhanh giúp em này. Về là cái size này em còn S với M thôi nha mọi người nhá, còn S M thôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em này S M N. Đó, rất là dễ thương luôn. Còn một cái màu hồng đưa đây cho chị coi. 99 tiền nha khách ơi. Rồi khách nào lấy comment giùm em cái màu hồng. Size L là eo bao nhiêu đo giúp chị cho chị Trúc Thanh đấy. Đo giúp chị cái size to ở. Rồi cái này của em là màu hồng. Màu hồng size L luôn nha mọi người nhá. Đó, màu hồng này cái đỏ là giống nhau này, nó cùng size này. Đo giúp chị cái eo đi. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng có đúng một cái thôi. Hồng này em có đúng một cái thôi. Khách nào lấy đo nhẹ đi em. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng. Eo 80 hả? Rồi cái này là eo 80 nha Trúc Thanh ơi, em lấy được không? Eo 80. Em còn một cái hồng. Size L là có màu hồng và màu đỏ hai cái thôi. Khách nào lấy thì comment nhanh giúp em này đó. Dạ, Nguyễn Diễm vào inbox shop đi các chị ơi. Chị nào mình lấy cái đồ vest mà size bao nhiêu á thì các chị mình vào inbox giùm em nha, nhân viên mới chia đơn được nha các chị nhá. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em hồng đỏ này. Hoặc là em inbox chị Nguyễn Diễm đi. Chút xíu mà vì tối có về hàng chia cho chị. Màu hồng với chị Trúc Thanh này. Màu hồng với chị Trúc Thanh. Màu hồng hết rồi chị Thủy Tiên ơi. Rồi còn màu gì nữa không? Rồi đồ gì quần đi. Quần về cái màu kia lên đây giúp chị đi. Xin chào chị Mai Dịu nha. Dạ cái đó là vải tuyết mưa chị Hoài Thu ơi, vải tuyết mưa vải xịn lắm. Đây lấy cho chị Hoài Thu cái màu đỏ đi, size L ấy, eo 80 á nha. Ờ lấy cái eo 80 á. Cái màu đỏ em mới đo eo á. Đây, màu đỏ chị Hoài Thu. Vải nó là tuyết mưa xịn. Trời ơi, cái vải này nó đẹp dã man, đẹp luôn khách ơi. Các chị em để gần cho các chị thấy coi cái vải này. Vải đẹp lắm. Đó, rất là xinh luôn đó mọi người. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Màu đỏ đây chốt cho chị Hoài Thu này. Đó. Vét quần dài chiều em có hàng. Cái quần dài chiều em có hàng. Đây còn bộ cam chị nào ủng hộ em luôn cho hết thì các chị ơi. Trời ơi.
Cái bộ cam này em thấy cũng đẹp quá trời luôn. Cam quần dài đây nè các chị. Đó, em còn cái bộ này của em là size M là L74, có chị nào lấy bộ cam này ủng hộ em luôn này các chị ơi, size M L74. Sao chị thấy cảm giác bộ này nó rộng hơn L74 ta? Cam. Với chị mặc rộng mà, với chị mặc rộng nó phải hơn L74 ấy trời. Đó. Ờ L74 đúng không? L74 đúng rồi. Cam em chốt cho chị Nguyễn Nam, L74 nha chị Nguyễn Nam ơi. Rồi còn cái trắng cho chị nào lấy nữa không ạ? Cam hết rồi Trang Phương ơi, cam hết sạch rồi, không còn bộ cam nào luôn á. Đây còn có mỗi trắng thôi à. Đó, trắng size M đúng không? Đấy. Hai cái 2X. Đây này, trắng còn trắng Trang Phương có lấy không? Hai cái size 2X này. Đó. Trắng thì còn hai cái size, hai bộ size 2X và một bộ size S đúng không? Đó, chị nào lấy thì comment giùm em nhé. Đó, size X bự lắm. L8 thì mấy. Rồi khách nào lấy comment giùm em, trắng đẹp quá chừng luôn mọi người ơi. Trang Phương là phải mặc cái bộ size 2X các em ơi. Chứ em mặc bộ cam size M em không có vừa đâu. Đó. Rồi, lấy chị Xuyên lên bộ đi. Lấy size to size S chị không vừa đâu. Ừ, chị size to chị không vừa đâu. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu trắng nha. Vậy là em còn hai bộ size 2X và một bộ size S. Size S là L74, còn cái màu trắng này của em là L với đo L8 mấy đúng không? L86 à? Ừ, L86 thì cũng bự nhỉ. L86. Cái này chị đang cầm cái này. Trắng 2X chị Nam Trần đây. Một bộ. Đây chị Nam Trần một bộ này. Đây. Áo đen trên hình vải gì vậy số? Cái này của em là áo len, áo khoác nhưng mà chị Võ Vân ơi. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Đấy, màu trắng. Trắng còn hai size. Đen này của em là cái khoác len. Đây. Cái này của em là 60 năm tiền nhá. Trắng 2X chị Nguyên ơi. Một bộ với hết trắng hả? Có trắng dài size M không em? Không, em đang về hàng nhưng mà hiện tại là không biết có chiều có về hàng mà không biết là có trắng quần dài không nha các chị nhá. Tại em cũng hàng hàng đó em đang đặt và họ đang chia hàng. Đó để nếu tối về kịp em chia cho các chị. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Đen này của em là size dưới 65kg mặc vừa lên đen giúp em đi cả nhà mình ơi. Đen này 60-65kg, 65.000 cái áo khoác len đẹp xỉu luôn. Trời ơi, hàng đen ngắn ngắn đẹp lắm luôn đó mọi người ơi, 65.000. Đó, vừa chị nào hỏi đen thì chốt đen luôn giúp em hàng này, hàng khoác len nha. Đó, size dưới 65kg. Rồi lên màu đen giúp em đi mọi người ơi, màu đen. Rồi lên đen liền giúp em như cả nhà mình ơi, màu đen dưới 65kg. Rồi lên đen liền giúp em nha. Cái bộ kia ấy đi. Lên còn đen. Lên màu giúp chị luôn. Có đen nữa đó, mới về vừa lại. Cái hàng này em về thêm, có chị nào mình lấy thêm không này các chị ơi. Đẹp quá trời luôn. Đó, em chưa bao giờ em bán cái đợt quần mà em mê như cái quần này thực sự luôn á. Nó đẹp quá. Ôi, rất là dễ thương, nó rẻ. Ồ, với cái giá mà các chị bỏ ra có 75.000 sở hữu cái quần len gân như này á. Ồ, nó rẻ hơn nhiều lắm luôn á tại nhà. Nè. Cái quần này đẹp chưa? Ở size dưới 62kg. Em có màu xanh coban, màu xanh bơ, màu hồng, màu trắng, màu đen, 5 màu cho mình ha. Đó, bữa nay em về lại màu đen cho các chị á. Chị nào lấy thì comment nhanh giúp em là dưới 62kg. Quần len gân, quần rộng dài nha. Rồi, xanh cho chị Xuyên Lê đúng không? Xanh coban, rút một cái giúp chị em ơi. Rồi, cái này của em là màu hồng ruốc nha. Màu hồng ruốc, màu trắng, màu đen. Ôi, đẹp quá trời đẹp. Có 75.000 một cái rồi các chị ơi. Có 75.000 cái quần túi zip hàng Quảng Châu rất là đẹp nha. Đây nó có màu trắng nữa này. Đó. Rồi khách nào lấy trắng comment trắng giùm em nữa nha khách ơi, màu trắng này. Dưới 62kg mặc vừa. Rồi hồng cho chị xin lên một cái màu hồng nữa. Màu hồng. Rồi đây màu đen đây. Có chị nào mình chưa mua quần này nhà em thì nên mua nhá. Quần đẹp quá trời có đất luôn. Màu trắng chị xin lên một cái. Rồi màu đen nha. À, khoác phía sau là cái đó là hàng len nhá. Hàng len nhá lên trên ơi. Hàng len đấy em, áo khoác len á, len tăm á. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu đen này. Trắng, xanh đen cho chị Thủy Tiên. Màu trắng, màu xanh và màu đen. Đúng rồi. Em có màu xanh bơ. Em có màu xanh bơ và có màu xanh coban nha mọi người nhá. Đó, ừ giúp chị ba màu đi. Màu trắng này. Ừ màu trắng nữa em. Đây Thủy Tiên này. Đây màu trắng vậy Thủy Tiên này. Rồi tổng em có 5 màu á mọi người ơi. Ờ à, có màu xám nè, đây đưa lên màu xám chị. Có màu xám nữa nha cả nhà ha, có màu xám luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám này. Đó. Lấy xanh bơ chị Thủy Tiên chứ không có lấy màu kia phải không? Đây đổi lại xanh coban ra đây chị. Rồi. Lấy màu xanh bơ thôi, bỏ cái xanh coban ra.
Rồi, khi nào lấy comment dùm em có màu xám nha các chị nha, quần len gân cao cấp nha, có 75 ngàn cái quần thôi. Ôi ôi, đẹp quá trời, có đất luôn. Mà cái quần này có em, các chị mình không có sợ mặc ngắn nha, cái này là quần dài nha. Đó, nên các chị cao mét 6 mấy, mét 7 nó không bị ngắn luôn. Đó, còn các chị nào mình thấp thấp á, mình mang giày cao lên ha, rất là đẹp luôn. Rồi, khi nào lấy comment dùm em này, màu xám này, màu trắng, màu hồng. Đây, màu hồng này. Rồi, màu đen. Màu đen và màu xanh coban nha khách nha, và màu xanh coban. Đó, chị nào lấy thì comment dùm em dưới 62kg. Dưới 62kg cái quần len gân đẹp quá trời. Trời ơi, có 75 ngàn cái quần thôi khách ơi. Rẻ quá trời rẻ luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em form nó xung xung, rộng rộng á, đẹp lắm. Rồi, khách nào lấy comment dùm em tổng 5 màu nha khách nha. Đây, cột lại giúp chị này, ấy qua cái hàng kia đến đi rồi mang vô đây. Để chị bán hàng này trước. Nói ra ấy ngoài kia đi tiếp đi. Rồi, cái bộ này của em đây, cái này cái đầm. Cái đầm khách ơi, anh có sót mấy cái này. Rồi, cái đầm bông này, khách nào lấy comment dùm em đầm bông nha. Đầm bông này của em là size dưới 60kg này. Đầm maxi dài 59 nha. Khách nào lấy bông trước bông dùm em nhé. Bông 59 nha, size này size 60kg. Rồi, cả nhà lấy bông trước bông dùm em khách ơi. Đó, bông 59 nha. Size này của em là size dưới 60kg mặc vừa. Rồi, lên bông giúp em nha cả nhà nhá. Đó, đầm bông này. Đầm bông 59 nha. Rồi, khách nào lấy bông comment bông dùm em nhé. Bông 59 ngàn, size dưới 60kg. Rồi, lên bông giúp em liền đi mọi người ơi. Cái này của em là màu xanh coban, size 60kg mặc vừa. Đó, đầm dài nhá. Rồi, lên xanh coban giúp em size 60kg có dây kéo. Cái này của mình là có cột bông cho chị Anh Xuân. Rồi, khách nào lấy comment dùm em xanh coban này. Đó, nó có cái dây cột phía sau á các chị ơi. Đó, nên là khi mình eo tới đâu mình cột tới đó nhá. Rất là đẹp, size to. Em bán có 59 ngàn à. Đó, lên xanh giúp em mọi người. Màu xanh nhá, màu xanh 59 ngàn. Thế nào lấy comment dùm em màu xanh. Rồi, cái này của em là màu cà phê. Đó, size dưới 60kg. Thế nào lấy comment dùm em màu cà phê nha khách ơi. Màu cà phê này 59 ngàn, size dưới 60kg vừa. Rồi, lên cà phê giúp em đằng sau là nó có bảng thun cho các chị ha. Đó, rất là dễ thương luôn. 60-62kg. Rồi, lên màu cà phê giúp em đi mọi người. Cà phê này, cà phê 59 ngàn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu cà phê. Cà phê cho chị Thủy Tiên. Rồi, cái này của em là màu hồng ha. Cái này dưới hồng này. Đó. Rồi, lên hồng giúp em nha. Hồng này của em là đầm dài luôn. Đó, size dưới 60-63kg mặc vừa. Rồi, khách nào lấy hồng giúp hồng giùm em này 59 ngàn. Hồng 59 ngàn. Áo đỏ bao nhiêu ký vừa? Áo đỏ size 60kg chị Trần Hội ơi. Cái đó của em là áo khoác chị nha. Cái đó là áo khoác á. Rồi, khách nào lấy comment giùm em hồng đằng sau chạy thun này. 59 ngàn đầm maxi dài. Nhân hồng giúp em nhé. Hồng 59 ngàn. Rồi, khi nào lấy comment dùm em hồng nhá. Đó, đầm 75 ngàn, sale có 59 ngàn á. Rồi, đầm mango dễ thương quá trời luôn. Rồi, lên hồng giúp em mọi người ơi. Màu hồng nha. Rồi, cái này của em là mã 1 này khách ơi. Mã 1 này của em là size dưới 60kg. Rồi, khách nào lấy comment dùm em mã 1 nha. Có dây kéo nha các chị nha. 60-63kg. Áo đỏ với chị Trần Hội nha. Rồi, áo này 65 ngàn. Cái này khoác nha chị nha. Cái này của em là cái khoác nha. Đẹp lắm. Ồ, xuất sắc luôn á. Hả? Nói hay. Kỹ lại cho chị coi. Rồi, cho chị Trần Hội này. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu xanh. Ơ, em có cục ngoài nữa mà. Đen xì nữa kìa. Đó, đó. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu xanh. Xanh này size dưới 60kg mặc vừa. Rồi, lên xanh giúp em nhé. Áo khoác bỏ ra đây thì chị dán này để chị dán lên cho khách này. Rồi, khách nào lấy xanh giúp xanh dùm em với cả nhà mình ơi. Màu xanh 59 tiền. Xanh 59 tiền. Lấy đại cái nào cũng được, có màu gì rồi, nên màu khác. Rồi, cái này của em là bộ bông. Bộ bông van này của em là size dưới 60kg này. Rồi, mặc mát nhà, rất là dễ thương nha. Rồi, khách nào lấy comment dùm em bông. Bông này của em là size dưới 60kg, 25 ngàn bộ. Trời ơi, chả Diễm Kiều nha. Rồi, khách nào lấy comment dùm em bông này. Bông 25 ngàn. Size này của em là size dưới 60kg. Rồi, khách nào lấy bộ bông này chốt liền tay giúp em. Trời ơi, sale nổ quá trời luôn á khách ơi. May 6 mấy ngàn giờ bán các chị bèo nhèo có 25 ngàn này. Đó, lên bông giúp em nhé. Bông, bộ bông 25 ngàn. Size đó của em là size dưới 60kg vừa. Rồi, khách lấy bông của mình bông giùm em ha. Rồi, cái này của em là cái dung. Dung này size dưới, cái này cái đầm này. Đầm này size dưới 60kg mặc vừa nha. Trời ơi, chất vải thun đẹp lắm khách ơi. Rồi, khách nào lấy đầm chiếc đầm lên giùm em 70 ngàn, size 60kg. Đầm 70, size dưới 60kg vừa. Rồi, khách nào lấy comment dùm em đầm nhé. Đầm 70. Size đó của em là size dưới 60kg. Rồi, lên đầm giúp em cả nhà mình ơi.
Rồi cái áo này của em 3158 này, nam nữ mặc được hết, size dưới 65 kg, 35.000 một áo. Rồi khách nào lấy comment dùm em áo nhé, áo 35.000, áo 35.000, áo 35.000. Size này của em là size dưới 65 kg mặc vừa. Rồi lên áo giúp em này, đó, áo này nam nữ mặc được hết nha mọi người. Rồi lên áo giúp em nhé, áo 35 tiền. Nhiều bạn đây, áo 35 tiền. Rồi khách nào lấy comment áo dùm em đây. Trời ơi, về cái gì ta, cái hàng bộ bé đẹp xỉ luôn khách ơi. Ôi, sáng chị nào mới hỏi em mà chị ơi sao không có về cái bộ bé bé xanh lớn á. Đây 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 đây, về cho các bé 45 kg. Rồi áo chị Trần Hội. Rồi mấy cái bộ này cho bé là dưới, cái này là dưới 50 kg này, bộ bé trai này 29.000 bộ, trời ơi, chốt nhanh nha các chị nha, không có nhiều đâu. Rồi khách nào lấy comment dùm em bộ trắng này, size này cho các bé trai 50 kg, 40-50 kg thoải mái, mát rượi luôn. Rồi 29.000 bộ, bộ size to luôn á. Rồi khách nào lấy comment dùm em bộ trắng siêu nhân nhá. Rồi lên bộ trắng giúp em này cả nhà mình ơi, bộ trắng này. Đó nhà chị nào mình có con có cháu mà size khoảng tầm 50 kg á, 40-50 kg thì mình chốt luôn bộ này ha, 29.000 bộ. Rồi lên bộ trắng giúp em đi cả nhà mình ơi, trắng 29.000 đẹp lắm. Trời ơi, căn hàng sale cả nhà bán rẻ quá trời luôn. Nay thấy có cái chị em cho em coi. Cái gì em? Có cái chữ LV là cái gì em? Là cái gì á, hoa dã quỳ ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em xếp tím. Đây, bộ cho các chị nha. Cái này của em là cho các chị mình size dưới 60 kg này. Rồi lên tím giúp em đi mọi người ơi, màu tím nhá, màu tím 35.000 bộ. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em bộ tím này, size này của em là size 60 kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em set tím size to đùng luôn á. Đó, nguyên một set này có 35.000 thôi, chốt liền giúp em màu tím này, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím nha mọi người, bộ thun cô tông nhá, 35.000. Rồi lên tím giúp em này, đó, tím 35.000, size dưới 60 kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu tím nha cả nhà mình ơi, tím á chị Phương Huỳnh. Rồi đây bộ đen, đen đẹp xỉu luôn. Đó, rồi đen đùi nhá, đen đùi này size 60 kg này. Rồi lên đen giúp em cả nhà mình ơi, đen 35.000 bộ thun. Rồi khách nào lấy đen thích đen giùm em này, quá dễ thương luôn, có trái tim này. Rồi đen 35.000 nhá, đen 35.000, đó, sale rẻ cho các chị luôn. Đen chị Thủy Nguyễn, đen 35.000. Rồi cái này của em là bộ sọc. Đây bộ sọc này đẹp xỉu luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em sọc nha khách nha. Đây sọc là 60 kg. Đen hết rồi. Sọc này của em là size dưới 60 kg này. Rồi khách nào lấy comment dùm em sọc lại 35.000 ha, dễ thương ha. Rồi lên sọc giúp em 35.000. Sọc 35.000. Rồi khách nào lấy sọc có chị Thi Nhã. Rồi cái này của em là bộ màu xám Adidas cho các anh này. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám, bộ này bộ Adidas nha, thun giày cui luôn á. Bộ này bộ thun nam nha các chị nhá. Rồi khách nào lấy comment dùm em bộ màu xám. Xám này size 65 kg, 35.000. Đó. Rồi lên xám giúp em 35.000 này, bộ này bộ cho anh em này. Đó, size dưới 65 kg này. Xám cho Hồng Út này 35.000. Rồi, cái này của em là bộ cho bé này, bé này size 50 kg mặc vừa, bộ siêu nhân. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1 giúp em nhá. Mã 1 là cái này 60 kg. Mã 1 này 60 kg nha, mã 1 60 kg này. Đó, bộ thun cho các bé lớn á. Rồi lên mã 1 giúp em 35.000, mã 1 35.000. Rồi lên mã 1 giúp em mọi người, mã 1 35.000. Mã 1 là chị Thi Nhã. Rồi đây cái này màu xanh đen đẹp quá nhỉ. Trời ơi, bộ đẹp quá trời luôn. Rồi xanh đen mọi người ơi, xanh đen 60 kg, xanh đen 60 kg này. Ồ, toàn bộ size to không, 35.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh đen nhá, xanh đen 60 kg, 35.000. Rồi lên xanh đen giúp em đi mọi người ơi, màu xanh đen. Rồi cái này trắng, trắng này 50 kg, cái này bộ bé trai 50 kg. Rồi khách nào lấy trắng comment trắng dùm em, trắng size dưới 50 kg này. Rồi lên màu trắng dùm em xanh đen chị Phương Bình. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu trắng 35.000 nhá. Đó, size này size 50 kg này. Rồi lên màu trắng dùm em. Rồi sáng chị nào hỏi đồ bộ bé ta. Vừa nói cái chưa có người chào hàng liền. Rồi lên màu trắng này, trắng này size dưới 50 kg nhá. Rồi lên màu trắng giúp em mọi người ơi, màu trắng. Ồ, một bộ size to này bán có 35.000, rẻ quá trời luôn. Đen trắng cho chị Thủy Tiên. Rồi đen giúp em, đen 60 kg, lên tiếp đi em ơi. Đen này size dưới 60 kg. Rồi lên màu đen giúp em 35.000, đen cho Hồng Út nhá. Đen cho Hồng Út này 35.000 này. Rồi cái này của em là set hồng. Set hồng. Ôi ôi set nem này. Ôi đẹp xỉu luôn mọi người ơi. Cái đồ đẹp quá. Rồi hồng này 65 kg. Rồi set này set nem nha mọi người nha, hồng 35.000. Ôi bán quá rẻ luôn khách ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em đúng bán giá tương tác luôn. Rồi hồng 35.000, size này size cho các chị em 65 kg luôn. Rồi lên hồng giúp em nha, hồng có chị Thi Nhã này. Rồi cái này bộ bé này. Đó, nó lộn xộn lắm mọi người. Rồi cái này của em là bộ màu comment màu đen giúp em đi ha. Màu đen, bộ to đùng luôn 65 kg. Màu đen này size dưới 65 kg. Rồi lên đen giúp em 35.000.
đen 35.000 size dưới 65kg nhá. Đây bộ bé nhá. Đó. Các bé 50kg mặc cũng được, tại bộ này mặc nó rộng rộng á, đen chị Thi Nhã này. Rồi cho chị Hoa Dã Quỳ bộ, rồi mỗi chị bộ. Rồi rút nhanh đi em. Rồi cái này của em là màu trắng siêu nhân. Trắng này size 40-50kg cho các bé này, trắng siêu nhân này. Rồi lên màu trắng giùm em nhá, màu trắng size 50kg. Rồi lên trắng giúp em mọi người ơi, trắng 35.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em trắng 35.000. Trời ơi, cái bộ màu xám này đẹp xỉu luôn. À, lên màu xám giúp em, xám 65kg. Xám này size dưới 65, cái trắng chị Bích Phương. Rồi khách nào lấy comment không cần ghi nhớ đâu em, cứ thế bỏ vô thôi. Khổ, nãy giờ mình ngồi ghi ấy hả? Ôi khổ. Qua trời có đất như này còn ghi từng bộ nó mất thời gian. Cái gì? Có 35.000 à, đây này xám chị Bích Phương. Rồi đó chị Bích Phương luôn. Sao lại không có bịch là sao? Rồi cái này của em vàng nhá, winner dễ thương ha. Vàng 60kg trắng hết. Vàng 60kg. Rồi lên vàng giúp em mọi người ơi, vàng dễ thương này. Ồ xếp nen đẹp quá. Rồi vàng 35.000 nha. Trời hôm nay trúng tủ chị nào là đúng, nó đẹp luôn. Vàng. Vàng nó hồng út nha. Rồi, cái này của em là màu kem hết ôi. Kem 65kg này. Ồ xếp nen đẹp quá. Cậu nó dày cui. Ồ coi các chị coi này. Ồ kem size dưới 65kg không tin được bán 35.000. Ôi. Màu kem khách ơi, màu kem 35.000. Màu kem thì hồng út. Rồi cái này của em là coban nha mọi người nhá. Đây bộ coban. Rồi lên coban giúp em size 60kg này. Ô bộ lửng này, dễ thương. Rồi lên màu coban giúp em bộ lửng nha, size 60kg. Rồi lên coban giúp em 35 tiền, coban 35 tiền. Rồi lên coban giúp em nha mọi người ơi. Rồi cái này của em là màu cà phê nhá, cà phê. Ồ cái thun nó đã không này, nó mát rượi luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em cà phê nhá, cà phê 60kg. Coban là chị Hà Vũ Inbuild. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Comment cà phê giúp em mọi người ơi. Kem là nữ em Hồng Út ơi. Kem là nữ em. Cà phê chị Bích Phương. Bộ nào mà bộ thu nam là phải nói cho các chị chứ. Rồi cái này của em là xanh đen này. Đó xanh đen xanh đen. Rồi khách nào lấy comment giùm em xanh đen. Xanh đen 60kg mọi người ơi. Xanh đen 60kg này. Rồi lên xanh đen giúp em nhá. Cà phê ấy chưa. Rồi lên xanh đen giúp em này. Xanh đen size 60kg. Rồi lên xanh đen giùm em. Đây cái này là bộ thu nam có hình siêu nhân này. Rồi màu trắng nha. Màu trắng siêu nhân. Rồi lên trắng này 50kg này. Đó bộ thun cho bé này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu trắng. Màu trắng này size 50kg vừa. Rồi khách nào lấy trắng cứ trắng giùm em nhé. Trắng. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Màu trắng. Bây giờ em chốt bộ gì chị cũng quên luôn. Chị không nhớ luôn á. Rồi xanh đen là chị Mười Huỳnh. Xanh đen là chị Mười Huỳnh. Rồi khách nào lấy trắng comment trắng giùm em nhé. Em lấy bộ trắng siêu nhân đấy. Đây này, đây bộ coban này. Đó, khách nào lấy comment giùm em coban này, coban 60kg này. Rồi lên coban giúp em nha, bộ coban. Rồi cái này của em bộ xám size dưới 65kg luôn mọi người ơi, màu xám size dưới 65kg. Rồi xám là được 2 bộ nha, 35.000 bộ. Rồi lên màu xám giúp em coban là chị Thi Nhã, bộ cho bé. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám dưới 65kg này. Đó, bộ này bộ nữ nha các chị nha. Coban hết rồi. Đây coban chị mời dùng mấy bộ này luôn đi. Xám em mới chốt đó chị sẽ... rồi ok em. Rồi xám có chị Mười Huỳnh 65kg này. Đó 35.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em còn xếp xám 65kg. Em còn một xếp xám size dưới 65kg này. Ồ nó to đẹp quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám nhỉ, 65kg này. Đó 35.000. Rồi lên màu xám giúp em nhé. Rồi bộ màu đen này khách nào lấy comment dùm em màu đen. Đó bộ đen. Bộ đen này size dưới 60kg mặc vừa. Rồi lên đen giúp em 50-60kg. Bộ đen này dành cho nam này các chị này. Xám chị tạp hóa này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nhé. Màu đen, đen. Cái này bộ đen này nam nữ mặc được hết. Rồi lên màu đen giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu đen nhé. Đây 35 tiền. Size này 50-60kg chất thun đẹp lắm. Cả nhà mình ơi mát lắm. Đó. Ở đen này cái tay áo nó bọc đô màu tím này. Đen nó chịu 10 huỳnh một bộ này. Rồi em còn một bộ đen. Em còn bộ đen. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen. Sao nãy giờ nó lên rồi. Đúng nhau vậy. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu rêu. Rêu này size dưới 65kg mặc vừa. Rồi lên màu rêu giúp em rêu 65kg. Rồi bộ cô tông 35.000. Thế ơi đẹp quá trừng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh rêu. Màu xanh rêu nhá. Size này của em là size dưới 65kg mặc vừa. Rồi lên xanh rêu giúp em đó, 35 tiền. Rồi xanh rêu giúp em mọi người ơi, màu xanh rêu. Bộ chuột Mickey này. Đó. Cái nào lấy chuột cho chuột giùm em nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em chuột này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em chuột này. Có hỏi qua mẫu rồi giờ em không nhớ đâu mọi người ơi. Rồi bộ chuột này, cái này của em là nam nữ mặc được hết nha. Cái bộ chuột này này. Đó. Size này của em là size dưới 60kg. Bộ chuột đó chị Bích Phương nam nữ mặc được hết. Mấy cái bộ mà có hình siêu nhân á là bộ con trai mặc nha các chị nha. Đây giống như mấy bộ siêu nhân như thế này này. Đó.
Rồi khách nào lấy comment giùm em siêu nhân thì là cho con trai mặc. Rồi khách nào lấy comment giùm em siêu nhân giúp em nhá. Siêu nhân này size dưới 65 kg. Trời ơi to đùng. Rồi khách nào lấy comment giùm em siêu nhân chị Hoa Dã Quỳ này. Đó siêu nhân này. Rồi cái này của em là một rêu nữa nhá. Đen hết rồi. Đen rêu hết rồi. Rồi cái này của em là màu xanh rêu. Xanh rêu, xanh rêu. Siêu nhân hết rồi ạ. Nên xanh rêu giúp em mọi người ơi. Xanh rêu 65 kg. Xanh rêu size dưới 65 kg mặc vừa. Đẹp quá trời luôn. Đó. Rồi hình trái tim dễ thương nha. Rồi lên xanh rêu giúp em này. Màu xanh rêu. Siêu nhân hết rồi các chị. Siêu nhân có một bộ ạ. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu xanh rêu. Xanh rêu 35 tiền. Xanh rêu 35 tiền. Rồi lên xanh rêu dùm em nha. Đây cái này của em là bộ đen. Cái này bộ cho bé này. Bộ đen cho bé này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen nhá. Đó đen này size 50 kg. Đen này size 50 kg á. Rồi khách nào lấy đen chút đen dùm em. Cái này dành bộ cho bé, bé trai này. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen 50 kg. Rồi lên đen giúp em nhá. Đó bộ bé trai đó các chị. Rồi lên đen giúp em nha. Bộ đen, bộ đen. Rồi cái chuột này của em là có hai bộ này. Đó chuột này nam nữ mặc được hết. Rồi lên chuột giúp em. Chuột này size dưới 50 kg mặc vừa. Chuột có hai bộ nha. Nam nữ mặc được hết này. Ba bộ chứ. Rồi khách nào lấy comment giùm em chuột nha mọi người ơi. Chuột này. Đó. Size dưới 50 kg. 55 kg á. Đó. Khách nào lấy comment giùm em chuột này. Đó. 35 tiền. Rồi cả nhà mình lấy chuột giúp chuột giùm em nha. Chuột có ba bộ này. Đó. 35 tiền. Lên chuột giúp em đi mọi người ơi. Bộ này bộ siêu nhân hay gì đây. Đó. Đây, cái này cũng bộ cho bé trai này. Khách nào lấy comment dùm em mã 1 giúp em này. Đó, mấy cái hình này này. Rồi, mã 1 này của em là size 65 kg. Ồ, to đùng luôn. Rồi, mã 1 này size dưới 65 kg. Nên mã 1 liền giúp em nhé khách nha. Mã 1 dưới 65 kg vừa. Đó, 35 ngàn bộ. Rồi, khách nào lấy comment dùm em mã 1 cho chị Hoa Dã Quỳ này. À, lấy em 10 bộ nam 65 kg màu khác nhau nha. Ok em, inbuild chị Hồng Út ra. Lát nữa Thảo lựa cho chị. Rồi cái này của em là màu xanh coban nhá. Đây xanh coban này khách ơi. Đó. Rồi xanh coban khách nào lấy comment nhanh giúp em nha. Xanh coban này của em là size dưới 57 kg mặc vừa. Rồi lên xanh coban giúp em này. Đó, bộ nam nữ mặc được luôn này. Đó, xanh coban giúp em nha mọi người. Màu xanh coban. Rồi lên xanh coban giúp em đi cả nhà mình ơi, màu xanh coban 35 ngàn. Ê xanh rêu này dưới lên rồi này, có 3 bộ này, nó để xếp với nhau này. Đó. Đó, cùng nhau luôn á. Rồi cái này của em màu xám. Màu xám dưới 65 kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám nha mọi người ơi. Dưới 65 kg mặc vừa 35 tiền. Rồi khách lấy comment dùm em màu xám nha cả nhà mình ơi. Đó, cổ tròn tay ngắn đẹp quá trừng luôn. Size dưới 65 kg nha. Rồi cái bộ màu xám này như có một bộ thôi các chị ơi. Bộ màu xám này như có một bộ à. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám này. Đây siêu nhân với chị nào lấy. Đâu cái gì đây. Cái gì đây. Cái số lượng đó chị. À đây hả. Màu xám hả. Không cái màu trắng chị chuẩn bị lên đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em bộ siêu nhân. Đây 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 siêu nhân đây cả nhà mình ơi. Đó. Rồi siêu nhân này size 50 kg cho bé trai nha các chị nha. Đây có 5 bộ này. Rồi khách nào lấy siêu nhân comment dùm em siêu nhân này. Đó. Size này của em là size cho các bé khoảng 50 kg. Rồi comment siêu nhân giúp em cho bé trai này. Bộ siêu nhân này với có chị nào mình chưa lấy thì chốt nha. Size dưới 50 kg mặc vồ. Rồi lên siêu nhân giúp em 35 tiền. Siêu nhân 35 tiền có 5 bộ này. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em siêu nhân nhá. Siêu nhân khách ơi. Có sơ mi nam trắng 70 kg không chị? 70 kg nữa, sơ mi trắng thì không có nha. Rồi cái này màu xanh siêu nhân luôn này. Đó, màu xanh có bộ này. Hai bộ kìa đang ở trên tay em á. Nè, nó giống nè. Rồi khách nào lấy comment dùm em là xanh 60 kg. Xanh siêu nhân size 60 kg nha. Màu đẹp quá trời. Rồi bộ này mặc mát lắm. Mặc nhà ấy, đá banh đồ các thứ này, tập thể dục này, dễ thương. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh nhá, size 60 kg. Có hai bộ này. Đó chị nào lấy comment dùm em màu xanh có hai set. 35 tiền. Rồi lên màu xanh giúp em mọi người ơi. Cái này màu bơ. Bơ nhá. Màu xanh chị Thi Nhã một bộ này. Rồi cái này của em màu bơ, khách nào lấy bơ chút bơ dùm em này, bơ size 50 kg. Bơ này bộ bé trai nha các chị nha. Bơ này quần cho bé trai nha, bộ như bộ đá banh nhá. Rồi lên màu bơ giúp em mọi người ơi, size 50 kg này. Rồi lên bơ giúp em này, đẹp quá trời. Chị Thi Nhã lấy luôn bộ này đi, màu bơ đẹp này, size 50 kg thôi. Rồi lên bơ giúp em nha mọi người nhá, màu bơ. Rồi, cái này của em là bộ màu xám siêu nhân. Đó, size 65 kg. À đây. Chốt cái này cho chị Hồng Út này. Đó, 65 kg này. Đó. Rồi, cho chị Hồng Út cái bộ đấy trước đi. Rồi cái bộ màu bơ chị thích Bích Khương. Rồi cái này của em là màu đen nhá, khách ơi, màu đen. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen. Đen này size 60 kg.
đen này size dưới 60kg này, cách nào lấy comment giùm em. Cái riêng cái bộ này nam nữ mặc được hết nha mọi người nhá. Đây này, rất là dễ thương luôn. Rồi lên màu đen giúp em đi cả nhà mình ơi, màu đen 35.000. Màu đen 35.000, nên màu đen giúp em nha. Rồi cái này bộ đá banh cho bé này, lên xanh đen 50kg. Xanh đen này size dưới 50kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em xanh đen. Cái này bộ cho bé trai nha mọi người nhá. Xanh đen này, đó size 50kg này. Chị Thi Nhã đâu lấy luôn bộ này này, size 50kg này, 50-55kg về thôi. Rồi lên xanh đen giúp em như cả nhà nhá. Màu xanh đen có một bộ à. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh đen. Xanh đen cho chị Phương Bình. Con bộ ta, bộ siêu nhân này này, các hình này. Chị Phương Bình bộ trước này. Rồi cái này của em là sọc. Trời ơi, đẹp dã man khách ơi. Sọc cho các chị này. Rồi lên sọc giúp em, trời ơi 65kg luôn, to đùng. Rồi con bộ à, sọc size dưới 65kg này, lên sọc giúp em nhé, 35.000. Lên sọc giúp em áo bộ cho các chị này. Rồi lên sọc giúp em này, đó 35.000. Rồi sọc của chị Hoa Dã Quyền ấy sọc. Rồi cái này của em sọc đen nha. Đây là đen này, hình con gấu dễ thương quá này. Rồi đen, đen 60kg. Đen 60kg có hai bộ nha. Đen size dưới 60kg này. Trời ơi, quần dễ thương ha. Rồi đen sọc khách ơi, có 3 bộ. Rồi lên màu đen, còn đen thôi chị Thủy Nguyễn ơi. Đây này, lấy cái đen sọc đẹp này. Đây 3 4 bộ này. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nha các chị nha, 60kg, hình con gấu dễ thương quá, đen sọc này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nha, khách nha, màu đen này. Đó, bo sọc rất là đẹp luôn. Rồi lên màu đen giúp em nha, màu đen 35.000, màu đen 35.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen này, đó có 4 bộ. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen, đen sọc của chị Hà Vũ. 35.000. Đây 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 đây. Chị Hà Vũ màu đen. Rồi em còn 3 bộ đen nữa, chị nào lấy đen giúp đen giùm em nha. Rồi, cái này của em là bộ màu xám. Bộ màu xám, bộ này là bộ thun nam nha các chị nha. Đó, xám này của em size 70kg cho anh em. Rồi, cái này bộ thun nam nha mọi người nhá. Màu xám này là bộ thun nam này, chứ không phải nữ nha. Rồi, xám này size dưới 60-70kg. Dưới 70kg rất là to luôn. Đó, rồi lên màu xám chị Hoa Dã Quỳ này. Đó, màu xám còn bộ nữa chị Thủy Nguyễn. Rồi, mỗi chị bộ. Rồi, 35.000. Rồi, cái này của em là màu đen nhá. Màu đen, màu đen. Đây, màu đen siêu nhân này, đẹp quá chừng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen, màu đen. Size này 65kg mặc vừa. Cái này bộ thun nam luôn này. Lấy cho chị, lấy cho Hoa Dã Quỳ bộ đen này em ơi, 65kg nhá. Bộ này 65kg á. Màu đen. Rồi cái này của em là màu kem. Đây kem, kem, kem. Rồi kem này của em là size dưới 65kg này. Đó, kem này cũng bộ thun nam luôn. Đó, màu kem, màu kem. Màu kem dưới 65kg. Rồi, bộ kem này lấy cho chị Hoa Dã Quỳ bộ đi. Cái đó size 65kg á. Em còn bộ kem nữa, cả nhà ai lấy comment kem giùm em nhá. Rồi cái này của em là sọc. Đây. Đen đó em không lấy hả? Không lấy bộ đen đó thôi rồi. Ok. Rồi cái nào lấy comment giùm em sọc nhá. Đây. Cái nào lấy comment giùm em sọc này. Size này của em là size 60 kg, cái này bộ nữ nhá. Rồi cái nào lấy comment giùm em sọc này, size 60 kg vừa. Rồi cái nào lấy comment giùm em sọc nhá. Sọc lại bộ nữ này. Rồi lên sọc của chị Hoa Dạ Quỳ này. Rồi cái này của em là màu, cái này comment siêu nhân nhá, siêu nhân cho bé. Siêu nhân này cho bé size 60 kg. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em siêu nhân. Siêu nhân này size 60kg con bộ à. À 60kg á. Rồi lên siêu nhân giúp em, bộ này mát lắm cả nhà, thun nó mát quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em siêu nhân nha mọi người nhá, siêu nhân 60kg. Rồi 35.000 một set thôi, rẻ quá khách ơi. Nên siêu nhân liền giúp em nhá, siêu nhân 35.000. Rồi, cái này của em là bộ màu Adidas này. Rồi, cái này bộ size 65kg này. Rồi khách nào lấy comment giùm em bộ màu xám. Xám thun nam cao cấp nha. Size 65kg, bộ Adidas màu xám này. Rồi lên màu xám giúp em 35.000. Màu xám 35.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám nha. Rồi còn bộ hồng với nhiều chị thích này, bộ hồng có cái nơ dễ thương này, bộ len này. Rồi lên hồng giúp em cả nhà mình ơi, hồng. Hồng này của em size 60kg. Rồi khách nào lấy hồng chất hồng giùm em 35.000. Đẹp quá chừng luôn. Rồi khách nào lấy hồng chất hồng giùm em nhé, hồng 35.000. Hồng cho hồng út này, hồng út này 35.000. Hồng em hết. Rồi, cái này của em là bộ màu xám ghi. Rồi lên màu xám, cái này bộ thun nam nè, có hai bộ. Bộ thun nam này. Rồi lên màu xám giúp em nhé, màu xám. Cái này cho các bé khoảng tầm size dưới 60kg mặc vừa. Đó, rồi lên màu xám giùm em nhé. Màu xám này là bộ thun nam nha mọi người. Đó, nhà chị nào có bé tầm 60kg là chốt đi các chị ơi. Rộng rãi thoải mái. Còn các bé 50kg mặc cũng được. Tại mấy đồ mặc ở nhà nó rộng rộng nên mặc nó thoải mái. Rồi lên màu xám giúp em, xám có hai bộ này, đẹp quá. Rồi lên màu xám giúp em đi cả nhà mình ơi, màu xám nha. Rồi cái này của em là bộ màu coban. Coban cho bé trai 60kg này. Rồi lên coban giúp em nhé, coban này, bộ đẹp này. Đó, 35.000 bộ. Rồi khi nào lấy comment giùm em coban 35.000.
Size này của em là size dưới 60kg vừa. Rồi lên Coban giúp em nhé, hình đẹp quá. Rồi lên Coban giúp em mọi người ơi, Coban 35.000. Coban 35.000. Rồi khách lấy comment dùm em Coban nhé. Rồi bộ màu đỏ. Đỏ đi khách ơi, màu đỏ, đỏ lữ nhá, đỏ lữ 60kg. Đỏ lữ size dưới 60kg. Bộ vest dài có không chị? Hết rồi em ơi. Bộ vest dài bây giờ hết hàng rồi em. Của em không nên mới hết hàng vừa lấy rồi. Rồi khách nào lấy đỏ chất đỏ luôn dùm em, vừa các chị lấy quá trời luôn. Rồi khách nào lấy đỏ chất đỏ dùm em size 60kg nhá. Lên đỏ đi mọi người. Màu đỏ. Màu đỏ 35.000. Rồi đây bộ sọc nữa, khách nào lấy comment dùm em bộ sọc nha. Đẹp quá trời luôn. Sọc 60kg này. Đó, khách nào lấy comment dùm em, riêng cái set này nam nữ mặc được hết. Bộ sọc này là các chị này. Đó, sọc len. Size dưới 60kg nhá, bộ này nam nữ mặc được hết nha, có 2 set. Rồi khách nào lấy comment dùm em sọc này. Đó, rất là đẹp luôn, size dưới 60kg vừa. Rồi cả nhà mình lấy sọc cứ sọc dùm em 35.000 thôi. Rẻ quá trời luôn, nguyên set luôn, 35.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em sọc nha. Sọc 35.000 nha các chị nha, size đó là của em là size dưới 60kg vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em sọc nhá, 35.000. Size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy comment sọc luôn giúp em nha. Rồi bộ bé này size 50kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em bộ mã 1 này. Bộ mã 1 size 50kg sọc của chị tạp hóa. Rồi đúng rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1. Mã 1 này của em là size 50kg. Cái này bộ cho bé trai hả? Cái chữ rồi chị. Đẹp quá ha. Chữ gì vậy? Sách vali cùng sếp. Gì đây? Đó. Ờ sách vali và đi cùng sếp à, hả? Rồi khách nào lấy comment dùm em mã 1 bộ đẹp ha. Rồi mã 1 size dưới 50kg. Lên mã 1 giúp em có bộ duy nhất này dễ thương quá. Rồi lên mã 1 giùm em đi mọi người ơi. Đây màu vàng giống màu hồng vừa lấy này. Rồi vàng khách ơi, mã 1 đó chị Hoa Dã Quỳ. Rồi cái này màu vàng size 60kg là bộ có cái nơ vừa chị nào lấy màu hồng này. Rồi lên vàng giúp em nhé, vàng này size 60kg, 35 tiền. Rồi lên vàng giúp em đi mọi người ơi, vàng 35.000. Rồi cái này bộ đen cho bé này, bộ đen này cho bé size dưới 50kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em bộ đen nhé. Bộ đen này size dưới 50kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen này, đó màu đen 35 tiền. Màu đen 35 tiền. Rồi lên đen giúp em cả nhà mình ơi, màu đen 35 tiền. Rồi bộ sọc, khách nào lấy comment sọc nữa này khách ơi, một sọc 60kg này. Rồi lên sọc giúp em nhé, sọc 35 tiền. Sọc 35 tiền, sọc 35 tiền. Rồi cái này của em bộ màu đen cho bé 65kg. Rồi lên màu đen giúp em này. Ồ bộ này bé lớn này, các anh mặc cũng được này. Đó. Đen này 65kg này, Hoa Dã Quỳ có lấy luôn không Hoa Dã Quỳ ơi, màu đen 65kg nè. Đó, trời ơi thun mát lắm. Thun tuyệt vời mát luôn. Ờ đen này size 65kg nhá. Rồi khách nào lấy comment dùm em đen 35.000. Đen 35.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen, màu đen, màu đen 35 tiền size 65kg đen cho Hoa Dã Quỳ. Rồi, còn đen bộ đó không em? Sọc có chị Thanh Thúy. Đây, sọc có chị Thanh Thúy 16. Rồi cái này của em là comment màu đen nhưng mà cái này nó phối với cam nên cam đi ha. Đây 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 cho chị Thủy Nguyễn này, đây là chị Thủy Nguyễn cam cam đỏ đỏ này. Rồi cái này của em là màu xám. Rồi khách nào lấy comment bộ Adidas đây 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 đây, bộ này bộ Thiên Nam Adidas màu xám. Rồi size dưới 65kg đây màu xám giúp em nha. Màu vàng hết rồi ạ. Màu xám. Chị Thủy Nguyễn lấy bộ này không chị? Đây, cho chị Thủy Nguyễn này. Xong rồi ra giúp giùm chị cái cục sạc luôn nha. Hơi yếu yếu rồi. Rồi, cái này của em là màu xanh đen. Oh, xanh đen quá đẹp luôn, 60kg cả nhà ơi. Xanh đen size dưới 60kg. À, không phải á chị, không phải màu xám. Để bỏ cho chị thử nguyên bộ xám ra đúng không chị? Rồi, rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh Coban. Bỏ bộ xám ra cho chị ừ. Rồi, treo lên cho chị đi. Rồi, màu xanh Coban, size 60kg ấy được không? Chị treo. Không treo thì gắn trực tiếp có được không? Rồi khi nào lấy comment dùm em xanh Coban size 60kg. Đúng mà, không cái chuôi to là dùng cho cái ốc bồ đó. Được chưa? Rồi được rồi, thu rồi, cái màu xanh xanh. Rồi cái này của em là màu sọc nha, khách nào lấy comment dùm em này sọc này. Đó, sọc này size dưới 60kg. Rồi lên sọc với em coi chừng nộn quần nha em nha, có áo thun đồng phục màu xanh lá không em? Dạ không, đồng phục màu xanh lá không ạ. Đây đây cái bộ này màu xanh ngọc này. Trời ơi, bộ xanh ngọc đấy nó hơi bị bụi rồi. Bộ xanh ngọc này của em nó hơi bị dính bụi, em sale rẻ cho các chị 20. Chị nào lấy comment dùm em xanh ngọc. Cái này bộ thun cho bé nhá, size 60kg. Nó bị bụi bụi ở đây này. Rồi em sale 20 luôn.
cách nào lấy comment dùm em màu xanh ngọc này, nó bị bụi cái áo này, về giặt qua đi nó sạch cả 20.000 này đó. Chị nào lấy comment dùm em xanh ngọc size 60kg nhá, đẹp quá, nó hơi bụi xíu, em sale 20 á. Rồi cách nào lấy comment dùm em nhá, màu xanh ngọc 20. Rồi cái này của em là bộ siêu nhân, đây siêu nhân nữa này các chị ơi, đó siêu nhân 65kg, siêu nhân 65kg nhá, đẹp quá à, quần dễ thương ghê luôn. Rồi lên siêu nhân giúp em size 65kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em siêu nhân nha cả nhà ha, siêu nhân này. Đó, cái này bộ cho bé trai đẹp nha, 65kg, lên siêu nhân giúp em 35.000. Siêu nhân 35.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em siêu nhân nha mọi người ơi. Rồi cái này của em là bộ màu xám ghi, nên màu xám giúp em này. Đó, màu xám 60kg, màu xám size dưới 60kg vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám 35.000 khách nha, màu xám 35.000. Size này của em size dưới 60kg. Rồi khách nào lấy màu xám thì xám dùm em. Tính ra mấy cái bộ bếp này nãy là hết sạch luôn, đâu còn bộ nào, còn 2-3 bộ chưa nhiều. Có chục bộ luôn. Ờ, hết rồi đúng không? Hết. Đâu 100 là tính cả đầm nữa đó. Ừ, đúng rồi. Cả đầm mà. Đúng không? Đúng đâu rồi. Phải bếp không? Rồi màu xám này size dưới 60kg. Nhìn yeah. 50 hay cái 50 cái không biết. Rồi lên màu xám giúp em. Ồ đầm nhìn thấy ít chứ. Đầm dễ chắc đưa ít à. Ừ. Không, đầm đưa cho em đếm ít đấy. Ừ. Đúng không? Yeah. Chắc khoảng 30, 3 cục và chứ nhiều. Có 2 kiểu. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen khách ơi, màu đen. Màu đen, màu đen cho bé size 60kg rồi qua mẫu khác nha, qua hàng khác luôn nha mọi người nha. Lên xen kẽ đi. Ờ đen này 60kg cho bé trai. Khách nào đen 35 tiền. Nát soạn theo kiểu nha em nha. Nè, nát soạn theo kiểu nha. Như dễ, nó trùng, nãy giờ lỡ. Nát cột chung nha. Cái kiểu là soạn ra. Đen này size 60kg. Rồi lên màu đen giúp em đi mọi người ơi, đen 35 tiền. Màu đen 35 tiền. Rồi khách nào lấy đen trước đen giùm em định lên cái gì nhỉ? À đây, chân váy đây. Rồi, chưa. Đây chân váy có chị nào lấy comment giùm em hoa dã quỳ còn đây không? Lấy cái chân váy này đi em ơi. Chân váy đẹp quá trừng luôn nè. Ui trời ơi. Các chị ơi, cái chân váy đẹp xuất sắc. Rồi. Nó để cũng đây rồi. Rồi khách nào lấy comment giùm em cái chân váy này nha. Đây chân váy này của em là cho các chị mình eo 70 71, eo 70 71 nha mọi người nhớ, chân váy đẹp ha. Rồi, 45.000. 45.000 khách ơi, chân váy đẹp đan dây. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó. Cái này dành cho các chị mình mặc size S nha. Cái này size S đó mọi người. Eo dưới 70. Đó, khách nào lấy comment nhưng mà cái chân váy nó co giãn đẹp lắm. Đó, co giãn này. Rồi lên chân váy giúp em 45.000, xịn quá trời luôn này. Ôi, xuất sắc luôn mọi người ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em chân váy nha mọi người nhé. Chân váy 45 tiền. Chân váy 45 tiền. Rồi móc lên, móc lên đi. Rồi khách nào lấy comment dùm em chân váy nha mọi người nhé. Chân váy 45.000. Rồi cái này của em là cái áo thun trắng. Khách nào lấy comment dùm em size 55kg này. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em trắng nhé. Trắng này 20.000, size 55kg. Rồi lên màu trắng giúp em này, trắng 20. Trắng 20, trắng 20. Nên trắng liền giúp em. Rồi cái áo này của em là màu tím này, size 60kg, 20.000 cho các chị luôn. À, cái đó đầm bé đó. Rồi, màu trắng chị giúp sang Nguyễn, 20. Rồi khách nào lấy tím cho tím dùm em nhé, size 60kg là tím đũi. Cái này của em là áo đũi nha mọi người nhé, áo đũi nhá. Rồi lên tím giúp em là tím 20.000, size 60kg. Chị giúp sang Nguyễn lấy tím luôn này, màu tím này. Rồi cái này của em là đầm bé size dưới 40kg. Size dưới 40kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em cái đầm này, đầm công chúa nha các chị nha. Rồi 45.000. Em có màu kem, màu xanh và màu bơ. Khách nào lấy comment dùm em cái này đầm công chúa cho bé size 40kg này, 5 màu. Rồi, cái này của em là màu bơ nha các chị nha. Đó, nhà chị nào mình có bé size 40kg á, 40kg đổ về chốt đi các chị ơi. 37 38 40kg đổ về rất là xinh luôn. Em sale có 45.000 à. Đây cái màu hồng nữa này. Đó, màu hồng cánh sen và màu vàng nữa nha các chị nha, và màu vàng. Rồi chị em nào lấy thì comment nhanh giúp em này cả nhà mình ơi, đẹp quá trời có đất luôn. Đó. Size dưới 40kg mặc vừa. Cái đầm công chúa đầm bé nha các nha. Đó, em có màu vàng, em có hồng cánh sen. Em có màu xanh bơ. Em có màu kem. Đó, và em có màu xanh. Đẹp quá trời có đất luôn. Rồi họ bán 105.000, bán sỉ không ạ, 105.000 này. Rồi em bán cho các chị có 45.000 giá lẻ. Trời ơi. Quá dễ thương luôn khách ơi, rẻ quá. Rồi có chị nào lấy thì comment nhanh giúp em nha. Đây có cái quần jean cho bé vừa thấy đâu, mất nó đâu đây.
Rồi, cái quần này quần jean ngố cho bé 45.000. Cái này cho bé tầm khoảng 40 kg này, các chị này, 35 40 kg này. Nhà chị nào có bé trai thì mình chốt quần này bán 45.000, quần xốp đẹp lắm. Đó, quần lưng thun ha. Rồi cái này cho các bé tầm khoảng 35 37 kg là chuẩn nhất. 35 37 kg. Rồi lưng thun nha, 45.000 cái quần. Đó, chị em nào lấy thì comment quần giúp em nhé, quần jean cho bé. Cái này cho bé trai này, đẹp quá chừng luôn này. Đó, 45.000 thôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em quần. Đây vừa chị nào hỏi em cái quần nem gân ta, 35.000 đây. À, cái này của em là size 55 kg vừa. À, quần ống noe nha, đẹp quá, quần nem á. Quần nem gân á, 35.000. Size này cho các chị mình size tầm 50 55 kg, nó co giãn rất là đẹp. Nhưng mà chuẩn form nhất là các chị mình tầm 52 kg. Đó là mặc lên bao đẹp ha. Ống noe. Rồi khách nào lấy comment giùm em quần này, quần sọc giúp em nhá, 35.000. Đẹp quá chừng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em quần nha mọi người, quần 35.000. Quần 35.000, quần 35.000. Rồi lên quần giúp em nha khách nha, quần 35.000. Rồi cái bộ set satin. Em còn 2 bộ. Đây đây đây, đẹp quá trời luôn. Bao nhiêu ta? Có khách nào lấy comment giùm em này. Không. Sáng chị thì lấy đủ màu đó. 45. Rồi khách nào lấy comment thì vậy nó nói chưa rồi, cũng sợ nó luôn. Chị lấy đủ màu mình dám nói không nên. Nè, có cả beo, có cả đen, còn rớt này 2 bộ này. Hai giây chứ có gì. Thì nó đó chưa đâu. Rồi khách nào lấy comment giùm em quần có túi không ạ? À? Để em coi. Quần này không có túi nhá, quần này không có túi nha. Chị Mộng Thường ơi, chị mặc cái mẫu này được á. Trời ơi, quần mấy cái quần nem gân này mình mặc có túi nó đâu có đẹp đâu, nó bị tự nó bị bồng cái hông nên không có đẹp đâu cả nhà ơi. Rồi khách nào lấy comment giùm em này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu rêu. Màu rêu màu đen. Cái này set satin nha mọi người nhé. Đẹp quá trời của đất luôn. Đó. Size này size 55kg. Quần này chị Du Sang Nguyễn này. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Size này 55-57kg mắc vừa. Rồi em có màu beo. Màu beo, màu beo 45 tiền. Đẹp quá trời luôn này. Size 57kg. Có màu beo và có màu xanh set satin đùi. Mặc nhà, mặc ngủ. Rất là đẹp ha. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em đem chị Du Sang Nguyễn này. Rồi em có màu beo. Hả? Chị gì ở đâu? Số của chị trăm bịch. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu beo nha mọi người nhé. Màu beo 45 tiền. Trời ơi cái màu beo đẹp quá trời. 57kg. 57kg. Rồi lên màu beo giúp em này. Màu beo. Beo chị Thanh Thúy. Đấy. À chị Thúy Kim có lấy chị xét vest trắng chưa? Em hỏi dùm chị nha. Chị Thúy Kim. Nhưng chị có nhắn tin lúc chưa đó. Đọc đi, đọc xem chị lấy size gì. Nát về có về hàng lấy cho chị đi. Đúng rồi, chị Thúy Kim có nhắn tin đó. Rồi để em kêu nhân viên kiểm tra tin nhắn nhá chị Thúy Kim ơi. Trời ơi, bán xong quên luôn á chị ơi, khổ ghê. Quên luôn. Nhét áo nữa đi. Beo em hết nha, set đó em hết rồi cả nhà mình ơi. Set đó em hết rồi. Rồi cái này của em trên váy, trời ơi đẹp ha. Ôi, mấy cái? Ba cái hả? À, size XL rồi em ra rồi để em kêu con bé nó coi lại tại vì lúc trưa nghỉ trưa á thường là cái ngày bán là bên em không có đọc tin nhắn đâu nhưng mà lúc trưa em có thấy chị có nhảy tin nhắn thì em có trả lời để có thể tối em soạn cho tại vì cái hàng đó em đang về nữa size 1X đúng không chị. Rồi cái này của em là chân váy size S nha mọi người nha, chân váy size S sale cho cả nhà mình 29.000 cái chân váy tuyết mưa nó đẹp dã man đẹp. Ồ có 3 cái rồi các chị ơi, sale 29.000. Các chị nhìn cái form này, trời ơi nó xuất sắc chưa? Đó, chị em nào mình khoảng 47 48 kg chốt cái chân váy này ha, em bán rẻ thôi 29.000. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em đẹp quá trời đẹp luôn, có cái là tại vì nó là size S. Đó, nên là em sale rẻ luôn cho cả nhà mình 29.000 tuyết mưa đó. Rồi lên màu đen giúp em nha. Dạ dạ rồi. Hình như lúc về hồi vừa lại á, xếp trắng đó là đâu có quần dài đâu hả? Hình như là xếp trắng không có quần dài đâu chị ơi, có màu khác có, lấy ra em bán cũng không có. Có màu cam là quần dài thì có nha chị Thúy Kim nha. Có màu cam màu hồng á thì nó có dài, còn trắng không có. Trắng đen đùi. Đúng rồi, trắng đen là đùi thôi chứ nó không có màu dài nha chị nha. Rồi lên màu đen giúp em đấy khách ơi, màu đen là chân váy này. Đó 29.000. Khách nào lấy comment giùm em chân váy nha. Chân váy 29.000. Rồi cái đầm dạ hội thì khách nào lấy comment giùm em dạ hội này. Ồ cái đầm maxi nó đẹp quá trời luôn khách ơi. Đó, size này size 52 kg mặc vừa. Khách nào lấy comment giùm em maxi 65 tiền. Cái này ở dưới nó là van, ở trên nó theo bông nha các chị nhá. Size này cho các chị mình dưới 52 kg thôi. Dưới 52 kg thôi. Rồi cả nhà mình ai lấy comment giùm em maxi này. Đó, 48 52 kg vừa.
Rồi lên Maxi giúp em đi cả nhà ha. Maxi này, đó 65.000 đẹp lắm. Rồi lên Maxi giúp em nha khách ơi, Maxi 65.000. Rồi cái này hồng trái tim, size này của em là size 57 kg, mặc vừa lên hồng giúp em 5557 kg, 25 tiền một áo. Rồi khách nào lấy comment giùm em hồng nha mọi người nha, hồng bèo này đẹp quá chừng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng. Màu hồng, màu hồng khách ơi 25.000, hồng này của em nhuộm mango đẹp lắm cả nhà. Rồi lên hồng giúp em nhé, hồng 25.000. Rồi cái này của em màu bi, bi này của em là size 53 kg này. Đây, màu áo này đẹp quá trời luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em bi 25.000 khách ơi, bi 25.000 nhuộm mango xịn luôn á. Size dưới 53 kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy bi comment bi giùm em nhé, bi 35 tiền. Bi 35 tiền. Rồi khách nào lấy bi comment bi giùm em. Còn cái này của em là bi bi đen nhá. Cái này của em là màu đen này. Đó. Dưới 53 kg 25 tiền một áo. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen này, màu đen, màu đen. Hồng này của em là size dưới 60 kg mặc vừa. Hồng này của em là 60 kg vừa luôn nha mọi người nhá. Đó. Chị nào cao 60 kg chị đó thấp 57 kg giúp em 325.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em thôi được rồi. Màu hồng, màu hồng. Rồi cái bộ vàng bao cho chị coi đầm đỏ canh mặt. Đầm đỏ cái mặt dạ rồi, cái đầm này của em có 2 size à? Trời ơi. Rồi khách nào lấy comment giùm em bộ vàng nha. Ôi, trời ơi, bộ bông này, size 55 kg, xả kho 60.000. Khách nào lấy comment giùm em màu vàng nha khách ơi, vàng này size 55 kg này. Đó, đẹp lắm, mango nha, quần dài luôn 60.000. À, thân nó là full. Cái bông này nó là mango đấy các chị này, nó bông to đùng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng nha mọi người nha, vàng 60. Vàng 60, vàng 60. Size này của em là size dưới 55 kg, coi chừng nộn bộ á. Rồi khách nào lấy comment giùm em vàng này, vàng 60.000. Bộ đề em còn đúng một set thôi. Khách nào lấy comment giùm em vàng 60. Size đó của em là size dưới 55 kg mặc vừa nha. Rồi cái này của em là cái đầm đầm màu tím, đầm màu tím khách ơi, đẹp lắm luôn, màu tím. Size dưới 62 kg mặc vừa. Xả kho cho các chị 75.000 một đầm. Trời ơi cái đầm này là quá dễ mặc rồi. Rồi lên màu tím giùm em nha, tím 75.000, mua ở đâu cái đầm này mà có 75.000 khách ơi. Kim sa quá trời luôn nha. Đây này, cái mẫu này của em là form cho các chị mình đi tiệc đi chơi đều được nha. Đó, đằng sau nó chạy thun 75.000, em rất là rẻ hơn cả cái áo thun nữa. Trời ơi, nó có bản dây nịt và có cái phần là cái này phần bèo đằng trước á. Nên các chị mình nào có bụng á thì mình mặc lên không có thấy nha, rất là gọn luôn. Đó, lên màu tím giùm em, tím 75 tiền. Tím 75 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em tím nha mọi người nha, tím 75.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu tím nhé ơi, màu tím, màu tím. Rồi cái này của em màu đỏ này. Đỏ này size dưới 65 kg, 99.000. Khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nhá. Size dưới 65 kg mặc vừa cả nhà mình ơi, cổ tròn tay tay nữ này đẹp quá trời luôn. 60, 65 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ nhá, đỏ 99 tiền. Đỏ 99 tiền. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đỏ này. Ôi cái chất nào, cái này đẹp quá trừng luôn khách ơi. Đấy, trời ơi. Rồi màu đen. Đen này của em là xếp váy nha, áo sơ mi đen kèm cái chân váy vải tuyết mưa. Size này của em là size cho các chị 52 kg. Rồi lên set đen giúp em 60.000. 60 à khách ơi. Ồ nguyên một set luôn, size 52 53 kg này. Rồi nên màu màu set đen giúp em nhá, đẹp lắm. Đó nguyên set luôn. Đấy, có 60.000 thôi, xịn quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen nha khách ơi, màu đen. Màu đen, màu đen, set đen 60.000. Đó, áo sơ mi kèm chân váy nha, bao xịn. Ồ 60.000 quá rẻ bèo luôn thiệt chứ. Rồi khách nào lấy comment giùm em set đen. Rồi cái này của em là cái áo len tâm xịn. Size này của em là size 57 kg mặc vừa. Đây, áo len tâm size 57 kg. Cái tay áo đây nha các chị nha. Hình mặc thì nó hơi bẹp vai xíu, hàng khoảng theo 39.000. 39.000 một áo. Rồi khách nào lấy comment giùm em đen 39 thế thôi. Đen 39, đen 39 nhá. Size này của em là size dưới 57 kg mặc vừa nhá. Đây, áo len bẹp vai. Kiểu này thì thôi, mặc nó sang quá rồi các chị này. Đó, các chị mình mặc á, mình có thể vặn lên như này cho nó ngắn ngắn lại xíu á. Đó, rất là xinh ha mọi người. Rồi lên màu đen giúp em nhé, màu đen size 57 kg, áo này áo len tâm. Size 57 kg 39.000. Rồi cái này của em là chân váy jean nha. Cái này có kèm quần bên trong. Rồi khách nào lấy comment giùm em chân váy này. 45.000, 45.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em chân váy jean có kèm quần bên trong, size này size 55 kg. Đó, co giãn nha các chị ơi. Đây này, nó có quần bên trong đẹp quá chừng luôn này.
Ờ, khi nào lấy comment dùm em xin váy nhé, đúng 5 ngàn. Ờ, giảm 25 ký. Rồi khi nào lấy comment dùm em xin váy nhé, cả nhà mình ơi, xin váy. Xin váy, xin váy 4-5 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em xin váy nhá. Rồi cái bộ caro này khách nào lấy comment dùm em 50 ngàn. Trời ơi cái áo Barbie Doll đẹp khủng khiếp. Trời ơi size 56 ký mặc vừa. Size 56 ký mặc vừa. Khách nào lấy comment dùm em caro. Đó, đẹp lắm, quần nửng nha các chị ha. Size dưới khoảng 50 đến 55 ký là ok là đẹp nhất luôn này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh đen. Trời ơi có 50 ngàn bộ mango thôi mà 2 giây dễ thương chưa. Đó mình mặc nhà rồi mình mặc ngủ rất là đẹp luôn. Cái áo form này nó xòe xòe ra các chị nhá, chứ không phải nó ôm sát vô người nha. Cái dáng này Barbie Doll dễ mặc lắm á. Rồi em có màu xanh, em có màu đỏ và em có màu hồng. Đấy màu đỏ đây cả nhà ơi. Đỏ cũng đẹp quá chừng luôn. Đó rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Size 55 ký nha các chị nhá, 50 ngàn bộ. 50 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, màu xanh, màu đỏ và màu hồng nữa 50 ngàn. Màu hồng này ôi dễ thương quá trời luôn. Đó, màu hồng. Rồi chị em nào lấy hồng comment hồng luôn giúp em như cả nhà nhé. Hồng size 55 ký này. Đó rồi lên hồng giúp em. Cái áo kiểu tầng tầng dễ thương quá trời luôn. Đó rồi lên hồng. Cả nhà mình đang coi mình chấm cho em một nút chia sẻ, chấm chấm bài lên giúp em nha mọi người nhá. Trời ơi không mua cũng chấm bài lên được mọi người. Rồi hồng với chị Hà Vũ 50 ngàn rẻ quá trời có đất luôn. Rồi hồng em còn nha. Rồi có chị em nào lấy có màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Đó, cái nào lấy thì comment nhanh giúp em nha. Đây để em coi cái set gì đây. Rồi cái này của em là cái dạ hội đẹp quá trừng luôn. Maxi xài dài size 55 tí. Rồi khách nào lấy comment dùm em maxi 59 ngàn đầm canh mặc đi. À đúng rồi, rồi lên cái đầm này quên, con bé nó quên nó chưa lấy vô ạ. Rồi khách nào lấy comment dùm em maxi 59 ngàn. Maxi 59 ngàn. Size này của em là size dưới 55 ký mặc vừa. Rồi lên maxi giúp em cả nhà mình ơi, maxi cho chị Hoa Dạ Quỳ này. Đó 59 ngàn. Rồi cái chân váy xanh này khách nào lấy comment dùm em chân váy xanh nha. Ồ cái này len đẹp lắm. Rồi cái này của em là size cho các chị 52 ký này. Chất là chất len đầm đuôi cá, trên váy đuôi cá rất là đẹp ha. Cái này mình phối cùng mấy cái áo ôm đẹp lắm. Rồi 45 ngàn. Rồi lên chân váy dài giúp em này. Ôi đẹp chưa. Đó, đầm này chân váy đuôi cá nha mọi người nhá. Size khoảng 52 ký. Chất len dày, len dệt kim dày luôn á. Rồi khách nào lấy comment dùm em chân váy. Cả nhà ơi chân váy giúp em. Đó, chân váy giúp em 45 ngàn. Có 2 cái. Rồi lên chân váy dùm em nha. Rồi em lên cái đầm đỏ phía sau 99 ngàn vải tuyết mưa. Em có size S và size M. Em có size S và size M. Size S là eo 74, còn size M là eo 76. Rồi chị nào lấy thì comment nhanh giúp em. Đó, đầm đỏ đằng sau lưng em đang mặc á, 99 ngàn không đẹp, em không lấy tiền luôn, đẹp lắm. Trời ơi khách ơi, vải đó là vải tuyết mưa nha. Cái cổ của nó có kết ngọc cho các chị này. Đó, đẹp quá chừng luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nha các chị nha. Đây màu đỏ này, size S, size M. Đó, chị nào hỏi ra Trần Hồng có lấy thì chốt nha. Đó, em eo 74 trở lại thì mình lấy cái size S. Còn eo 76 thì mình lấy size M. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Đẹp quá chừng luôn. Ôi dễ thương lắm luôn, cả nhà mình có 99 ngàn. Có 99 ngàn thôi khách ơi. Đẹp mà không có size dạ. Cái này nó có hai size, vừa có size N mà em bán rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em đấy, cái mẫu quan tượng mặc phía sau em á mọi người. Rồi đỏ S đỏ M giúp em nha. Rồi lên phong khác giúp chị này. Đây cái dạ hội màu hồng, có chị nào lấy thì comment dùm em này. Màu hồng này thì nó có size không? Còn hai cái size. Nó còn hai cái hả? Nó còn hai cái hả? Đâu? Đâu có nằm ở đây đâu. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng nha. Đây màu hồng đẹp quá trời. Cái này dạ hội 99 nha. Em còn hai cái size M và cái này là eo 74. Eo 74. Rồi khách nào lấy comment dùm em dạ hội màu hồng đẹp quá trời của đất luôn khách ơi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu hồng nha, khách nhà có túi luôn á, dạ hội này có túi này, 99 ngàn. Rồi cả nhà mình ai lấy comment dùm em hồng, cái này mà đi tiệc thì thôi trời ơi nổi nhất luôn các chị ơi. Màu hồng hồng mới đỏ nên nó có hai màu. Hồng đỏ nha. Đó, cái đỏ này của em eo 76 hồng của chị Bích Loan ạ. Rồi, còn cái hồng nữa. Em còn cái hồng nữa, khách nào lấy comment dùm em có 99 ngàn thôi. Đẹp lắm. Đây hồng chị Bích Loan này. Rồi cái đỏ này của em cũng eo 74.
đỏ này cũng eo 74 nha. Chị Tích Ma có lấy thêm cái màu đỏ này không? À, màu đỏ đẹp quá trời luôn này. Cái tay áo phồng đẹp lắm. Rồi cái cổ kết ngọc này, vải là bao xịn luôn. Đó. Ở khách nào lấy màu đỏ chất đỏ lên giùm em nha. Trời ơi, bán có 99.000 cái đầm xã hội dài tha thước này. Rồi lên màu đỏ giúp em, vải siêu đẹp. Vải siêu đẹp nha mọi người nhá. Rồi khách nào lấy comment giùm em đỏ. Đỏ eo không? Đỏ là eo không được 82, đỏ đó eo 74 cho chị Bích Loan một cái nữa này. Rồi vừa hồng vừa đỏ luôn. Đây, còn một cái hồng. Vậy là em còn một cái hồng thôi, em còn cái hồng đỏ là hết luôn mọi người. Rồi mẫu đó đẹp lắm. Trời ơi, hàng các chị nhận hàng. Chị nào mà mình vừa thôi, nhận cái hàng là mê liền luôn á. Hàng đẹp quá trời đẹp luôn. Cái bộ vest thì em còn có mấy bộ à? Em còn có 2-3 bộ á, chị nào vào sau thì mình lấy thêm không? Chốt đi các chị ơi, vest đẹp quá. Vest đẹp quá trời luôn này. Đó cà phê này có đây này. Trời ơi, có 99.000 nè. Rất mưa xịn luôn. Đó. Chị em nào lấy cà phê comment giùm em cà phê nhá. Đó size M. Đó, 99.000 size M. Size M. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu cà phê này nhá. Đó, em còn bộ eo 74 và em còn bộ eo 76. Đó, chị nào lấy comment giùm em cà phê cộng size giúp em. Đó, size M và size L nha mọi người nhá. Đó, khách nào lấy comment giùm em cà phê này. Đó, 99.000 bộ vest tay ngắn đẹp lắm. Chị Bích Loan có lấy thêm bộ vest nữa này, dễ thương quá trời. Ôi, khách chọn quá trời luôn này. Bộ vải tuyết mưa, bộ xịn á. Hàng cao cấp lắm nha các chị nha. Đó, rồi khách nào lấy comment giùm em cà phê nha, tay ngắn. Đó, cái bộ này size nhỏ thì là eo 74 này, cỡ em mặc này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em nha, bộ vest dài. Xuất sắc luôn. Đấy, bán có 99.000 bộ à khách ơi. Rồi cà phê em có 2 bộ, còn 2 bộ à. Đâu còn nhiều đâu các chị ơi. Rồi màu trắng còn 1 bộ à. Màu trắng còn 1 bộ. Đây. Ôi. Trắng đẹp dã man đẹp luôn khách ơi. Rồi trắng 52 kg. Rồi vest tay dài đẹp chưa. Rồi hàng xuất sắc luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em trắng nhá, size dưới 52 kg mặc vừa. Rồi lên trắng giúp em này, eo 74. Trắng này là eo 74, còn một bộ duy nhất. Hiện tại là còn một bộ duy nhất nha. Rồi chị em nào lấy comment giùm em màu trắng. Đẹp ha, vải này. Ôi xuất sắc luôn các chị ơi. Có chị nào mình mặc màu trắng thì comment trắng giúp em nha mọi người nhá. Màu trắng eo 74. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu trắng. Em có bán cái bara cho các chị mua để các chị mặc kèm á. Đây này, em có bara một ít này. Rồi khách nào lấy comment túi là túi thật nha. Túi này túi thật nha, chứ không phải túi bổ bình thường nha. Túi giả đâu. Túi đó là túi thật luôn á, hàng xịn lắm. Rồi, chị em nào mình đã mua cái set vest rồi thì mình mua thêm cái áo bara mình mặc trong. Đây. Rồi khách nào lấy comment giùm em bara màu đen này. Cái này là size 60 kg, ok là thoải mái nha. Mình mặc vest thì không thể thiếu mấy cái áo bara được rồi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu đen này. Đó, màu đen. Rồi em bán cái này combo 3 áo 15.000 thôi. 3 áo 15.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Đó, combo 3 áo cho em không bán lẻ nha mọi người. Trắng đó chị Kim An. Rồi hết luôn. Hết trắng luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em bara. Bara này của em là size dưới đây, cái này của em là size dưới 55 kg mặc vừa thôi mọi người ơi. Cái này nó hơi nhỏ. Không được 60 kg đâu. Rồi khách nào lấy comment giùm em cái bara này 3 cái. Đó, combo 3 cái 15.000, nó tính là 5.000 cái bara nha các chị nha. Đó, chị em nào lấy comment giùm em size nó lộn xộn nha các chị nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em combo. Combo 15.000. đang về mà không biết là có đủ size chia cho các chị không, cũng đang về nữa không biết nhiều ít. Họ đang chia hàng. Rồi, vest là chắc có về nữa đó. Combo đủ màu chị Trần Hồng, đủ màu hả? Đây. 3 cái 15.000. Màu tím này, màu trắng đen này, tới màu đen này. Rồi 15.000 combo. Rồi chị em nào lấy nữa comment giùm em. Mua vest thì chị nào mình chưa có cái áo ná hoặc là áo bara thì mình mặc trong á, mình mua đi các chị. Rồi cái này của em là áo màu tím 35.000 đây này. Đó, xuất sắc luôn. Màu tím này của em là size dưới 65 kg mặc vừa, 60-65 kg. Áo 31-58, 35.000 một áo. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu tím nha. Quần jean còn nhiều không em ơi? Quần jean 60 quá. Còn lấy cho chị một cục đi. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu tím. Tím chị Thanh Thúy số 16. 35.000 đâu, lên áo 31-58 đi. 31-58. Trên hồng là sao? Không lấy tím đổi đen nè. Rồi cái áo bara. Đáng nhẽ là bara là chỉ có lấy là combo một màu thôi á nha.
Rồi đây đổi lại, lấy không lấy cái tím, rồi đổi lại cái đen. Nên là không có trao đổi đâu á. Rồi cái này của em là màu kem. Kem này size dưới 65kg mọi người ơi. Kem áo 3158, chốt thì các chị còn ít quá. Mấy cái áo này bán rẻ quá trời rẻ luôn. Túi zip mà bán 35.000 à. Rồi lên màu kem giúp em nhé. Kem này size dưới 65kg. Rồi lên màu kem giúp em 35.000 áo. Chị nào mình chưa mua cái hàng 3158 nhà em chốt nha. Áo xịn lắm. Tại vì cái này giá bán lẻ ngoài thị trường họ bán 95.000 một áo. Các chị mình mua mấy cái thương hiệu này 95.000 một áo không á. Đó, cái này sale các chị rồi ôm về có bán 35.000 à. Kem Việt Thanh Thúy. Bóc màu ra đi em. Bóc ra đi. Rồi cái này của em là màu xanh coban nhá. Xanh coban dưới 65kg. Gần hết rồi, còn hai mấy cái à. Rồi lên màu xanh coban giúp em này, nam nữ mặc được hết. Mấy cái thương hiệu 3158 này là mấy cái kiểu thun này là nam nữ mặc được hết nha mọi người. 65kg màu xanh coban 35.000. Rồi đưa lên cao đi em. Rồi khách nào lấy comment giùm em xanh coban nha. Xanh coban 35.000. Rồi cái này của em là mã 1 giúp em, mã 1 65kg xanh như chị Thanh Thúy. Rồi cái này mã 1 dưới 65kg này. Lát chút xíu các chị mình mua cái hàng áo này nha em. Các chị mua luôn cái quần quần jean lưng thun á. Các chị mình phối quần cũng đẹp lắm nha. Rồi lên mã 1 giúp em, mã 1 35.000. Trời ơi, tính ra một set rồi có 100.000 được nguyên set đồ đẹp. Trời ơi, quá rẻ luôn. Rồi lên mã 1 giúp em, mã 1 35.000. Cái này màu cam 70kg. Cái này em có một cặp luôn. Đây, cái này các chị mình mua về mặc cùng ông xã được nha. Đây, có một đôi luôn này. Rồi lên màu cam giúp em, size này tối đa lên đến 70kg luôn. Lên cam giúp em cả nhà mình ơi. Màu cam. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu cam. Màu cam, 35.000. Jean. Ừ. Trong đó. Rồi khách nào lấy comment, nó có cây dưới này. Rồi khách nào lấy comment giùm em cam, chị Nhi Võ bây giờ mới có đơn. Cam của chị. Rồi có khách nào lấy comment giùm em cam nữa không mọi người ơi, màu cam còn cái nữa nhá, 35.000. Rồi, lấy cho chị Nhi Võ một cái. Rồi, cái này màu tím, trời ơi, 70kg cũng vừa luôn mọi người ơi. Xuất sắc đẹp. Cái này hình con gấu. À, rồi khách nào lấy comment giùm em, chị Nhi Võ là sáng có đơn gì em ta? Rồi rồi. Sáng chưa có đơn. Hôm qua có hả? À rồi okay. Chị nào bữa trước mình còn đơn bên đây là mai bên shop cũng dùng lại nhá. Màu tím 70kg, 70kg mặc vừa lên tím mọi người ơi, 35.000. Tím 35.000, cái này tím có hai cái này. Rồi lên màu tím giùm em nhé, 35 tiền, 3158 thương hiệu nha. Màu đen 60kg quay đầu. Đen này size dưới 60kg quay đầu, lên đen giúp em mọi người ơi, đen 35 tiền. Rồi lên đen giúp em này cả nhà mình ơi, đen 35 tiền size dưới 60kg cổ tròn tay ngắn. Rồi lên đen giúp em nhé, màu đen 35 tiền. Rồi lên đen giúp em mọi người ơi, đen 35 tiền. Đúng rồi, tại bây giờ dạo này Facebook đâu có thông báo đâu. Các chị em mình nhớ thì bên em thì mọi người vô thôi, bán ngày các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 á mọi người. Tuần 3 buổi nha. Rồi lên màu xanh ngọc giúp em size dưới 60-65kg. Hoặc là nếu không các chị không nhận được thông báo là mấy bé có gửi tin nhắn á. Có gửi tin nhắn cho các chị á, ở livestream ở phần tin nhắn á là có gửi livestream tới á. Rồi lên màu xanh giúp em 65kg này. Xanh 65kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh 35.000. Rồi cái này của em là màu xám nhé mọi người nha. Xám này size 65kg. Rồi lên màu xám giúp em cả nhà mình ơi. Xám dưới 65kg mặc vừa. Rồi lên xám giúp em, xám 35 tiền. Size này của em là size dưới 65kg. Hình mặt cười đẹp quá chừng luôn này. Rồi lên màu xám giúp em nha. Rồi hồng sen có chị nào lấy không? Em chuyển qua quần này. Hồng sen này dưới 65kg. Hồng sen này size dưới 65kg vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu hồng cánh sen nhé. Cụ tròn tay ngắn màu này cưng quá cả nhà. Màu đẹp ghê luôn. Rồi lên màu hồng cánh sen giúp em 35 tiền của chị Hà Vũ. Màu hồng. Hồng cánh sen còn mẫu nữa này nhưng mà kiểu khác. Mã 1 đi ha. Cái em còn cái hồng cánh sen mà mã 1 là chị Hà Vũ có lấy luôn chị Hà Vũ ơi. Đây mã 1 là hình mặt cười nha. Đấy, mã 1 dưới 70kg mặc vừa. Rồi lên mã 1 giúp em nhé. Cái này chuẩn nhất là sắc 65kg. Rồi lên mã 1 giúp em này. Đó, hồng cánh sen em hết rồi đó. Còn cái này à. Rồi lên mã 1 giúp em này, mã 1 này, đó 35 tiền. Có sơ mi số lớn không em? Số lớn là bà chị tìm size bao nhiêu ký chị? Cái này mã 1 nha, mã 1 chứ sơ mi em có. Sơ mi bây giờ em còn là cái size 65kg là nhiều. Đúng rồi. 65kg là nhiều, có size 70kg nhưng mà ít. 70kg còn vài cái nè. Đúng không? Hết luôn hả? Ủa chị tưởng là có rớt lại một cái size 70kg là 1x. Ít là. Là 70kg đó. À rồi. Ừ. Còn có mấy cái ít. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu kem. Rồi comment giùm em màu kem nha mọi người, 65kg.
Rồi lên màu kem giúp em 35 tiền. Màu kem 35 tiền, màu đẹp quá. Trời ơi xuất sắc luôn. Kem chị Thanh Thúy. Size 70kg thì chắc là em tìm cho chị cái size 1X rồi. Rồi cái này màu xám dưới 65kg nên màu xám giúp em mọi người ơi. Kem hết nha. Kem như kiểu vừa lấy là hết rồi hả? Con gấu đang ngủ chị? Con gấu đang ngủ phải không? Con gấu đang ngủ mà còn màu xám. Tại phải kem con gấu đang ngủ không? Đây này con gấu, này con gấu đang ngủ kìa. Con gấu này còn màu này đậm hơn nè. Rồi khi nào lấy comment dùm em này. Đó, màu này màu khoai môn. Màu này màu khoai môn nha khách nha. Đó, size dưới 65kg. Nên khoai môn giúp em nha mọi người. Khoai môn giúp em. Đây, cái màu kem thì có hình con gấu đang ngủ. Nó có màu xám nữa này. Đây, đây, đây. Màu xanh xanh xám xám đẹp lắm. Được hai cái. Rồi, lên màu xám giúp em nha. Có hai cái chú ship này 35 nha. Rồi, lên màu xám giúp em mọi người ơi. Xám 35 tiền này. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi cái này xanh xanh xám xám đẹp quá. 35 tiền thôi khách ơi. Ô có một cái trắng nè. Trời ơi. Có một cái trắng đẹp quá này, 65kg. Rồi có một cái trắng này mọi người ơi, chốt nhanh giúp em, đẹp quá, màu trắng bữa giờ các chị hỏi nhiều lắm nha. Rồi nó kẹp vào trong cái cục hàng, có một cái duy nhất à. Rồi lên trắng giúp em nha, trắng như võ ni trắng đẹp ha. Ừ, vải đẹp quá trời luôn. Rồi cái này xanh đậu. Trắng hết rồi, trời các chị comment trắng. Khi nào cứ nói một cái các chị chốt quá trời. Bữa là em căn cái nào mà ví dụ mà có 10 cái em nói có một cái rồi các chị chốt ầm ầm xong bắt đầu em quăng ra. Để ý cứ một cái các chị mới chốt thôi, nhiều cái các chị mình không chốt thôi. Rồi lên màu xanh đậu ha, đúng không các chị? Bữa nào em gài các chị. Bữa nào em gài em nói có một cái thôi, cái các chị comment quá trời em tung ra là vừa. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh đậu. Màu xanh đậu 35.000. Rồi khách nào lấy comment giùm em xanh đậu có một cái nha. Chị này chữ rồi. Rồi lên xanh đậu giúp em mọi người ơi, xanh đậu. Rồi cái này của em là màu xám. Đây, màu xám này khách ơi. Đấy, cái này có chữ nha, đúng nhận sai cãi nha mọi người nha. Rồi khách nào lấy comment giùm em có đúng một cái luôn. Màu xám này của em là cho các anh các chị mình 70kg vừa. Rồi lên màu xám giúp em nè mọi người ơi, màu xám 60, 65, 70kg vừa. Đây màu xám đẹp quá chừng luôn này các chị này. À, màu đang rất là hot nha. Rồi lên xám giúp em 35.000. Màu xám 35.000. Chị nói anh các chị ngồi im luôn. Rồi lên màu cánh sen giúp em. Cánh sen size dưới 65kg. Rồi lên cánh sen giúp em mọi người nhớ. Cánh sen 35.000. Đẹp quá. Cái này hình mặt cười. Rồi nhìn cái áo là thấy vui vẻ liền đó các chị. Có cái mặt cười này, dễ thương. Rồi lên màu cánh sen giúp em nhé. Cánh sen hình mặt cười. Size dưới 65kg, 35 tiền. Rồi lên màu cánh sen giúp em mọi người ơi. Màu cánh sen. Rồi cái này của em màu xám 70kg. Mẫu này các anh mặc đẹp này. Cái màu này đẹp quá, nó phối chữ này các chị này. Rồi cái này màu xám 70kg. Rồi lên màu xám giúp em nha các ơi. Màu xám size 70kg. 35 tiền nha mọi người ơi, 35 tiền. Đó, áo này các anh mặc đẹp lắm rồi các chị. Rồi, cái nào lấy comment dùm em 60, 65 đến 70kg. Rồi lên màu xám giúp em mọi người ơi. Màu xám nhá, 35 tiền. Rồi lên xám dùm em nha. Màu xám 35 tiền. Rồi cái này của em là màu kem. Màu kem. Nó cục chung luôn, cục chung vào. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu kem nhá. Đây màu kem dưới 65kg này. Rồi lên kem giúp em mọi người ơi. Kem 35 tiền. Kem 35 tiền. Đây này của em là size dưới 65kg mắc cổ. Đó, kem gấu đẹp quá trình luôn này. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu kem nha mọi người nhá. Màu kem. Chấm chấm bài lên giúp em đi cả nhà mình ơi. Nha, cả nhà mình chấm bài lên. Ồ cái mẫu này đẹp nè. Màu xám đẹp nè. Xám đẹp. Rồi màu xám dưới 65kg. Trời cái mẫu này bốn con gấu đẹp màu quá. Màu xám này của em hình bốn con gấu đẹp quá trừng luôn mọi người ơi. Màu xám của sao các chị thì không ai chấm lên ta. Màu xám này của em là size dưới 65kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xám nha cả nhà mình ơi. Màu xám. Các chị mình chấm chấm bà lên giúp em cả nhà mình ơi. Các chị mình ngồi lên về luôn. Màu xám này của em là size dưới 65kg vừa. Rồi lên màu xám giúp em đi cả nhà mình ơi. Màu xám. Size dưới 65kg. Rồi khách lấy xám comment xám dùm em nhé. 35 tiền. Màu xám 35 tiền size dưới 65kg vừa này. Nên xám giúp em. Màu xám. À lên quần cho các chị đi hả? Lên quần đi. Đây quần đây khách ơi. Quần Quảng Châu nha. Rồi em còn có mấy cái rồi khách ơi. Quần em còn màu rêu màu đỏ. Còn con cục đó thôi hả? Em nhanh nhanh người ta. Không biết. Rồi quần Quảng Châu túi zip size dưới 60kg mặc vừa. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Em có màu đỏ và màu xanh rêu 65.000 quần. 65.000 một quần size dưới 60kg.
Cái quần này của em là hàng túi zip nha các chị nha, hàng túi zip nha, đẹp lắm luôn. Trời ơi chốt đi cả nhà mình ơi. Size dưới 60kg có 65.000 thôi, đẹp quá chừng luôn này. Em có màu xanh và em có màu đỏ. Em có màu xanh, em có màu đỏ nha khách nha. Quần túi zip nha. Hàng này hàng của em là hàng Quảng Châu, đẹp lắm. Đó, 65.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, màu xanh màu đỏ. Thế thôi được rồi. Màu xanh màu đỏ. À, 65.000 xanh cho chị Hà Vũ. Đầm dạ hội dài hạt ngọc của lấy em đo eo trên tay hay ngang rốn em là gì chị? Hạt ngọc nào? Cái đầm ưu tượng. Không, em phải đo eo chứ chị. Cái đấy là chắc chắn là mình phải đo cái phần nhỏ nhất rồi. Màu xanh cho chị Hà Vũ. Đo phần eo chứ chị. Đo là đo eo, eo nó đoạn nào nó làm eo ở đâu thì mình đo ở đó đó chị ơi. Hồng với chị Hoài Thu. Hồng lấy gì đó chị? Hồng là cái gì á chị Hoài Thu ơi? Cái này của em màu đỏ nha chứ không phải hồng đâu chị. Cái này em có màu xanh màu đỏ thôi, em không có hồng. Đây đẹp lắm. Đó quần nưng thun. Ồ mẫu này mặc lên thôi bao đẹp nha mọi người nha. Túi zip size dưới 60kg. Trời ơi có 65.000. Có 65.000. Chị Hoài Thu lấy hồng là hồng gì á chị? Chị lấy hồng gì á? Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đỏ nhá, màu đỏ 65 tiền đây, túi zip hàng Quảng Châu đẹp quá trời luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhá, màu đỏ. À, cái đầm dạ hội hồng hạt ở cổ eo 74 á chị. À rồi, em biết rồi, cái đầm như này nè, đâu hết rồi chứ. Vừa em nói là có một cái mà. À hết còn hả? Đây đây đây, rồi rồi rồi, em chốt cho chị Hoài Thu một cái. Đây. Đấy. Đây bỏ lại đây. Đo là đeo, đo là eo, cái phần eo này là chị này, một cái đầm á. Họ mình lúc nào là mình cũng phải đo cái phần mà nhỏ nhất. Đây này, thì nó mới chính xác được. Đó. Thì ở đây nó có cái bảng ở đây này, thì mình sẽ đo cái phần này nha các chị nhá, chứ không phải đo ở dưới này đâu. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi xuất sắc luôn. Đo lại giúp chị lần nữa nè. Đấy, đo là đo phần đây này các chị này. Đó. Lúc nào mình một cái đầm nó cũng phải đo chỗ nhỏ nhất thôi. Mới ấy được chứ các chị. Rồi. Rồi, eo 74. Dạ chị. Dạ, cái này là eo 74 chị nhá, eo 74. Còn dưới rốn của mình ở dưới đây này các chị này. Đó, cái này nó là dưới cái phần chân ngực của mình. Cái mẫu này nó thiết kế á, dưới cái phần chân ngực nha. Đó, đẹp lắm. Cái này là eo 74 là ok la vừa hết. Này, em chốt cho chị cái đầm này nha. Đầm này nó ôm eo đẹp hết rồi đó chứ đâu còn nữa đâu. Ôi, đâu còn đâu mọi người ơi. Rồi, cái này của em là màu xanh đậu. Màu xanh đậu size dưới 60kg keo. Còn chị thấp 57kg giúp em. Trời ơi em bán có 99 tiền. Dạ ok chị. Ở khách nào lấy comment dùm em màu xanh đậu. Ở khách nào lấy comment dùm em màu xanh đậu nha. Ở khách nào lấy comment dùm em màu xanh. Xanh giúp em nha mọi người nha. Màu xanh. Tại vì em không có để vào trong đây này. Nói thì em để cái tên á, khách gì á thì đôi khi là mình sẽ biết được cái tên. Rồi màu xanh 75.000. Xanh 75.000, xanh 75.000. Cái áo gì đây? À áo hả? Rồi sale luôn cho các chị nó đi. Rồi áo 65.000 lúc đầu về đúng không? Rồi cái áo này hôm nay sale cho các chị size dưới 65kg mọi người ơi. Nhanh còn chậm hết, sale 45.000. Hàng này hàng 65.000 nha. Để em sao lỗ cho các chị luôn, 45.000. Chỗ cái áo nhũ đẹp dã man. Đẹp to, có hạt ngọc ở đây này các chị này, các chị thấy anh nhũ chưa? Trời ơi, nó xuất sắc luôn, có lớp trong lớp ngoài luôn nha. Đây này, đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em, sale xả luôn 45.000 cho các chị size dưới 65kg. To đùng. Đó, nhũ chị Nguyễn Hương. Em có màu vàng, màu đen có màu nha chị Nguyễn Hương ơi. Đẹp lắm, trời ơi, xả luôn 45.000 luôn. Vàng, đen, đỏ. Đây, ba màu. Vàng, đen, đỏ đúng không em? Lên hết màu rồi đúng không? Rồi, rồi. Lên hết màu chưa? Dạ, rồi, lên hết rồi chị. Rồi, màu vàng, màu đen, màu đỏ khách ơi. Sale luôn cho các chị 45.000, áo này 65.000 là bán nó quá rẻ rồi đó. Đó, áo này áo ăn đông nha. Này sale các chị 45.000. Rồi khách nào lấy comment dùm em, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, beo hết nha các chị nha, toàn màu beo không á. Đó, đẹp quá chừng luôn này. 45.000. Rồi chị em nào lấy màu gì chốt màu đó nhá. Đỏ này, màu xanh, màu vàng, ba màu áo nhũ đẹp lắm. Rồi. Xuất sắc luôn đó. Vàng, đen, đỏ. Chị Nguyễn Hương lấy màu gì chị ơi?
Chị Nguyễn Hương lấy màu gì? Màu vàng, màu đen, màu đỏ 45 tiền. Vàng em chốt cho chị Nguyễn Hương nha. Đây vàng beo này 45 ngàn, sửa giá đi giúp chị đi. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng, màu đen, màu đỏ này 45 ngàn. Áo này 65 ngàn đó các chị. Áo rồi về bán 65 ngàn đó, đó là hàng sale rồi á. Ồ trời ơi, chứ mấy cái mẫu này các chị mình ra ngoài xương xương 150 một áo. 150 một áo á các chị. Ôi ôi chứ làm gì có áo là mấy chục ngàn mấy cái áo này. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu vàng, màu đen, màu đỏ nha, 45 ngàn. Chốt thì cả nhà mình ơi, áo nó mặc nó mát rượi luôn. Áo mặc mát rượi luôn đó khách. Rồi khách nào lấy comment dùm áo ngực đen size nhiều đấy. Rồi cái này của em là áo áo ngực đen còn cái size 34. Đẹp ha các chị ơi. Xuất sắc luôn này. Trời ơi cái này sang đẹp lắm. Em nó có cái bạn ở đây nè các chị. Bạn này mình mặc dạ hội á. Rồi khách nào lấy comment dùm em nha. Bữa trước em bán cái áo này 50 ngàn này. Này sale cho các chị 35 ngàn luôn đi khách ơi, sale 35 ngàn. Trời ơi cái này mặc đi tiệc thì ok la đẹp lắm. Cái bạn nó thiết kế ở đây nè. Đó. Rất là xuất sắc có cái bạn này. Nhiều khi mình mặc mấy cái áo hở lưng á các chị. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen size 34, 50 ngàn sale các chị 35 ngàn. Cái này size 34 nha mọi người nhá. 34 có 2 cái. Rồi khách nào lấy comment dùm em cái phong này đi tiệc này, nâng ngực cực kỳ luôn. Cái này kiểu bàn tay này. Đó. Rồi khách nào lấy comment dùm em mút giày 3 phân nha. Cái này mút giày 3 phân. Rồi 34 này em 36 còn muốn mang vừa luôn đó trời. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu đen size 34. Đó. 35 ngàn một áo. Khách nào lấy comment nhanh giúp em kiểu này kiểu nâng ngực nhá. Đó kiểu bàn tay này. Đó. Đen 34 chị Rút xem Nguyễn 35 ngàn còn cái nào không? Còn đây còn một cái duy nhất này đó chị Xuân Trang Nguyên lấy hai cái luôn đi, mình mang size 34 mình lấy luôn hai cái đang sale á. Tại mẫu này bữa trước bán 50 ngàn này. Đây này đẹp lắm, cái form này nâng ngực thì thôi rồi rất là dễ thương luôn đó, đang dây đằng trước này đó. Rồi còn cái size 34 lấy luôn hai cái thì trời áo ngực thì mặc này. Ngày nào cũng mặc rồi đó. Chị em nào lấy comment từ em size 34 còn cái nữa nhá, size 35 ngàn còn nữa không, còn nữa không? Đây chị Thu Hà lấy hai cái hả? Đây còn cái hả? Để từ em kêu bé nó mang ra em sale cho các chị. Rồi đem chị Thu Hà sale lại chị. 35 ngàn. Rồi cái quần này của em là cái quần mặc đầm nha các chị nha, quần mặc đầm nha. Size này của em là size dưới 55kg này, còn cái này. Rồi sale cho cả nhà mình cái quần này 25 ngàn. Quần mặc đầm còn rớt lại một cái này. Rồi khách nào lấy comment giùm em quần 25 ngàn nha khách nha, quần 25 ngàn. Rồi lên quần giúp em với cả nhà mình ơi. Đó, chị nào mình hay mặc đầm ngắn, đầm dài, nói chung là mình mặc mấy cái quần này thì ok la rồi. Đó, có một cái ta. Quần cho chị bỏ ra 25 ngàn. Có size 36 không em? Để em tìm coi. Chắc có. Đây, 36. Đây, 36 có mấy cái đây. Ê, 36 này chị Hồng Hoa ơi. Xeo đại cho các chị. Ồ, toàn 5-60 ngàn không? Rồi mấy cái này toàn bán 5-60 thôi. Rồi xeo cho các chị 35 ngàn. Em sale xong chắc em cũng không về áo ngực của em nằm biếng bán lắm thật sự luôn đó các chị. Size này size kia, ôi trời nó cứ lộn xộn cái lên. Rồi cái này size 36 có 3 cái. Rồi 50 ngàn sale luôn nhá, sale luôn 35 ngàn đi các chị ơi. Ôi cái vải su á, cái chất ở ngoài nó là su này, đẹp lắm. Hàng này hàng cao cấp đó các chị ơi. Rồi khách nào lấy comment dùm em size 36 này chị Hồng Hoa ơi. Đấy, size 36 em có 4 cái. 36 chị Đích Loan cái sale hết 35 ngàn khỏi cần ghi. Đó. Mai có thể nhớ áo ngực 35 ngàn nha chị. Đừng có nhớ giá cũ nha. Để chốt các chị 50 ngàn, các chị chửi chết á. Ở chị Hồng Hoa một cái 35 ngàn. Rồi, em còn hai cái size 36. Đây 36 luôn em. Yeah. Em còn hai cái 36 nữa này. Cái màu này của em là màu xanh đen nhá. 36 cho chị Thu Hà một cái này. Chị Thu Hà nữ. Rồi, cho chị Phương Ngô thì Bích Phương 36 luôn. Rồi hết 36 màu xanh đen rồi các chị. 36 màu đó đi. Rồi, bây giờ em còn màu hồng ruốc 36, hết màu xanh đen 36 rồi. Rồi cái này của em là hồng ruốc 36 nha mọi người nha, hồng ruốc 36. Ủa cái màu xanh đen. Màu xanh đen. Ừ, màu xanh đen. Rồi màu hồng ruốc bên còn hồng ruốc 36, comment hồng ruốc xanh đen hết rồi. Rồi lên hồng ruốc 36 nhá. Đây này hồng ruốc 36 còn có 5 cái. Rồi lên hồng ruốc 36 nha, hết là Nhi Võ ơi, Kim An chuyển qua hồng ruốc nha. Trời ơi, sale hết cho các chị, mình còn có 35 ngàn. Ui là trời ơi, cái áo nó đẹp lắm, cả nhà ơi. Lưng ngực quá trời có đất luôn. Chị nào mình thích mặc mấy cái mẫu lưng ngực thôi, chốt đúng mẫu luôn đó cả nhà mình ơi. Cái hàng này nâng ngực nhiều lắm nha. Đó, rồi khách nào lấy comment dùm em mà hồng ruốc size 36. Hồng ruốc size 36 này, cái bạn đằng sau này, nó nhỏ xíu à. Đó,
cái chất của nó ở ngoài là su nha mọi người nhá. Rồi lên Hồng Giúp 36 giúp em 35.000. 50.000 em sale còn 35.000 thôi. Chốt chị Thu Hà một cái. Còn có mấy cái à? Rút dây có 36, rút dây chắc em hết rồi quá. Để coi còn. Chị Thu Hà này. Rồi Hồng Giúp này. Rồi có chị em nào lấy Hồng Hồng Giúp nữa không mọi người? Hồng Giúp 36 sale 35.000. Ờ chốt đi cả nhà mình ơi, đúng sai mình lấy đi các chị ơi. Chứ cái hàng này các chị mua mắc lắm á cả nhà mình ơi. Hàng cái kiểu là kiểu bàn tay này các chị này. Đó, ở ngoài nó là cái chất su nha. Đó, mà các chị mình thảy vô máy giặt thoải mái luôn. Nó không có bị giãn giống như kiểu là mấy cái hàng thường. Hàng này nó xịn lắm, vải su là chị nào xài là biết à. Rồi lên màu Hồng Giúp giúp em nhé, Hồng Giúp 36. Đó xả hết 35.000 đó. Ôi, bán mua ở đâu một cái áo lại 35.000. Ôi. Rồi khách nào lấy comment giùm em Hồng sai nhá, còn màu cho. Rồi cái này Hồng Giúp 36 này. Rồi, cho em một cái đi. Một cái thôi hả? Rồi cái này của em là màu xám ghi, màu xám 36 có một cái duy nhất. Có màu đen không? Rồi có. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám 36 này mọi người ơi. Đen 36. Màu xám 36 có một cái, chị Thu Hà lấy luôn không chị Thu Hà ơi? Một màu xám còn cái à? 36 nhá. Đó. Rồi các nhìn này, nhìn cái quả ngực có đẹp không? Rồi ôi tròn quay luôn. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xám không? Đúng là đi coi là nhiều cái nó bè ra nó không có đẹp. Cái này nó làm gọn quá trời luôn này. Rồi lên màu xám giúp em nha mọi người nhá. Màu xám. Trời ơi gì mà cười trời. Rồi lên màu xám giúp em 36. Màu xám 36 mọi người ơi, lên xám giúp em nhá, 35 tiền. Rồi lên màu đen. Màu đen là dễ mặc đó cả nhà. Rồi màu đen này có size. Còn 34 không chị Thu Hà hỏi. 34 là em nghĩ là nhiều quá chứ. Rồi đen này là size gì á Thảo ơi? 36 chị. Rồi đen này 36 nha mọi người nhá, đen 36 đây. Rồi màu đen là cái dễ mang nhất rồi, em cũng thích mang màu đen nữa. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá, màu đen. Rồi lên màu đen giúp em, đen 36. Đây chị nào 36 lấy luôn màu đen đi cả nhà mình ơi. Đen 36, 35 tiền. Đó. Rồi lên màu đen giúp em nha cả nhà mình nhá, màu đen 36. Đen 36 cả nhà mình ơi, đen 36 này. Khách nào lấy comment giùm em đen 36, kem 36 luôn. Đó, màu kem cũng 36 nha. Rồi chị em nào lấy màu kem chút kem luôn giùm em này, kem 36 lại 35 tiền. Đó, màu đen là màu kem là dễ mang rồi. Cái này màu trắng kem này đẹp quá trời luôn. Rồi khi nào lấy comment giùm em màu đen màu kem nha các nhá. Màu đen màu kem. Đen 36 á chị ạ. À? Nhi Võ, đây đen 36 em này, 35 tiền cho chị. Lấy luôn màu kem đi Nhi Võ ơi, lấy luôn màu kem đi, kem cũng đẹp quá trời luôn. Đó, màu này thì các chị mình mặc áo màu gì cũng được này. Nó đồng với da mình á, dễ mang, màu này coi vậy mà dễ mang. Rồi, cái nào lấy comment giùm em màu kem có 38 luôn hả? Ừ. Rồi, lên 38 cho các chị đi các chị nghe. Chị mấy chị khách nhà mình ra phần 38 nhiều á. Cái màu đỏ nhưng mà cũng có màu đỏ. Ừ. Có 34 thôi. Thêm kem 36 chị Nhi Võ rồi. Rồi đỏ lên 34. Đây chị nào mình mang size 34. Ồ cái mẫu này mới nâng ngực đã, dã man đẹp luôn này khách ơi. Đây là mẫu này này, đẹp lắm. Đỏ đây mấy cái? 45 cái. Size 34 thôi hả? Đúng rồi. Đỏ 34 có chị nào mình mang size 34 không cả nhà mình ơi. Ôi ôi đẹp dã man đẹp luôn, màu này. Xuất sắc. Rồi cái này đỏ 34 nhá. Chị Thu Hà có lấy đỏ 34 không chị ơi? Chị Thu Hà lấy một cái đỏ 34. Rồi, có chị nào mặc size 34 chốt liền túi zip nha mọi người nhá. Túi zip nha. Đó. Trời ơi, 35.000. Bữa em bán 50.000 nó rẻ lắm rồi mọi người. Bữa em bán 50 là rẻ lắm rồi đó. Trời ơi, hôm nay sale có chị 35 tiền. Đẹp quá trời luôn. Rồi lên màu đỏ toàn là mẫu lưng ngực thôi cả nhà. Là mẫu lưng ngực thôi. Chất ngoài của nó là su nha mọi người nha. Su nha. Đó. Rồi lên màu đỏ giúp em này, đỏ 34. Có lấy thêm nữa không chị Thu Hà không? Đẹp á. Màu đỏ này 34 có ít nha. 34. Rồi có 38 không? Dạ. Đây có 38 luôn. Các chị nào mình mang 38 em chốt luôn này. Theo 35.000 đồng giá một kem đây rồi lên màu. Dạ mai bên em mới chốt đến đơn của ai thì có gì mai bé mấy bé nhân viên sẽ đọc đơn của chị Phương Bình rồi xem còn không nhá, tại ngày bán thì không có coi tin nhắn đó chị. Rồi cái này màu ruốc size 38, đây chị nào mình mang size 38 chốt liền giúp em màu hồng ruốc này. Màu ruốc này đẹp nha. Đấy, ruốc size 38 này cả nhà mình ơi, đồng giá 35.000 luôn. Theo các chị 35.000 luôn. Rồi chị nào mình đang ít đơn thì mình gom đơn giúp em nhé, màu hồng ruốc. Ruốc này của em là size 38. 38 là có màu gì size 38 đó nè em? Màu gì nữa?
Rồi 38 màu ruốc 38 chị Nguyễn Hương cái này. Nguyễn Hương. Màu ruốc 38. Rồi có chị em nào lấy màu ruốc nữa không mọi người ơi? Ruốc size 38. Đây còn hai cái. Ruốc size 3. Hả? Màu ruốc tím. Đấy cái đó là tím. Ừ. Cái này ruốc em còn hai cái. Trời ơi, chị Nguyễn Hương mặc vừa để lấy ba cái luôn chị ơi. Ba cái đi mặc từ từ hết. Rồi cái này màu ruốc size 38. Rồi kem size 38 nha khách nha, kem 38 này. À, có chị nào lấy comment dùm em ruốc 38, kem 38. Rồi lên tím, lên cái bịch tím này. Rồi tím này, cái này màu tím nha, tím ruốc nha. Đó. Ruốc 38 chị Uyên Phạm. Rồi ruốc 38 lấy chị cái rồi đúng không? Cái còn một cái ruốc thôi mọi người. Em còn một cái ruốc à. Đi cái khác đi cho chị. Ruốc 38 chị Uyên Phạm lên cái. Đây này, cho chị Uyên Phạm. Kem chị Phạm cần 38. Kem đây. Đây kem này. Rồi kem 38. Tôi đang có hạt. Kem mà chị không cần 38. Rồi khách nào lấy kem trước kem dùm em nhé. Đây kem còn nữa nhé. Màu kem tím 38. Màu này màu tím ruốc chứ không phải tím hẳn nha. Không phải tím cà đâu nha. Có ba cái màu tím này. Tím này tím ruốc đó mọi người. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Tím này tím nhạt nhạt đó. Đó. Rồi lên tím giúp em nhé. Tím 38. Có ba cái. Còn có ba cái. Rớt lại ba cái à mọi người. Rồi lên tím giúp em này. Tím 38 chị Uyên Phạm cái này. Cái này 38. Rồi khách nào lấy các chị thích mấy cái mẫu này nè. Với chị nào hỏi là rút dây nè. Rồi khách nào lấy comment dùm em tím 38 em còn hai cái mọi người ơi. Ủng hộ em mỗi chị một hai cái cho hết thì các chị ơi 35 ngàn rẻ lắm rồi. Trời ơi rẻ lắm rồi các chị ơi. Rồi lên màu tím dùm em nhá, màu tím 35 tiền. Tím 35 tiền. Rồi lên tím liền giúp em này, tím còn hai cái. Đó, tím ruốc á. Rồi, đen 38 luôn hả em? Rồi đen đây, đen truyền thống của các chị đây, đen 38. Đấy. Màu đen thì đa phần là chị nào cũng thích xài màu đen. Rồi lên màu đen giúp em đen 38 nha các chị ha. Đấy, còn màu đen 38 này. Rất là dễ thương luôn khách ơi, đó. Rồi lên đen 38 giúp em mọi người ơi, đen 38, đen 38 còn cái màu đen nữa thôi. Em còn màu đen nữa thôi cả nhà mình ơi. Rồi có khách nào lấy comment nhá. Đấy kiểu bàn tay này, 35.000. Nâng ngực nhá, mút giày 3 phân. Cái này mút dày 3 phân nha mọi người nhé. Rồi lên đen 38 giúp em thì cả nhà mình ơi, hàng xịn mịn đẹp. Đó, đen là chị Nguyễn Hương 38. Có chị nào lấy đen nữa không mọi người? Có chị nào lấy thêm đen không? Đen chị Nguyễn Hương này 35 tiền. Đen 35 tiền. Một cái mẫu này đẹp này nha. Ui trời ơi, mã 1 nè khách ơi, nhanh tay nẹ chân. Trời ơi, mã 1 size 38. Mã 1 size 38 phải nói là cái mẫu này là siêu chuẩn đẹp nha. Đen 38 chị Như Võ, mẫu của lẫy từ đây đây 38. Rồi, Như Võ. Đây. Rồi lên mã 1 giúp em nha, mã 1 nha, size 38. Cái mẫu này thì của em á thì dành cho các chị mình không có thích mặc mút nha mọi người nha. Không có thích mặc mút á, mình mặc ở nhà cho nó thoáng nó mát này, đây này các chị này. Đó. Cái này là không có có phải là mút dày nha. Đó, cái này là mỏng. Đó. Rồi nhiều khi mình về nhà các chị đó, mình mặc mấy cái mẫu nào cho nó đỡ bị hầm á, cái này nó thoáng này. Đó, nó có mấy cái lỗ ở đây này. Đó, đó cái này mắc tiền lắm á các chị ơi, 180 mấy ngàn cái á. Rồi túi zip này. Đó, họ bán để giá niêm yết là 168 ngàn. Rồi khi nào lấy comment giùm em mã 1 nha, mã 1 này. Đó. Mã 1 giúp em khách ơi, mã 1 35 ngàn. Đó, khách nào lấy comment giùm em này. Ồ nó phối ren dưới này các chị này. Đó. Rồi lên mã 1 giúp em nhá, mã 1 thoáng mát. Rồi mã 1 giúp em 35 ngàn. Mã 1 35 ngàn. Rồi khách nào lấy comment giùm em mã 1 đây, mã rút dây đây. Hả? Size 38. Rồi cái này của em là mã 2. Mã 2 là size 36, mã rút dây. Đây vừa chị nào hỏi em là còn cái mã nào rút dây không? Đây mã số 2 giúp em. Còn con cái em. Đúng rồi. Mã 2 này em còn con cái size 36. Mã 2 này em còn cái size 36 này, cái này mẫu rút dây này. Đó. Rồi comment giùm em mã số 2 nha, mẫu lưng ngực nha mọi người nha. Mã 2 cho chị Hồng Hoa, con cái chị Hồng Hoa rồi. Cái chiếc dây đó còn con cái à. Mã 2. Mã 2 hết rồi chị Thu Hào ơi, có một cái thôi. Nhớ là có mấy bao. Như vậy mấy bao. Đây để em tìm thêm chiếc dây này còn. Tại vì cái bao chiếc dây được của Thuận á. Nên là chiếc dây chị nghĩ là sẽ còn. Mã 1 có màu nhạt không? Màu nhạt là màu gì chị? Thì nãy giờ nó có màu đen, màu đỏ, màu kem á. Rút dây còn nha. 3236 cho chị Thu Hà một cái.
đây mang 34 đây. Rồi, cái này của em là mã số 2, em có size 34. 34 mọi có người ơi, không có 36. Ai, rút dây em có size 34 nha. 34 thì em có màu đen, em có màu kem. Cái này mình comment mã 2 giúp em. Mã 2 có đen và mã 2 có kem là size 34. Hàng này là 168.000 một cái. Trời ơi, nó rất là mắc hàng rút dây. Đó, thường thường các chị em mình làm mình mang size 34 là ngực mình cũng nhỏ nhỏ rồi nên mình xài mấy cái mẫu dây này nó sẽ lưng ngực nha mọi người nha. Rồi lên mã 2 giúp em nha. 36 hết rồi, đăng Thị Niên ơi. Rồi 34 cho màu đen chị Thu Hà. Đúng cái luôn trời. Thôi có đúng cái luôn, 34 cho chị à. Thông hơi màu kem 38 chị Trần Mai. Đây. À cái thông hơi vừa lấy á. Cái thông hơi màu kem á, ừ. 238 nhớ không? Không có mút á. Nhớ chị, hình như em đem không. Rồi, cái này của em là 34, nó có màu kem nữa. Đó, trời ơi, hàng này các chị này. Ôi, 168.000 cái. Đó, đây chị Trần Mai, màu kem mà em. Cái này màu đen rồi. Chị lấy màu kem, em đưa chị cái màu kem thôi à. Đây, trời ơi, chị Thu Hà ơi, lấy màu kem đẹp quá chị ơi. Xuất sắc ha mọi người. Rồi, khách nào lấy comment giùm em. Các chị nghĩ đến 168.000. 168.000 một cái áo ngực. Đó, thì nó phải là rất là chất lượng rồi nha mọi người nha. Các chị thấy không? Cái giá 168.000 không các chị? Đó, đây em cho các chị mình coi cái logo của nó bên trong này. Thấy không? Ôi ôi, hàng này không mua gì các chị ơi. Rồi, màu kem. Chốt đó chị đăng nên màu kem này. Túi là túi zip nha. 168.000 cái đó. Giờ mình sở hữu bao nhiêu? 35.000. Trời ơi. Rồi, kem 36 không có ạ. Đăng Thị Niên á. Rồi, cái nào lấy kem chị Thu Hà một cái. Rồi, 34. Cái này của em đen 36 có không? Dạ không. Không có hả? Tại vừa em rút nên là có cái gì đó. Rồi, cái nào lấy comment dùm em. Em còn đen 34 nữa nha mọi người nhá. Đây, cái nào lấy comment dùm em này. Kem 3 cái size 34 chị Bảo ra. Trời ơi, cái này 168.000 đó chị Bảo ra. Ôi, hàng xịn lắm. Đây, 3 cái chị Bảo ra một cái này. Rồi, khách nào lấy 34 không em? Đúng rồi. Rồi, em kem 34 em vẫn còn nha mọi người. Có cả màu đen đây, lấy đen đi cho các chị chốt nè. Rồi, đem rút dây 34 em còn một cái nữa này. Kem chị Nguyễn Hương. Nguyễn Hương. Đây có màu đen này. Còn kem em còn nha, đen có mấy cái? Đen một cái hả? Rồi, đem 34 em còn một cái nữa này. Đó, rút dây nha mọi người nhá. Ôi ôi, 168.000 các chị ơi, hôm nay mua có 35.000. Ôi quá là bèo luôn. Kem 34 em có rồi, em có lấy thêm không? Lấy thêm đi đăng Thị Niên ơi. Trời ơi, lâu lâu săn được cái hàng mà hàng mắc tiền mà mình mua giá rẻ chốt thêm đi. Áo ngực là mình mặc hàng ngày rồi. Trời ơi, nó đâu có như kiểu là áo kiểu đầm với các thứ đâu. Áo ngực là mặc hàng ngày rồi. Mua mấy cái cùng màu cũng được hết. Đó, mình mặc hư cái này mình lấy cái khác mình xài. Cho chị Bích Phương cái này. Mấy cái loại rút dây như này này nó nâng ngực dữ lắm mọi người. Nó nâng ngực đẹp lắm. Rồi, có chị em nào lấy kem 34 comment nhanh giúp em nhé, 168.000. Em còn cái đen 34. Em còn cái đen size 34. Các chị em lấy kem rồi lấy thêm cái đen nữa này. Đen còn cái à. Rút dây nha mọi người. Áo rút dây này. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu kem màu đen. Đẹp quá. Áo sợi nó là xuất sắc luôn. Có mẫu này nữa rồi. Có mẫu không? Rồi, khách nào một bao đấy còn mẫu thôi ta. Không nhiều. Bông qua rồi. À, vậy hả? Lên đi. Rồi, khách nào lấy còn qua mẫu nha. Màu kem màu đen khách ơi. Màu kem màu đen 35 tiền. Ôi, nó xịn quá nhờ. Ôi, nó xịn lắm luôn đó mọi người ơi. Tiền nào của đấy. Mẫu phải nói siêu xịn luôn. Qua mẫu nha. Em đen 34 rồi, mẫu lại qua luôn đi. Có cái này size nhiêu đây? 34 luôn. Màu đỏ 34. Ai. Trời ơi, cái này cũng đẹp, dã man đẹp. Cũng 168.000 cái. Màu đỏ size 34. Cái này đỏ là em có được 4 cái thôi nha mọi người. Em mặc 36, 34 nên mua thử cái. Rồi, cũng được nữa. Rồi, đây đỏ là size 34 nha mọi người nhá. Đỏ là size 34. Đấy, trời ơi, cái hàng này nó đẹp thiệt sự luôn. Em thì nói thật sự là em mang size 36. Đây, chứ cái mẫu này em ưng lắm luôn đó mọi người ơi, đẹp chưa? Su nha, chất su xịn đẹp phối bông nha. Đó, rồi cũng 168.000 cái đó. Ồ, đâu có rẻ đâu. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu đỏ 34. Đỏ size 34 nha. Đấy, kiểu rất là đẹp luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em này. Đó, 35.000 áo, sale các chị 35.000. Rồi, khách nào lấy comment dùm em đỏ nhá. Đỏ size 34.
Rồi có chị em nào lấy comment giùm em đỏ này, đỏ size 34 giúp em nha. Rồi em qua mẫu này, rồi vứt ra ngoài giúp chị. Rồi đỏ size 34, rồi cái này bông. Lẻ không có. Rồi bông. Đúng rồi. Bông size nhiều. 34 luôn hết. Cái đó 34. Rồi, cái này là lẻ một cái này. Rồi cái nào lấy comment giùm em bông. Bông size 34. Đó, có chị nào mình thích bản to này. Đây cái này bản to nha các chị ha. À, trời ơi, đẹp ha. Rồi cái nào lấy comment giùm em bông size 34. 35 ngàn một áo, sale 35 ngàn thôi. Rồi khách nào lấy comment dùm em bông size 34 mọi người ơi, con cái à các chị ơi, bông size 34. Chị nào thích mặc bản to thì mình lấy cái này ha, bông tím này, xinh quá chừng luôn đó. Các chị mình mua cùng cái áo ngực này, các chị mình mặc cùng mấy cái đầm bông á các chị. Rồi hợp tông luôn. Rồi khách nào lấy comment dùm em nhé. Đây bông size 34. Rồi cái này beo nha, beo size 34 luôn. Con size 36 không? Khách nào lấy comment dùm em này, màu xanh size 34. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh beo nhá. Trời ơi bản bự quá trời luôn này. Đó. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh size 34 này, 35 tiền. Đẹp lắm luôn đó cả nhà ơi. Xuất sắc ha. Rồi, khách nào lấy comment giùm em màu xanh. Rồi cái này của em kem 34 luôn. Kem 34. Trời ơi toàn lại mắc tiền không á các chị ơi. Toàn lại mắc tiền luôn. Cái này chắc 36 em ơi. Cái này 36 chứ không phải 34 đâu, to lắm. Rồi cái này chắc 36 á mọi người ơi. Ồ cái này kem 36. Kem 36 chứ không 34. Rồi cái này kem 36 nha mọi người. Hèn chi mình mặc size 36 mình nhìn vô mình biết hàng liền nè. Rồi cái nào lấy comment giùm em. Cái kem này size 36 nha mọi người nha. Kem này 36 không phải 34 nha. Rồi cái nào lấy comment giùm em. Kem này nó phối ren này, đẹp quá. Rồi cái mẫu này là quá đẹp luôn đó mọi người. Kem 36. Rồi lên kem 36 giúp em nhé, 35 ngàn một áo. Rồi cái nào lấy comment giùm em màu kem. Rồi cái này của em là màu xanh bơ này, vàng bơ chứ. Đây cái này nó như cái ba la đó. Rồi kem chị Phi Anh này, 36 này. 36 chị Phi Anh này. 36. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá. Cái này như cái ba la luôn đó mọi người. Đây này. À. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhá. Đẹp quá trời luôn, màu xanh. Cái này hàng Quảng Châu. Ồ cái này hàng Quảng Châu. Cái này size 36. 36 à chị Thu Hà ơi. Cái màu xanh bơ này size 36. 36 nha cho chị Thu Hà. Hết pin à, Thu Hà, chị Thu Hà 36. Rồi cái đấy là em, cái đó là em hết. Rồi còn gì nó mang đây? À, màu xanh 36 còn không? Xanh vừa lấy chị Thu Hà lấy cái xanh bơ á. À có một cái thôi chị Uyên Phạm. Ôi hết rồi. Rồi cái nào từ từ để em share cho các chị mình cái áo. Cái gì ta? Cái áo cho các anh. Đây đây đây, chờ em tí các chị. Đây đây đây. Đây để em share cái cục áo nội trộn này cho các chị này, áo cho các anh, áo cá sấu này. Áo bữa em bán 75 ngàn á. Hôm qua chị sale 65 ngàn. Chơi lớn cho các chị luôn. Để cho nó hết cái đống này đi. Rồi màu trắng này của em là size 3X. Cái này size 3X cho anh em nào size 70kg. Hôm nay sale chơi lớn 59.000 nha. Ồ sốc chưa các chị? Quá sốc luôn á. Rồi khách nào lấy comment dùm em trắng 59.000. Đây là còn nội sụn size. Còn mỗi mẫu còn khoảng 2-3 cái size thôi. Rồi lên trắng giúp em nha. Chị không lấy bơ hả? Về chốt cho chị Uyên Phạm cái bơ của chị Thu Hà. Còn 38 lấy chị thêm cái nữa hết rồi. Hết 38 rồi như võ ơi. Rồi trắng 3X. Trời ơi lần đầu tiên mà em bán các chị ơi. Chưa bao giờ mà em bán thun cá sấu cho các anh mà 59 ngàn. Nay em chơi lớn với các chị luôn. Rồi trắng chị Phi Anh cho cô Phi Anh này 59 ngàn. Đó còn nội sụn sai nha. Rồi có màu xanh 3X này chị Phi Anh ơi lấy luôn ha. Cái bông 3 to không em? Dạ không, cái bông đó size 34 rồi chị. Size 34 rồi chị Hồng Hoa rồi. Rồi khách nào lấy comment nhớ nha. Cái áo này đang sale các chị 59 ngàn thôi cho các anh đó. Rồi cái này của em là màu xanh này. Màu xanh 3X. 3X 70kg cho anh em. Nên màu xanh giúp em nhé, 59 ngàn áo cá sấu. Rồi khách nào lấy comment giùm em màu xanh này. Đó màu xanh nha. Đó 59 ngàn đẹp lắm. Trời ơi nên xanh liền giúp em đi cả nhà mình ơi, 59 ngàn. Cái đó là màu xanh lá size 70kg. Rồi đây em có màu xanh ngọc 70kg luôn này. Đó em có cái xanh ngọc, còn một cái xanh ngọc duy nhất thôi 70kg. Rồi khách nào lấy comment dùm em 59 ngàn nha. Chốt nhanh tay mẹ chân nha các chị nha. Tại vì cái hàng cá sấu này em không có về hàng nữa đâu nha. Đó cái hàng nào mà em sale xuống rồi là nó không có về hàng. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh ngọc này. Xanh ngọc 59 ngàn. Size này của em là size 3X cho anh em nha. Áo 75 ngàn sale 59.
Rồi, nên màu ngọc nha, khoác phía sau như em. Khoác phía sau của em là 65 ngàn. Màu trắng thì kim sang châu 3X. Hết rồi, còn hết. Còn 2X, 3X còn. Không, còn có cục này à. Đây, 3X màu trắng. Rồi, chốt đó chị kim sang châu một cái đi. Rồi, rớt lại cái hả? 59 ngàn, sửa giá đi giúp chị này. 59 ngàn. Rồi, cái này của em là màu ngọc nha, ngọc 3X. Ngọc 3X size 70kg, nên ngọc giúp em được cả nhà mình ơi. Ngọc là em còn size 70kg. À, còn size gì nữa? Đây này, đây màu này nè. Đúng rồi, rồi khi nào lấy màu ngọc nha, size 3X nha mọi người nha. Đó, chị nào mình đang chốt size 3X thì chốt này. Đó, size 70kg, 3X là size 70kg, 59 nha. Rồi lên liền giúp em, cái này là size 1X, là size 65kg. Rồi đây size 65kg màu đỏ, khi nào lấy comment dùm em đỏ 59 nha. Rồi khi lấy đỏ, chiếc đỏ dùm em nha, chờ một cái màu ngọc của chị bảo ra một cái. Rồi cứ thấy bỏ đây đi. 59 ngàn các chị. Đừng có lộn vô cái áo 89 ngàn nha. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu đỏ nha. Màu đỏ này của em là size 65kg. Màu đỏ này size 65kg CK này mọi người ơi. Nên đỏ giúp em còn cái à. Đỏ CK là chữ còn cái à. Rồi size này size 1X. Rồi size này là cho anh em là 60-65kg Okinawa vừa nha mọi người nhá. 59 tiền. Rồi lên màu đỏ giúp em này. Màu đỏ 59 tiền. Rồi xanh đen này 2X. Xanh đen này 2X 68kg. Đỏ chị Thi Hằng Đào. Ở 59 ngàn. Bây giờ có đơn hay sao? Rồi khi nào lấy comment dùm em xanh đen 2X 68kg. Rồi khi nào lấy comment dùm em xanh đen 2X nha mọi người nha. Xanh đen 2X này. Lên liền giúp em nhá. Nó còn nội trụ sai nên em lên từng cái một này. Rồi xanh đen 2X 68kg. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh đen. Xanh đen chị Thi Hằng Đào luôn 68kg. Đây. Chị Thi Hằng Đào được hai cái này. Rồi cái này của em là trắng. Trắng 65kg. Đẹp ha. Màu trắng hay đẹp này, còn cái trắng nào nữa không ta? Có bên đây. Trắng này viền 2X. Viền bo. Rồi, trắng này của em là còn một cái size 65kg, xanh đen 2X. Đâu có còn nữa đâu hả? Đây là trắng xíu, bên trong kia. Đây là trắng xíu, nó còn nhiều đây. Rồi, màu trắng chị bỏ ra này, nó màu trắng này. Đó, còn cái trắng nào không? Trắng nó hết hả? Trắng size to 2X. Trắng 65kg, dạ chốt rồi, chốt cho chị 65kg rồi. Rồi, trắng size 2X 70kg. Rồi, lên trắng 23X giúp em này. Trắng 2X nha. Trắng 2X này khách ơi, trắng 2X 70kg. Rồi, khi nào lấy comment dùm em trắng 2X 70kg này. Đó, còn cái. 2X em còn cái. Rồi, khi nào lấy comment dùm em này trắng 2X còn cái này. Rồi, 59 ngàn. Mua về cho các anh đi các chị ơi. Trời ơi, cái áo mà có 59 ngàn một áo là mua đâu các chị. Cái này là sale, em còn sale dưới cái giá em nhập vô cho các chị luôn á. Rồi lên màu trắng giúp em này, màu trắng 2X này. 1X. Rồi, cái này là trắng mẫu đủ. Khác rồi. Rồi lên màu khác đi. Tầm 59k hả, em không biết còn không nữa. Để tối em lên. Rồi, cái này của em trắng 2X chị Uyên Phạm. Đây, trắng 2X đây, rồi. Rồi cái này xanh đen nha mọi người nhé, xanh đen này size 60kg, size LN nha mọi người nhé. Rồi comment dùm em màu xanh đen. Xanh đen này size 60kg, xanh đen 60kg CK này. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh đen 60kg. Rồi lên xanh đen giúp em mọi người ơi, xanh đen 60kg mặc bộ. Rồi lên xanh đen giúp em nha, đỏ size 60kg luôn. Đó, size LN là size 60kg nha mọi người nha, đó. Rồi có chị em nào người nhà mình có size 60kg thì chốt liền tay giúp em. Có cái xanh đen 60kg và đỏ 60kg này, 59 ngàn. Rồi khi nào lấy comment dùm em xanh đen và đỏ nha các chị nhé. Xanh đen màu đỏ 59 ngàn. Rồi khi nào lấy comment dùm em này, màu xanh đen màu đỏ. Rồi cái màu này của em là màu cà phê. Cà phê size dưới 60kg mọi người ơi, cà phê đẹp ha. Màu đỏ cho chị bảo ra size L này. Rồi cái này cà phê giúp em nha mọi người ơi, cà phê này size M. Cà phê thì size M, em đọc sai thôi nha mọi người nhá. Tại vì mấy cái áo này form nó chuẩn sai lắm. Rồi khách nào lấy comment dùm em cà phê size M. Nên các anh em ở nhà mặc size gì các chị cứ lấy size đó thôi cho đúng. Rồi khách nào lấy comment dùm em cà phê size M. Cà phê size M còn cái cho chị Uyên Phạm. Rồi cái này của em là màu xanh. Rồi xanh này size M luôn. Màu xanh này size M luôn. Chị Uyên Phạm có lấy luôn không này? Adidas nhé. Đó. Rồi lên màu xanh giúp em, cà phê hết rồi, hết đúng không em? Cà phê không còn cái nào luôn. Có lẽ đó. Rồi cái này nói chung nẻ nẻ không à, nên em sale cho các chị cho hết á. Rồi cái nào lấy màu xanh, xanh này size M. Xanh này size M, áo cá sấu nha mọi người nhá. Rồi lên màu xanh giúp em này, màu xanh. Xanh một cái nha. Xanh này em một cái nha. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh.
Rồi, cái trắng này của em còn hai cái trắng CK, còn cái size M và cái size 1X. Đó, giống nhau. Rồi, khi nào lấy comment dùm em màu trắng này, đẹp lắm. Trời ơi, trắng này em còn size M một cái, size 1X một cái. Đó, rồi, khi nào lấy mặc size gì lấy size đó nha các chị nha. 59.000. Trời ơi, các chị ơi, cái áo này mà sở hữu có 59.000 không chốt nhanh, tiếc lắm cả nhà ơi. Các chị mà mua áo này của em bên em nữa, giờ chị nào khách quen mua là biết rồi, hàng nó đẹp kinh khủng luôn. Rồi, khi nào lấy comment dùm em trắng size M và trắng 1X. Trắng size M và trắng 1X nha. Đó, này còn hai cái, hai size. Rồi comment dùm em nghĩ cái màu trắng là dễ mặc nhất, trắng dễ mặc. Rồi lên màu trắng giúp em nhá, màu trắng size M và size 1X. Ồ, cái màu trắng ghi size L này. Chị chỉ coi áo đen ở sau. Áo đen ở sau là áo gì? Áo khoác à? Đây đây, chờ em xíu này. Rồi cái này của em là màu xám. Màu xám này size L này, chị Bảo Gia có lấy cái màu xám không? Cái size L luôn này. Màu xám đẹp này. Ồ, màu này quá tây luôn. Màu đẹp quá. Anh em nào mà thích mấy cái màu ghi ghi thôi á thì mình các chị lấy cho anh em màu xám này. Cái này các anh em lớn tuổi mặc cũng đẹp, mà trẻ mặc cũng được luôn. Rồi lên màu xám size L nha mọi người nhá. Rồi lên màu xám giúp em lên màu đi, lên size giúp em chị đi. Gấp xong. Rồi lên màu xám hoặc bỏ đây đi, bỏ cái cục đấy ở đây chị tự rút cho. Rồi cái này của em là màu coban nha. Đấy, bỏ cả cây vào đây, chị thích rút cái gì chị rút này. Xám size L chị bỏ ra này. Đây. Rồi cái này màu coban nhé, coban size M. Coban size M. Rồi lên màu coban giúp em nhé, coban này size M. Khách nào lấy comment dùm em này. Đó, 59.000. Size M nhá. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Đây cái áo màu đen, cái này là áo khoác. Cái này là áo khoác len nha chị Hồng Lê ơi. Có 65.000 cái thôi, đẹp xỉu luôn. Trời ơi, chị nào thích áo khoác phong ngắn ngắn thì lấy liền nha. Đẹp lắm. Size dưới 60kg đây, màu trơn rất là đẹp luôn này. Em còn có mấy cái, sáng nay mới về xong. Về lúc trưa đó. Cái này em bán dùm người ta này, đẹp lắm. Đó, chị Hồng Lê có lấy thì chốt nha. Lấy chốt chị ơi, đẹp lắm. Có 65.000 à. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh coban size M. Xanh coban size M, khách nào lấy comment dùm em nhé. Rồi đỏ size M còn cái nữa này mọi người ơi. Đỏ size M em còn cái nữa này, nát em phân ra cùng màu cùng một cục luôn đi. Để khi nêm cái là biết size gì luôn, đỡ phải tìm. Rồi đỏ. Không cái đó phân theo size rồi đó. Phân theo size thôi chứ không, ý là bây giờ màu theo màu luôn cũng được. Nên hết là hết luôn. Rồi đỡ phải nục từ cái này qua cái kia. Rồi cái nào lấy đỏ, đỏ size M nha mọi người nha, đỏ size M. Rồi lên đỏ giúp em cả nhà mình ngồi, đỏ size M, đỏ size M. 59.000. Rồi cái này nên một size to to xíu. Cái này của em, cái này cục về size M rồi. Rồi cái này màu đen size M này, cái này màu đen size M giúp em nhé. Rồi cái nào lấy comment dùm em đen size M, đẹp quá đúng luôn. À, 59 tiền khách ơi, 59 tiền. Rồi cái nào lấy comment dùm em màu đen nhé, màu đen size M nhé mọi người nhé. Đen size M 59.000. Ừ, cũng được nữa. Chút cho đủ màu xong đúng đấy đi. Rồi cái này của em là màu xanh lá size M luôn khách ơi. Màu xanh lá size M luôn này, cách nào lấy comment dùm em màu xanh lá nhé. Màu xanh lá size M đẹp quá trùng luôn. Đó, xanh lá size M 59 tiền. Rồi cái này của em là size 3X này, còn khoảng mười mấy cái thôi. Đây 3X đây. Xanh coban là size 3X này. Đấy. Rồi cái nào lấy comment dùm em xanh coban size 3X 70-75kg vừa nha. Cái này là size đại, size to. Anh em nào size dưới 70-75kg các chị chốt size 3X giúp em. Đó. Cái này 3X em còn khoảng mười mấy cái, khoảng 5-6 màu thôi. Rồi 59.000 một áo. Rồi khi nào lấy comment dùm em màu xanh coban 3X nhá. Đây em lên xanh coban chị Phi Anh này, 3X một cái. Rồi rút màu khác đi bà nội. Rồi cái này của em là màu xanh lá này khách ơi. Màu xanh lá 3X nhá. Đây xanh lá 3X luôn này. Đó. Chị Phi Anh lấy luôn màu này đi chị ơi, 3X á. Em đang lên cục 3X này. Xanh lá 3X này em có 4 cái. Xanh lá này 3X em có 4 cái, còn 4 cái thôi. Thế nào lấy comment dùm em nhé, màu xanh lá nhé, đẹp quá chừng luôn. À, xanh coban 3X còn không? Hết nha. Hết nha, chị biết hành Nguyễn Thị ơi, còn màu xanh lá thôi. Đây, còn xanh lá 3X là một này. Rồi, em còn màu xanh ngọc 3X, màu ngọc đẹp quá nhỉ. Ôi, ngọc đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, ngọc 3X này, trời ơi, cái màu quá lý tưởng luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em màu ngọc 3X nha. Đó, màu ngọc 3X, màu ngọc 3X. Rồi khách nào lấy comment dùm em này. Đó, 70-75kg okela vừa hết. Rồi có 59.000 khách ơi, 59.000. Rồi lên màu ngọc 3X giúp em. Rồi đây màu xám ghi 3X nha. Còn mấy cái 3X này. Màu xám này. Màu ngọc có chị Bích Hạnh Nguyễn Thị. Rồi 3X.
Rồi cái này của em là màu xám. Xám này em còn 2 cái. Ôi màu xám đẹp quá các ơi. Ôi cái này các anh em lớn tuổi mặc còn đẹp nữa, cho chị Kim Sang Châu. Rồi màu xám, rồi đúng rồi. Màu xám chị Chi Anh. Kim Sang Châu, chị Chi Anh. Rồi em còn 3 xám. Em còn 3 cái xám 3X nữa. Rồi chốt nhanh đi các chị ơi, 3X còn ít lắm. Em xem có 59 ngàn à. Các chị biết Hạnh Nguyễn Thị. 3X, rồi. Rồi cho chị biết Hạnh Nguyễn Thị này. Rồi còn 2 cái nữa, còn 3 cái nữa thôi nha mọi người nhé. Còn 3 cái có chị nào lấy thêm không? Rồi đẹp quá trời quá đất luôn khách ơi. Rồi lên màu xám giúp em, xám 3X, xám 3X, xám 3X màu tây quá trời luôn. Các anh em lớn tuổi trẻ tuổi đều mặc nhá. Xanh lá 3X chị biết Hạnh Nguyễn Thị. Rồi đó, mẫu vừa lấy 3X đây. Rồi khách nào lấy comment dùm em màu xanh ngọc nữa đi mọi người. À màu xám nữa nha. Màu xám 3X. Xám 3X. Rồi một cái trắng duy nhất size 3X. Rồi em khỏi cần bóc nha. Tại vì cái hàng này các chị mình mua hàng bên em là biết rồi. Kiểu nó cũng vậy, nó khác cái màu à. Rồi trắng 3X có 1 cái. Trắng 3X có 1 cái. Đó, khi nào lấy comment dùm em trắng. Còn đúng duy nhất một cái rồi hết size 3X rồi mọi người ơi. Rồi khi nào lấy comment dùm em trắng 3X nha. Trắng 3X, trắng 3X, trắng đẹp chứ. Trắng đẹp tây quá trời luôn, 59 ngàn. Đấy. Ôi ôi, cái áo màu trắng quá đẹp luôn này, size 3X này, bo viền đỏ nha. Rồi size 3X này em hết. Rồi khi nào lấy comment dùm em trắng 3X cả nhà mình ngồi. Ờ, trắng 3X, trắng 3X. Rồi em còn size 1X thôi. Size 1X nó có hai màu à. Đó, có màu xanh lá và màu xanh ngọc. 1X nha. Đấy. Rồi khi nào lấy comment dùm em 1X có xanh lá và xanh ngọc thôi. Đẹp quá trời luôn, trời ơi, xuất sắc luôn. Size 68 kg á. Rồi khách nào lấy comment dùm em xanh lá xanh ngọc. Size là size 1X. 1X là còn có đúng hai cái màu này thôi các chị nha. Đó, áo có cổ rất là đẹp luôn, sale 59 ngàn. Rồi khách nào lấy comment dùm em này, đó màu xanh lá, màu xanh ngọc 59 tiền. Ngọc 1X cho chị bảo ra. Không có màu đen dạ, đen có nhưng mà là đen kiểu khác chị ơi, chứ không có size một size to. Hết rồi á. Đúng rồi, hết rồi. Rồi khách nào lấy comment dùm em. Chị bảo ra không lấy luôn cái màu xanh này cũng đẹp chứ. Em thấy nhiều anh em cũng thích màu này mà. Xanh lá này, này. Cho các anh lên quần đen, quần đen, quần xanh đen đẹp lắm. Rồi. Rồi cái này size 2X nha mọi người nha. Size 2X màu coban. Đây, nên size 2X giúp em đi. Rồi, size 2X này là size 70kg á. Đó, size này của em thì dưới 70kg thôi. Rồi, size 2X em có màu coban nên màu giúp chị đi. Em có màu coban, em có màu xanh ngọc, em có màu đỏ, em có màu xanh lá, em có màu trắng. Rồi, khách nào lấy comment lên giúp em nha, lên đây, lên đây. Rồi, size 2X thì em có màu xanh coban. Em còn màu màu trắng. Em còn màu đỏ. Đây, em còn màu đỏ này. Đây, màu đỏ 59 ngàn nha, size 2X nha. Màu đỏ này. Rồi, em có màu màu xanh đen. Phải không? Rồi, khi nào lấy comment dùm em đỏ 2X, trắng 2X, màu xanh coban 2X. Đó, dưới 70kg quay đầu giúp em nha. Rồi, khách nào lấy comment dùm em này 3 màu. 2X này em 3 màu, là size 70kg quay đầu á mọi người, là size 70kg á. Đỏ chị Thi Hằng Đào 2X. Màu đỏ này hết, hết đỏ luôn. Rồi, khách nào lấy comment dùm em nhé, xanh cho chị Thi Hằng Đào đây. Xanh còn. Đây, 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 đây. Xanh coban. Có xanh lá không? Em mới lên cho chị 3 màu à. Xanh coban 2X cho chị biết Hạnh Nguyễn Thị. Đây là xanh coban một cái nữa đấy. Rồi, đó là đúng rồi, xanh coban đó em. Có một cái nữa. Rồi, em còn cái xanh coban. Rồi, xanh lá 2X. Và có xanh biển luôn kìa, em chưa lên. Xanh ngọc em chưa lên luôn á. Em lên xanh coban nè. Rồi, cái này xanh lá 2X này. Rồi, còn cái xanh ngọc. Xanh ngọc 2X. Rồi, đó, chị nào bổ sung màu thì chốt nhanh giúp em nha. Mấy này size 2X nha, đó, 70kg quay đầu á. Rồi lên liền giúp em này. Ngọc nha, em còn ngọc 2X này. Xanh lá 2X à, màu trắng 2X và coban 2X. Đó, bảng màu này là của em là size 2X nha mọi người, là dưới 70kg á. Ở khách nào lấy comment nhanh giúp em 59 ngàn một áo, đẹp quá trời luôn. Đó, cho các anh mặc đi chơi, mặc đi đám tiệc rồi sang cực kỳ luôn. Cái hàng cá sấu thì cái vải nó xịn quá rồi. Đó, các chị mình không mua đâu mà với cái giá 59 ngàn như em bán đâu, em nói thật sự luôn á. Tại vì á, mấy cái hàng này em sale 59 ngàn này em sale ở dưới cả giá vốn cho các chị đó chứ. Trời ơi, ai mà bán giá 59 ngàn như em được á, cả nhà không ai bán nổ hết á.
Rồi khách nào lấy comment giùm em nha. Còn đen thì em có đen là size M à. Đây, màu đen thì em cũng còn nhưng mà nó là làm màu size M thôi. Đó, có chị nào thích màu đen size M thì mình lấy nha. Đây, màu đen size M là size dưới 60 kg. Rồi khách nào lấy comment giùm em nhé. Đen size M. Đen size M, đen size M. Rồi, đen trắng xanh. Nói chung size M thì em còn đủ màu cho mình ha. Rồi có giá là 59.000 em sale. Ờ, cả nhà mình ơi em off nha, em hẹn các chị mình 7 giờ tối nhá. Chị em nào mình đang có đơn bên em thì 7 giờ các chị mình cố gắng mình nên gom đơn thêm. Tối rồi em soạn hàng thêm cho cả nhà. Bộ vest mà có về thêm á thì tối em bán luôn nha mọi người nhá. Rồi em chào tạm biệt cả nhà nhá.